Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn chương 61, Linh Dược Từ Ngô Thạc Sương nhà cấp 4 rời đi về sau, dòng dã 49 ngày, Tiêu Phàm lại không có ở Kinh Thành lộ mặt qua, không hề quay lại nhà thăm hỏi phụ mẫu, thậm chí ngay cả ba không một bệnh viện phòng bệnh cũng chưa từng đi, thật giống như bỗng nhiên mất tích Nhưng chỉ thủy xem lại biến đến mức dị thường bận rộn. Tân Lâm bề bộn nhiều việc, cái này bốn hơn 10 ngày, nàng thậm chí không có bước ra qua chỉ thủy xem một bước kia sáu tên chỉ thủy xem đạo cô, trừ một vị lớn tuổi nhất phụ trách sinh hoạt hàng ngày an bài, vẩy nước quét nhà đình viện, tương giặt quần áo, nhóm lửa nấu cơm, năm người khác đều cùng Tân Lâm ở chung một chỗ. Luyện dược, khoảng thời gian này, Tân Lâm nhiệm vụ chính là luyện dược. Đem những năm này tiêu phàm từ các nơi lục soát la mà đến các loại kỳ dị dược liệu phân biệt luyện chế. Chỉ thủy xem luyện đan thất bên trong, sáu cái lò luyện đan đồng thời mở ra, lấy Tân Lâm làm chủ, năm người khác hiệp trợ thất diệu cung bảy đại tuyệt kỷ, chế đan thuật đứng hàng trong đó, thủ đoạn thần kỳ tinh diệu, ngay cả chỉ thủy tổ sư đều khen ngợi không thôi. Vô cực thuật tàng trong điển tịch, cũng có quan hệ với thất diệu cung chế đan thuật ghi chép, vô cực môn chế đan thủ đoạn, cũng không tại thất diệu cung phía dưới, chỉ bất quá hiện đặt vào thất diệu cung đương đại thánh nữ ở đây, tiêu phàm cũng không cần phải thân tự xuất thủ. Hắn cũng có mình sự tình phải bận rộn, tiêu phàm vội vàng bày trận, chỉ thủy xem chính là chỉ thủy tổ sư sở kiến, xem bên ngoài rừng cây rừng trúc ẩn giấu đi chỉ thủy tổ sư tự tay bố trí vô cực tứ tượng trận xem bên trong thì là vô cực hỗn độn trận người bình thường trừ phi là lên mặt pháo đến oanh kích lại hoặc là phóng hỏa đốt cháy nếu không căn bản cũng không cần nghĩ công tiến đến nhưng mà dạng này còn chưa đủ tiêu phàm muốn tiếp tục cường hóa tại vốn có vô cực tứ tượng trận cùng vô cực hỗn độn trận phía trên thêm một cái vô cực luân hồi trận trận pháp này là tiêu phàm tự mình sáng chế theo chỉ thủy tổ sư lời nói, bất kỳ cái gì một vị vô cực môn trưởng giáo chân nhân đều có mình độc môn trận pháp, căn cứ riêng phần mình nghiên tập trọng điểm khác biệt, sáng tạo tạo nên trận pháp cũng rất là khác lạ. Tiêu Phàm đã đem luân hồi tướng tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, thậm chí đã xem rõ thiên nhân cảnh ảo diệu. Vô cực thuật tàng phong phú điển tịch ghi chép bên trong, có một cái chuyên môn điển tịch, tên gọi trưởng giáo chân ngôn từ vô cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư tự mình biên soạn lịch đại trưởng giáo đem nghiên tập vô cực thuật tàng tâm đắc trải nghiệm ghi chép trong đó không rõ chi tiết bao quát phản có rất có điểm cùng loại lịch thay mặt hoàng đế sinh hoạt thường ngày chú cơ hồ mỗi một thời đại trưởng giáo tổ sư đều kỹ càng ghi chép qua nghiên tập vô cực chín tướng kia các ý tưởng đến cực điểm nó cảnh giới cao thâm lúc từng sinh ra các loại dị tượng mỗi một vị tổ sư đều tu luyện qua luân hồi tướng đây là vô cực chín tướng thiên thiên nhân thiên trường sinh thiên cùng tạo hóa thiên tán giật về sau vô cực môn đệ tử có thể nghiên tập cảnh giới tối cao. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng mỗi vị tổ sư tu luyện luân hồi tướng lĩnh hội các có sự khác biệt. Từ đời thứ 36 tổ sư về sau, đến tiêu phàm mới thôi, đã chuyển 28 thay mặt. Chân chính đem luân hồi tướng tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chỉ có giải rác mấy người. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, ở chỗ luân hồi thiên cũng đã cũng không chỉnh tề, thất lạc một hai thành độ dài lịch đại tổ sư cá nhân thiên phú cùng tư chất cũng cao thấp không đều. Mặc dù nói, có thể trở thành vô cực môn trưởng giáo truyền nhân, nhất định là thiên phú kiệt xuất chi sĩ. Nhưng đến cao thâm như vậy cảnh giới, dù chỉ là thiên phú cùng một tính bên trên cực kỳ nhỏ khác biệt, cũng sẽ đối tu vi cực cảnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mỗi vị tổ sư đều dựa theo mình lý giải, rất cố gắng muốn đem luân hồi tướng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tự động bổ đủ thiếu thốn thiên chương sau đó ý đồ cùng thiên nhân tướng tản dư những cái kia phương pháp tu luyện câu thông, cưỡng ép đột phá tới thiên nhân cảnh. Bất kể nói thế nào, thiên nhân tướng cũng còn tồn tại lấy cực hiểu số phương pháp tu luyện, cứ việc dị thường không trọn vẹn, nhưng con đường tu luyện, giảng cứu chính là một cái ngộ mộ chữ. Nếu như có thể đem luân hồi tướng tu luyện đại thành, có lẽ liền có thể từ tàn khuyết không đầy đủ thiên nhân thiên chi ở bên trong lấy được một loại nào đó gợi ý kia giải rác mấy vị tướng luân hồi tướng tu luyện đến cảnh giới viên mãn tổ sư, liền kỹ thuật riêng phần mình thăm dò thiên nhân cảnh tâm đắc trải nghiệm. Khiến tiêu phàm giật mình là, mấy vị này tổ sư ghi lại đủ loại có quan hệ lĩnh hội thiên nhân cảnh dị tượng, hắn thế mà trải qua trong đó ba loại. Cứ việc cực kỳ ngắn ngủi, cảm nhận được dị tượng cũng 10 điểm mơ hồ, nhưng thật sự là trải qua. Khó trách chỉ thủy tổ sư đối tiêu phàm ký thác kỳ vọng, mong đợi hắn là có hy vọng nhất chân chính đột phá đến thiên nhân cảnh vô cực môn truyền nhân nhưng tu vi đến dạng này cảnh giới nghĩ tiến thêm một bước khó khăn cỡ nào dù coi như tiêu phàm thiên phú dị bẩm kỳ tài kiệt xuất cũng từ đầu đến cuối bồi hồi tại thiên nhân cảnh biên giới khó mà chân chính đột phá đăng đường nhập thất dòm ngó thiên nhân cảnh chân thực phong thái bất quá đến bây giờ cảnh giới tiêu phàm cũng đã đầy đủ sáng tạo ra bản thân trận pháp tiêu phàm bố trí cái này vô cực luân hồi đại trận tác dụng chủ yếu nhất chính là đem chỉ thủy tổ sư bố trí tứ tượng trận cùng hỗn độn trận câu thông ba cái đại trận hòa làm một thể, sức phòng ngự đạt được cực lớn cường hóa. Trừ cái đó ra, vô cực luân hồi trận còn có một cái tác dụng lớn nhất, chính là che đậy trời cơ. Vì Tiêu lão gia tử luyện chế càn khôn tạo hóa đan, nghịch thiên cải mệnh, cứu vãn chính xác tiêu thị gia tộc, nhất định phải câu thông tinh thần, đoạt thiên tạo hóa chi lực. Đến lúc đó sẽ dẫn phát loại nào kỳ dị thiên tượng, Tiêu phàm chính mình cũng không cách nào dự tính. Nhưng có thể khẳng định là, thiên tượng tất nhiên sẽ cực kỳ kinh người ẩn núp trong bóng tối vị kia đại địch, phong thủy thuật pháp bên trên tạo nghệ, tựa hồ không kém chính mình, tiêu phàm mảy may cũng không dám xem thường. Thi pháp nghịch thiên đoạt tạo hóa, cũng chính là hắn là lúc yếu ớt nhất. Vạn nhất bị vị kia đại địch phát giác, thừa cơ phát động công kích, tiêu phàm rất khó lại phân tâm đi ngăn cản. Chuẩn bị công phu nhất định phải làm được sung túc một chút, lại sung túc một chút. May mà có tân lâm hỗ trợ luyện dược, nếu không tiêu phàm thật đúng là phân thân thiếu phương pháp. Trong mật thất, tân lâm sau lưng to lớn tử đàn trên giá gỗ, trưng bày từng dãy hộp ngọc, bình xứ, hộp gỗ, hồ lô, tùy tiện đếm một chút, đều có trên trăm loại nhiều. Mỗi một cái hộp ngọc bình xứ bên trong, đều chứa khác biệt dược liệu. Các loại kỳ dược linh thảo, nhiều vô số kể, gần nhất đi Đông Bắc lấy được mật gấu, đi Sơn Thành Thu được ngọc sao não, là sau cùng hai chồng thuốc phật Đều là tươi mới, trước đó không lâu từ đặng thông thiên trong tay đổi lấy ô dương mộc, phong tồn tại một cái màu vàng nhạt trong hộp ngọc. Cái này hộp ngọc, lấy nguyên một khối tối thượng phẩm hỏa nham noãn ngọc điêu khắc mà thành, ngắn ngủi một hai tháng, cái này hỏa nham noãn ngọc bên trong ẩn chứa dương khí, liền bị ô dương mộc hấp thu rơi hơn phân nửa. Luyện dược đơn thuốc, là tiêu phàm tự tay liệt kê. Tân lâm một mực dựa theo đơn thuốc chỗ bày ra, đem từng loại cực nó dược liệu quý giá, phân biệt đặt khác biệt trong lò đan, tiến hành luyện chế. Nếu như hết thảy thuận lợi, 7749 ngày về sau, tân lâm đem luyện ra 6 bình linh dịch cái này sáu bình linh dịch sẽ thành luyện chế càn khôn đại hoàn đan nguyên liệu cả tòa đan thất mùi thuốc tràn ngập tân lâm cùng năm tên đạo cô trên cơ bản ăn ở đều tại đan thất bên trong tân lâm phân phó các nàng chợt có nhàn hạ ngay tại trong đan thất đả tỏa tu luyện càn khôn đại hoàn đan là vô cực môn chế đan thuật đỉnh phong thành tựu riêng là cái này hơn trăm loại chân quý dược liệu đã cực kỳ khó tìm tân lâm đoán chừng đây không phải tiêu phàm một nhân chi công giống sâm ngàn năm vương 120 năm thủ ô, cực phẩm thiên sơn tuyết liên, chín phân biển sâu chân châu, tuyệt không phải ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền có thể thu thập đủ. Đây không phải có tiền hay không vấn đề, mà là loại này chân chính cực phẩm linh dược, thường thường 100 năm khó gặp. Người coi như có tiền nữa, cũng rất khó mua được. Trên thế giới kẻ có tiền nhiều đi, xâm ngàn năm vương, 120 năm thủ ô số lượng, xa xa so kẻ có tiền số lượng muốn hiếm ít hơn nhiều. Tân lâm sau lưng cái này giá gỗ nhỏ bên trên, trồng chất quá nhiều linh dược. Một chút hộp gỗ, đen nhánh hiện ra ô quang, bao tương nồng hậu dày đặc, vừa nhìn liền biết là cổ vật, không biết bị bao nhiêu hai tay thưởng thức qua. Trong hộp dược liệu, có lẽ bỉ một hộp tồn thế nháy mắt còn muốn dài. Đây là vô cực môn lịch đại tổ sư chân tàng, nếu như lão Tiêu nhà không đụng tới dạng này đại sự kinh thiên động địa, làm cho Tiêu phàm luyện chế càn khôn đại hoàn đan cho lão gia tử tục mệnh, có thể suy ra, những này linh dược chân quý còn đem đời đời lưu truyền xuống. Tiêu Phàm thu thập các loại bảo bối, cũng giống vậy sẽ gia nhập vào cái này hàng ngũ bên trong, lưu cho hậu đại vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Hiện tại luyện chế cái này đan dược, tương đương với đem vô cực môn hàng trăm hàng ngàn năm bảo khố đều rời ra ngoài, cái này tiểu tiểu đan thất bên trong, tràn ngập dược khí độ dày đặc, quả thực cử thế vô song. Tại như thế trong hoàn cảnh tu luyện, tương đương với miễn phí hấp thu các loại trời linh dược ẩn chứa linh khí, hiệu quả chi tốt, công hiệu chuyện tốt, không cùng luân so cũng coi như phải là cơ duyên to lớn, ngay cả Tân Lâm đều đang nghỉ ngơi thời điểm tận lực hô hấp thổ nạp. Như cơ duyên này, làm sao có thể bỏ lỡ? Bất quá Tân Lâm nhìn qua, cũng không hoan hỉ, phản cũng có vẻ tâm sự nặng nề, càng về sau, xinh đẹp song mi nhỏ phải càng chặt. Năm tên đạo cô đều khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí thao túng mình phụ trách đan lô, sợ một nước vô ý, xảy ra điều gì sai lầm, vậy liền lại khó đền bù. Những dược liệu này quý giá như thế, vạn nhất luyện hỏng nhất thời bán hội tới nơi nào để tìm chỉ có tân lâm tự mình biết nàng lo lắng cũng không phải là cái này đan dược sẽ không luyện hỏng điểm này tân lâm tâm lý nắm chắc thất diệu cung chế đan thuật truyền thừa tuyệt không phải hữu danh vô thực tân lâm lo lắng một chuyện khác có lẽ tiêu phàm cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi lấy tiêu phàm làm việc ổn trọng cẩn thận đại sự như vậy hắn không có khả năng không dự làm chuẩn bị chỉ là Tân Lâm vẫn là không nhịn được lo lắng, càng về sau lo lắng càng nặng, linh dịch luyện thành trước đó cuối cùng mấy ngày, Tân Lâm quả thực chính là hãi hùng khiếp vía, không thể không liên tiếp đả tọa điều tức, mới có thể đem cực độ tâm tình bất an cưỡng ép áp chế xuống. Tiêu Phàm, hắn sẽ không cần mạo hiểm a. Bảy bảy 49 ngày quá khứ, tất cả đan lô đồng thời dập tắt, sáu cái cao gần tắc xương chi bạch ngọc bình, chỉnh tề bày ra tại gỗ tử đàn bàn trà phía trên, thân bình trắng muốt, bảo quang lưu chuyển, Toàn bộ gỗ tử đàn bàn trà phía trên đều bao phủ một cỗ mờ mịt linh khí. Năm tên đạo cô thở vào một hơi, mỏi mệt đến cực điểm trên mặt, đều đều lộ ra an tâm thiếu dung. Cuối cùng không có ra cái gì chỗ sơ suất, đại công cáo thành. Chương 62, mượn gió bẻ măng. Tinh ngữ quán ba, thất thải nghe hồng đèn lấp loé, cổ nhạc tiếng điếc tai nhức óc, trong sàn nhảy, vô số thanh niên nam nữ tại cuồng hoan loạn vũ, Trộm vương chi vương ra cắt ánh huy nghiêng nghiêng dựa vào lầu hai nơi hẻo lánh một vị trí, tràn đầy uống vào rượu đỏ, uể oải. Thời khắc này ra cát tướng quân, ăn mặc hết sức trẻ tuổi, cùng trong quán ba đại đa số trẻ tuổi nam hài đồng dạng, quần áo tân triều, kiểu tóc thời thượng, thậm chí trên lỗ tai còn mang theo ngân sắc tai điểm, một bên ba cái. Bất quá trộm vương trên lỗ tai cũng không có thật khoan, những này tai điểm là dính tại trên lỗ tai một bên, không phải treo. Thân là trộm vương, bề ngoài bên trên lưu có như thế đặc thù rõ ràng, nhưng chưa chắc là ý kiến hay. Nói đến nhẹ một chút, đây là hỏng chén cơm của mình, hướng nghiêm trọng một chút nói, chính là mình muốn chết. Trên thế giới này, nghĩ cắt lấy ra cắt ánh huy đầu đến làm cái bồ đại nhân vật, tuyệt không chỉ một hai cái. Gia Cát tướng quân mới không quan tâm những này đồ đần đối với hắn lo lắng. Tại Gia Cát ánh huy trong mắt, mỗi một cái bị hắn trộm qua bảo bối ra hỏa, đều là đồ đần. Bao quát ở xa ở ngoài ngàn dặm kia thớt trên đại thảo nguyên Lang Vương, bột nhi thiếp đỏ kia, giống nhau là cái đồ đần. Hắn coi là đem Trường Xuân An thần hương đặt ở hắn phòng ngủ dưới mặt đất trong tủ bảo hiểm, lại ở ngoài cửa phái người 24 giờ thủ vệ, liền có thể làm khó được khắp thiên hạ tiểu thâu. Trộm vương xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn thuận tay lấy đi một con vòng ngọc, nói thật, con kia vòng ngọc, ra cắt ánh huy là thật nhìn không ra, đến cùng có cái gì tốt? lấy trộm vương ánh mắt bảo bối gì chưa thấy qua đối các loại bảo vật dám thưởng năng lực tuyệt đối có thể xương đại sư cấp trình độ nhưng con kia vòng tay xác thực rất phổ thông bất quá ra cắt ánh huy hay là mượn gió bẻ măng bởi vì cái này vòng ngọc đặt tại trong tủ bảo hiểm bắt mắt nhất vị trí thậm chí ngay cả trường xuân an thần hương đều bị lấn qua một bên bột nhi thiếp đỏ đây không phải là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê cái này thất phương bắc lang vương tung hoành trong ngoài thảo nguyên uy danh chi thịnh, không cùng luân so. Trên đại thảo nguyên, mặc kệ cỡ nào dũng mãnh dũng sĩ, chỉ cần nghe tới Bạch Lang đại danh, đều đầu dạp xuống đất, quỳ bái. Có thể bị Bạch Lang coi trọng như thế đồ vật, há lại vật tầm thường. Nhất định là vội vàng ở giữa, mình nhìn không rõ ràng, phân biệt không nhận ra cái này vòng tay chân thực giá trị, lại lấy đi lại nói. Cùng không rảnh rỗi, chậm rãi nghiên cứu không muộn, ra cắt ánh huy còn cũng không tin, lấy nhãn lực của mình cùng thông minh cơ trí, tìm không ra cái này vòng tay ẩn tàng bí mật. Ra cắt ánh huy thích tinh ngữ quán ba, đây là trước mắt thành phố thủ đô bên trong nhất cao cấp quán ba, không ít hào môn thế gia tử đệ, đều tại quán ba này ẩn hiện. Tinh ngữ quán ba tập trung thành phố thủ đô cô gái xinh đẹp nhất, nơi này trước trước sau sau sinh ra qua ba vị danh chấn kinh hoa buổi chiếu phim tối hoàng hậu, mỗi một vị đều đẹp như thiên tiên, sắc nghệ đều tốt. Trong đó một vị, càng là đã được như nguyệt, gả vào hào môn, trở thành cao cao tại thượng thế gia đại thiếu nãi nãi. Một vị khác thì đi vào truyền hình điện ảnh ngành giải trí phát triển, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền thanh danh lên cao, trở thành truyền hình điện ảnh minh tinh. Nghe nói phía sau cũng có hàng hiệu công tử ca chỗ dựa. Chỉ cần ngươi có thể tại tinh nữ quán ba nhảy lên đỏ, liền không sợ không ai nâng. Tứ cửu thành bên trong, không nói những cái khác, vẻn vẹn không thiếu chính là hàng hiệu nha nội cùng nhiều tiền phải không chỗ tiêu hoàn khố kim chủ. Lấy tiền nện mỹ nữ, là đại đa số hoàn khố công tử ham chơi nhất trò chơi. Gia Cát Ánh Huy cũng thích mỹ nữ, mà lại hắn so với bình thường công tử ca còn muốn hàng hiệu, dùng để nện mỹ nữ đồ vật, không nhất định là tiền, nhiều tiền tục khí ha. Trộm vương có là đồ tốt, châu báu kim cương, đồ cổ tranh chữ, cái gì cần có đều có. Toàn thế giới đỉnh cấp phú hào kia để phòng xâm nghiêm kho bảo hiểm cùng khoa học kỹ thuật trước tiến vào kết sắt, đối ra Cát Ánh Huy mà nói, cùng chính hắn nhà không có gì khác biệt muốn bảo bối liền đi cầm mấy món. Gia Cát Ánh Huy thích nhất nhìn chính là đem lớn khỏa kim cương bày ở Mỹ nữ trước mặt lúc, Mỹ nữ kia cuồng loạn thét lên cùng tùy thời có khả năng ngất đi biểu lộ. Bình thường thét lên cùng mê muội về sau, vô luận Gia Cát Ánh Huy muốn đối với các nàng làm cái gì, đều sẽ không gặp phải quá lợi hại chống cự. Thường thường tượng trưng xấu hổ mang kiều nói vài lời người thật là xấu về sau, bao khỏa quá chặt chẽ hung y liền sẽ rất dễ dàng bị lột, ra vẻ thận trọng đùi cũng sẽ rất sắc bén tác mở ra tới ai nói làm tiểu thâu nhất định hèn mọn không chịu nổi mấu chốt muốn nhìn người cái này tên trộm làm được cái dạng gì đẳng cấp gia cát ánh huy không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất tiểu thâu bình thường chỗ ăn chơi hắn thật không để vào mắt tinh nữ quán ba không sai chẳng những có đếm không hết tuổi trẻ mỹ nữ có phong tao mê người tịch mịch hiếu phụ còn có phong vận vẫn còn phòng không oán phụ phẩm loại phong phú muốn loại kia đều có thể câu đạt được so như bây giờ trộm vương bên người liền có ba bốn cái xinh đẹp phải không tưởng nổi nữ hài tử, chính vây quanh ra các tướng quân kỳ kỳ cha cha náo không ngừng, không ngừng thúc giục hắn lại làm ảo thuật. Đúng, hiện tại cua gái nghe nói rất lưu hành làm ảo thuật. Ra các tướng quân là cái làm ảo thuật cao thủ, hắn không có chuyên môn luyện qua ma thuật, nhưng cái này khó không được hắn. Cái gọi là làm ảo thuật, không phải liền là giảng cứu cái nhanh tay lẹ mắt a à. Lại thêm một điểm che giấu tai mắt người cái gọi là chướng nhãn pháp. Những đồ chơi này, đối trộm vương mà nói, vẹn vẹn chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Gia Cát Ánh Huy tùy tiện liền thanh bên trái thon thả cô nương trong túi son môi, biến đến bên phải đầy đặn cô nương trong áo lót. Những nữ hài tử này dính tại Gia Cát Ánh Huy bên người đã có hơn một giờ, đã sớm bị đắt đỏ rượu tây thiêu đến thần kinh chết lặng. Đừng bảo là Gia Cát Ánh Huy đem son môi nhét tiến vào đầy đặn cô nương áo ngực, coi như dùng sức bóp hơn mấy thanh, kia bộ ngực lớn nữ hài chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Gia Cát Ánh Huy quyết định, sau đó phải đem một đầu đắt đỏ kim cương dây chuyển biến tiến vào đầy đặn nữ hài trong quần lót, sau đó đem nàng mang đi. Cô bé này không sai, hẳn là không trải qua quá nhiều nam nhân, tối nay chính là nàng. Nếu như cô bé này trên giường biểu hiện chứng thực Gia Cát Ánh Huy phán đoán là chính xác, trộm vương hứng thú với hắn cũng có thể duy trì đến 3 ngày về sau. Cái này đã 10 điểm khó được, Gia Cát Ánh Huy quả nhiên làm như vậy, hết thảy đều như Gia Cát Ánh Huy sở liệu đầy đặn nữ hài đỏ bừng cả khuôn mặt, từ mình màu hồng phấn tiểu nội nội bên trong đem đầu kia lóng lánh mê người quang trạch kim cương dây chuyền cẩn thận từng ly từng tí móc ra, mặt mũi tràn đầy đều đều là không dám tin thần sắc. Sau đó bắt đầu thét lên, cái khác nữ hài cùng theo thét lên, chu ca ca, đây là, đây là sự thực kim cương dây chuyền, đây là, đây là biến cho ta, thét chói tai về sau, đầy đặn nữ hài nâng lên mềm mại không xương tay nhỏ, dùng sức đè lại mình cao mất cự ngực, liều mạng thở dốc, trừng mắt ra cát ánh huy, lắp bắp hỏi. Tô lại lấy nặng nề mí mắt mắt to trừng phải tròn căng. Ừm hừ, chu ca ca rất phong cách tây nhún vai bàng, cô gái như vậy phần lớn ngực to mà không có não, ra cát ánh huy rất lo lắng bọn hắn không nhớ được bốn chữ danh tự, vậy quá phức tạp. Hay là chu ca ca tương đối tốt nhớ, sáng sủa trôi chảy. Nếu như trực tiếp gọi chư ca, đoán chừng hiệu quả càng tốt hơn. A, à, chu ca ca người quá tốt, chư ca chư ca ta yêu ngươi, Ta yêu chết ngươi. Sau một khắc, đầy đặn nữ hài liền bỗng nhiên bổ nhào vào ra cắt ánh huy trong ngực, ôm hắn một trận điên cuồng gặm. Chu mặt của KaKa ca ca bên trên, lập tức thêm ra vô số dấu son môi, trong chốc lát biến thành hầu tử cái mông. Chu KaKa, ca ca, Chu KaKa, ca ca, ta cũng muốn, ta cũng muốn, nhanh lên biến một đầu ra đến cho ta nha, nhanh lên biến nha. Chư ca, ta cũng muốn nha, ta cũng muốn. Cái góc này nháy mắt liền mở nồi sôi, nó dư mỹ nữ cùng nhau tiến lên trực tiếp liền đem Chu ca ca đặt ở ghế sofa bên trong, đưa tay ở trên người hắn khắp nơi sờ loạn, thậm chí có một cái tay nhỏ, trực tiếp cắm vào Chu ca ca tiểu nội nội bên trong, tựa hồ muốn từ hắn tiểu nội nội bên trong cũng móc ra một sợi dây chuyền kim cương tới. Về phần cô nương này cuối cùng là đã được như nguyện móc ra kim cương dây chuyền hay là không cẩn thận bắt đến một đầu tiểu sâu gióm, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Nguyên bản hài lòng vô so họ ra các trộm vương, bỗng nhiên hét thảm lên. Này này, các cô nương, hạ thủ lưu tình a, nơi đó thật không thể bắt. Ai nha, mẹ nó, chưa thể móc đến kim cương dây truyền tay nhỏ rất không cam tâm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không những đối với tiểu sâu gióm trắng trợn tàn phá, thậm chí ngay cả tiểu sâu gióm trên mông mọc ra hai cái bướu sưng, đều kém chút cho bóp nát rơi. Thật vất vả, chu ca ca mới thoát khỏi mấy cái cô nương đủ kiểu làm nhục, miệng đầy lầm bẩm lôi kéo đầy đặn nữ hài mềm mại tay nhỏ, chạy chối chết đầy đặn nữ hài dơ lên kim cương dây chuyền, vẫn không quên hướng đám tiểu tỉ muội phất phất tay, tiếu yếp như hoa. Tại lầu hai góc rẽ, chạy trối chết ra cát ánh huy đụng phải mấy tên mặt mũi tràn đầy ngạo khí trẻ tuổi công tử ca. Đi ở phía trước vị kia, dáng người cường tráng khôi ngô, toàn thân ác mani bảng tên, mặc dù chỉ có hai mười mấy tuổi niên kỷ, lại là khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết là hào môn thế gia xuất thân hoàn khố nha nội. Mấy vị khác đi theo hắn phía sau người trẻ tuổi, cũng từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin bạo dạp. Dạng này công tử ca, tinh ngữ quán ba thấy nhiều. Nếu là ngày nào tại tinh ngữ quán ba không gặp được những này hoàn khố nha nội, kia mới kỳ quái. Bất quá vị này khôi ngô cao lớn hoàn khố công tử ca gây nên ra các ánh huy đặc biệt chú ý, không phải là bởi vì hắn ngạo khí, mà là bởi vì hắn tướng mạo. Mặc dù khí chất khác hẳn khác thường, nhưng tướng mạo quả thật cùng tiêu phàm giống nhau đến mấy phần. Vừa nhìn thấy cái này người tướng mạo, Gia Cát Ánh Huy lập tức trong lòng khó chịu. Nếu không phải tiêu phàm, hắn nơi nào cần ngàn dặm xa xôi chạy đến đại thảo nguyên chỗ sâu, có thụ phơi gió phơi nắng nỗi khổ, trên đường đi lo lắng hãi hùng, chỉ sợ bị bột nhi thiếp đỏ kia nhìn thấu bộ dạng. Gia Cát Ánh Huy trộm khắp thiên hạ, đều là vì mình làm việc, bị người buộc đi trộm đồ, hay là xưa nay chưa thấy đầu một lần. Chu ca ca thống hận tiêu phàm, chính hợp tình hợp lý. Cuống chi lần này thảo nguyên chuyến đi, mặc dù cuối cùng thuận lợi đắc thủ, trong lúc đó nhưng cũng kinh lịch nhiều lần hung hiểm, trong đó một lần, thậm chí kém chút bại lộ hành tung. Nếu thật là bị bột nhi thiếp đỏ kia bắt được, ra cắt ánh huy đoán chừng mình nhất định sẽ bị ngũ mã phanh thây. Bạch lang cũng không phải nhân từ nương tay bồ tát sống. Cùng người trẻ tuổi sượt qua người thời điểm, ra cắt ánh huy mượn gió bẻ măng, rượu thủ không không, đem người trẻ tuổi túi tiền cho sở đi. Nhìn người tiểu tử này đợi chút nữa làm sao thanh toán chỉ cần vừa nghĩ tới người trẻ tuổi thanh toán lúc ngạc nhiên cùng lúng túng biểu lộ, Gia Cát ánh huy liền hài lòng vô so. Ai bảo ngươi tiểu tử lớn lên giống tên hỗn đản kia? Đáng đời! chương 63, ta dựa vào, lại chơi chiêu này. Nếu là đến tinh ngữ quán ba dạng này một cùng một xa hoa buổi chiếu phim tối, Gia Cát ánh huy tự nhiên sẽ không lại mở ra phổ thông xe nhỏ, mà là một đài hỏa hồng sắc xe BMW. Làm việc cùng hưu nhàn, họ ra Cát trộm vương được chia rất rõ ràng. Kỳ thật ra Cát Ánh Huy cũng không thích màu đỏ chót xe, sở dĩ mở màu đỏ xe BMW đến tinh ngữ quán ba, chỉ là vì biểu hiện mình còn rất trẻ. Cát Ánh Huy cự tuyệt thừa nhận mình đã qua tuổi 40. Mặc dù hắn tại rất nhiều năm trước liền đã cần dựa vào tiền tài hoặc là cái khác vật phẩm quý giá đi gây nên nữ hài tử chú ý, nhưng ra Cát Ánh Huy cho rằng đây chẳng qua là vì tăng tốc tiến trình, tiết kiệm quý giá thời gian mà áp dụng tiểu đạo cụ. Không có những này tiểu vụn vật họ ra cắt trộm vương vẫn như cũ là phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử chỉ cần chịu tốn thêm chút thời gian câu cái trẻ tuổi bạn gái tính cái gì mấu chốt ra cắt ánh huy cảm thấy không cần thiết lãng phí kia cái thời gian có thể dùng tiền cùng kim cương đến giải quyết lời nói tại sao phải bỏ dễ cầu khó đâu tại tất đất tất vàng thủ đô thành dù coi như là tinh nữ quán ba cũng làm không dậy nổi quá lớn đồng hồ bãi đỗ xe chỉ có thể hướng dưới mặt đất phát triển Gia Cát Ánh Huy mang theo đầy đặn nữ hài trực tiếp đi hướng bãi đậu xe dưới đất bộ kia màu đỏ xe BMW. Lần trước bị tuyết vực đao vương đan tăng nhiều các tại bãi đậu xe dưới đất ngăn chặn, cũng không có cho Gia Cát Ánh Huy tạo thành quá nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Làm một cái trộm vương, tâm lý tố chất không có khả năng quá kém. Loại kia một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường tình huống, sẽ không dễ dàng ra hiện ở trên người hắn. Nhìn thấy màu đỏ BMW, đầy đặn nữ hài càng thêm vui vẻ lúc này là đụng phải chân chính cao phú soái cứ việc dưới mắt thủ đô thành xe bmw cũng chỉ bình thường không tính như thế nào xa hoa xa hoa tối thiểu chứng minh chu ca ca có tiền không phải giả vờ cái này liền rất tốt bên trên xong giường về sau hẳn là còn sẽ có chỗ tốt ta dựa vào lại chơi chiêu này ra cắt ánh huy mở ra xe bmw cửa chui vào lập tức liền quái khiếu hoảng sợ nhìn về phía phía bên phải chỉ thấy trên ghế lái phụ sớm đã đoan đoan chính chính ngồi một người trong ngực ôm mèo môn lớn hướng trộm vương thử nhe răng nhưng chẳng phải là tiêu phàm a à, đầy đặn nữ hài căn bản liền không có lên xe vừa mới chuyển đến ghế lái phụ tay còn không có chạm đến cửa xe liền bị tân lâm ánh mắt lạnh lùng thấy lạnh cả người nữ nhân này quả thực tựa như cái u linh không không là như cái yêu tinh bỗng nhiên liền xông ra vừa mới đều thấy rõ ràng bốn phía đừng bảo là người ngay cả cái quỷ ảnh đều không có nháy mắt một cái, trước mặt thình lình liền đứng như thế một nữ nhân. Tân Lâm cũng không có đưa nàng thế nào, chỉ là lặng yên nhìn xem nàng. Đầy đặn nữ hài hét lên một tiếng, xoay người chạy, không có chạy mấy bước, cao gót liền đoạn mất, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Đầy đặn nữ hài không lo được mắt cá chân chỗ chuyển đến toàn tâm đau đớn, nỗ lực đứng dậy, cắn răng, tốc độ không giảm chút nào, chạy đi như bay rơi. Tân Lâm chậm rãi tiến lên, kéo ra xe BMW cửa, ngồi tiến vào ghế sau gia cát tiên sinh hiệu suất rất cao a à. ba tháng không đến liền từ thảo nguyên trở về tiêu phàm khẽ cười nói gia cát ánh huy giận dữ kêu lên người đừng nói không theo dõi ta a à. ta còn liền thật không tin ngươi là gia cát lượng thần cơ diệu toán tiêu phàm cười nói gia cát lượng thần cơ diệu toán vì cái gì người khác liền không thể đâu gia cát ánh huy buồn bực hừ một tiếng hắn thật đúng là không tin một bộ này nghĩ hắn gia cát ánh huy tung hoành thiên hạ muốn trộm ai liền trộm ai hoàn toàn chính là hưng chi sở trí có đôi khi ngay cả chính hắn cũng không biết sau một khắc hắn sẽ trộm ai đồ vật chẳng lẽ những cái kia bị trộm ra hỏa đều là mệnh trung chú định muốn rủi ro gia cát tiên sinh ngươi là trộm vương ngươi cảm thấy trên thế giới này có bao nhiêu người có thể theo dõi ngươi mà không bị ngươi phát hiện tiêu phàm lạnh nhạt nói gia cát ánh huy không khỏi sửng sốt một chút tiêu phàm câu nói này xem như đánh trúng yếu hại làm một lợi hại nhất tặc, ra cắt ánh huy biết rõ, theo dõi cùng phản theo dõi là môn bắt buộc. Tiêu phàm nói không sai, trên thế giới này đứng đầu nhất đặc công toàn cộng lại, có thể theo dõi hắn mà không bị hắn phát hiện, có thể sẽ không vượt qua 10 người. Dạng này đỉnh tiêm đặc công, tại bất kỳ một cái nào tổ chức tình báo, đều là quốc bảo cấp bậc, làm sao có thể tùy tiện vì người thúc đẩy. Nhìn tiêu phàm niên kỷ, làm sao đều khả năng không lớn là quốc an hoặc là quân tình phương diện lãnh đạo cao cấp. Gia Cát tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không cần thiết vì chuyện này xoắn suýt. Ta cũng sớm đã nói qua, chỉ cần ngươi đem trường Xuân Hương giao cho ta, ta liền thanh kinh văn thượng quyển trả lại cho ngươi. Thanh toán xong, thật thanh toán xong, ngươi cam đoan về sau không đến phiền ta. Gia Cát ánh huy nửa tin nửa ngờ, tiêu phàm mỉm cười, nói trộm vương, ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy quá vô lễ sao. Ta coi như về sau muốn lại tìm ngươi hỗ trợ, tự nhiên sẽ mở ra để ngươi hài lòng thẻ đánh bạc cảm ơn, ra cắt ánh huy quả quyết phung tay lên, cười lạnh một tiếng. Ta không là người làm ăn, không tiếp đơn, ta trộm đồ, hoàn toàn là hưng chi sở trí, người cảm thấy ta sẽ còn vì tiền đi trộm sao? Tân Lâm lạnh lùng nói, ra cắt ánh huy, có rất nhiều thứ là tiền mua không được. Tỷ như nói đâu, mệnh của ngươi, ra cắt ánh huy cười lạnh nói, người muốn giết ta. Không được sao, xin cứ tự nhiên, trộm vương chi vương nhưng cũng không phải ai cũng có thể uy hiếp được. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ra các tiên sinh, ngươi khả năng hiểu lầm, chúng ta đều không thích giết người. Tỷ như nói mệnh của ngươi, không nhất định là dùng để giết, cũng có thể dùng để cứu. Có lẽ ra các tiên sinh lần sau gặp được cái gì nguy nan, còn có thể dùng mệnh của ngươi đến trao đổi thứ ta muốn. Phi phi phi, miệng quả đen, ra các ánh huy lập tức rất là tức giận. Được rồi, bớt nói nhiều lời, đi với ta cầm trường Xuân Hương đi. Kinh văn mang theo đâu, tiêu phàm cũng không tức giận, cười gật đầu, Gia Cát Ánh Huy không nói hai lời, khởi động xe BMW, dưới chân đạp mạnh cần ga, xe BMW cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới xông ra bãi đậu xe dưới đất. Cũng không trách Chu Ca Ca phiền muộn, mới vừa ở quán ba câu được một cái đúng giờ mặt hàng, cho hết hai cái này sao chổi cho pha trộn. Một sợi dây truyền kim cương ngược lại là chuyện nhỏ, Chu Ca Ca không thiếu tiền. Mấu chốt là tâm tình, Gia Cát Ánh Huy nhưng không có cái kia tâm tư đi một chuyến nữa quán ba thật mẹ nó suối quẩy. Xe BMW trực tiếp mở hướng ra cát ánh huy tại thủ đô điểm dừng chân, một chỗ nửa mới không có cư xá. Cái này cư xá đẳng cấp cũng liền bên trong các loại, mấy năm trước liền xây xong rồi. Rất phổ thông cư xá, hộ gia đình cũng là ngũ hoa bát môn, lớn đều không phải quá người có tiền, giai cấp trung lưu chiếm đa số. Lựa chọn dạng này cư xá làm vì chính mình tại thủ đô điểm dừng chân, tự nhiên còn là vì không làm cho người chú mục. Tiến vào cư xá trước đó, Gia Cát Ánh Huy phản xạ có điều kiện như nhìn sang cư xá số cửa phòng, số đuôi là 7. Gia Cát Ánh Huy trong lòng giật mình, nhớ được lần trước tại khách sạn, Tiêu Phàm cũng đã nói, hắn tại thủ đô trụ sở, số cửa phòng số đuôi vì 7. Tiểu tử này nếu như thật không phải là đang truy tung mình, vậy liền thật đáng sợ. Gia Cát Ánh Huy miệng thảo luận phải kiên cường, trong lòng lại không khỏi có chút bồn chồn. Thời thế hiện nay, kỳ tài người kiệt xuất đếm không hết, hắn Gia Cát Ánh Huy có thể tại trộm giới xưng vương, làm sao biết liền thật không ai cùng hắn lão tổ tông ra cát lượng đồng dạng thần cơ diệu toán. Ra cát ánh huy mua trả hóa đơn nguyên phòng, theo lẽ thường thì tại tầng 3. Hắn sẽ không ở quá cao nhà lầu, vạn nhất xuất hiện tình huống gì, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở, sử dụng diện tích lớn hẹn là 110 hòa tả hữu cân nhắc đến ra cát ánh huy độc thân, nơi này lại vẻn vẹn chỉ là hắn tại thủ đô một cái điểm dừng chân, ba phòng ngủ một phòng khách gian phòng đã quá lớn mấu chốt là xa hoa. Phòng này nội bộ trang trí, tuyệt đối cùng nó bên ngoài đồng hồ hình thành tương phản to lớn. Đoán chừng hoa đang sửa chữa bên trên tiền, 100% vượt qua phôi thô phòng mua giá. Thậm chí treo trên tường một bộ sơn thủy vẩy mực, tiêu phàm một chút liền có thể nhận ra được, lờ mờ là bắc tống phạm rộng bút tích thực. Cầm tới thị trường đồ cổ đi lên đấu giá, giá trị liên thành. Gia cắt ánh huy cứ như vậy tùy tiện treo trên tường. Chu ca ca thực tế quá có tiền, không lung tung tiêu hết chút, coi là thật thật xin lỗi trộm vương chi vương cái này danh hiệu. Tiếc nuối duy nhất là, cái này xa hoa trang trí xem ở tiêu phàm cùng tân lâm trong mắt, một điểm phản ứng đều không có. Loại này thế tục xa hoa, tiêu phàm tân lâm từ không coi trọng. Thật muốn nói đến tiền, chỉ thủy xem tiêu phàm trước giường tấm kia gỗ tử đàn bàn nhỏ, chỉ sợ liền so ra cắt ánh nguy cái này cả phòng nhỏ trong trong ngoài ngoài cộng lại còn muốn đáng tiền tiêu phàm ngược lại là đối trong phòng trang trí phong cách tương đối cảm thấy hứng thú, tràn đầy hiện đại hóa khí tức. Trước vệ thanh năm thích thời thượng vật phẩm, tại gia cắt ánh huy phòng này bên trong đều có thể tìm tới tung tích. Ngay cả trong phòng khách bàn trà đều là phi thường chiều tượng tạo hình. Trong tiềm thức, gia cắt ánh huy một mực đều đem mình coi như người trẻ tuổi. Trên sinh lý thay cũ đổi mới là quy luật tự nhiên, khó mà kháng cự, trên tâm lý thanh xuân vĩnh bảo, lại đều xem tâm tình của mình. Tùy tiện ngồi, nước trà ta liền không ngã, chúng ta một tay tiền hàng một tay, thanh toán xong về sau mời các người lập tức rời đi. Nói thật, ở đây, hai vị là không được hoan nghênh nhân vật. Ra cắt ánh huy miệng bên trong niệm niệm lại nhảy, chạy tiến vào phòng ngủ đi. Tiêu phàm ngồi xuống, không có ngồi tại ghế sofa bên trong, mà là ngồi tại một chương nhìn qua là từ nhựa thủy tinh chế thành trên ghế. Ngủ cứng rắn phản, ngồi cứng rắn ghế, tiêu phàm đã sớm quen thuộc. Tân Lâm an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn. Vào cửa thời điểm, Tân Lâm cũng đã đem phòng này nhìn cái thông thấu. Đây cũng là bảo tiêu vốn có tính cảnh giác, mặc dù nói Tân Lâm cũng không sợ gia cắt ánh huy gây sự. Gia cắt ánh huy trộm đồ cố nhiên rất sở trường, giết người kỹ xảo nhưng lại chưa đạt đến tại thượng thừa. "Nào, đây chính là người muốn Trường Xuân Hương, chính ngươi xem một chút đi, thật giả mình phân phân biệt rõ ràng." Chỉ chốc lát, gia cắt ánh huy từ trong phòng ngủ chạy đến, đưa cho Tiêu Phàm một cái giải hai thước ngắn gỗ trầm hương hộp cái hộp kia nhìn qua cổ kính, tựa hồ bản thân liền là một kiện rất có giá trị văn vật. Liệu tất tiêu phàm cần thiết trường Xuân An hồn hương ngay tại trong hộp gỗ? Tân Lâm duỗi tay ra, tiếp nhận hộp gỗ, đang chuẩn bị mở ra, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, liền từ biến mất tại chỗ. Ra cắt ánh huy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tân Lâm liền không gặp bóng người, vội vàng nhìn kỹ lại, chỉ thấy Tân Lâm trong tay đã thêm ra một thanh cực mỏng cực nhỏ nhuyễn kiếm, suy một tiếng, hướng về trong ban công bên cạnh treo thật dày lông nhung thiên Nga màn cửa nhanh đâm mà đi. Làm gì, ra cắt ánh huy giật nảy mình, kêu lên, người này chuyện gì xảy ra, tiểu cô nương, nói đánh là đánh, một điểm dấu hiệu đều không có. Cái này ban công bên ngoài, lại có gì đó cổ quái rồi. chương 64, nữ phi tạc cùng đại phiền thoái. Vụt, tiếng sắt thép va chạm vang lên, ra cắt ánh huy đến cùng là trộm vương chi vương, đầu xoay chuyển không chậm, chỉ là ngây người một lúc ở giữa đã lấy lại tinh thần lập tức một chán mồ hôi vội vã kêu lên uy dừng tay a à, lầm hội tân lâm không thèm để ý kiếm quang lấp lóe ở giữa kia đắt đỏ lông nhung thiên nga màn cửa biến thành một đầu một đầu vải rách nguyễn kiếm như linh xà múa thẳng đến trên ban công một cái bóng đen kia là một nữ tử quần đen áo đen còn che mặt trong tay vung vẩy một đôi dài hơn thước đoạn binh lưỡi đao chính đang cật lực chống đỡ nhìn thân hình hay là rất yểu điệu, đoán chừng tuổi tác sẽ không quá lớn. Tiêu phàm thấy rõ ràng, kia che mặt nữ tử áo đen trong tay vung vẩy là một đôi nga mi đâm, thân thủ khá không tệ. Chỉ là tại tân lâm như mưa rào công kích phía dưới, hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Này này, mau dừng tay, kia là người một nhà. Ra cắt ánh huy tức giận, rồi xoay người về phía trước. Nữ nhân này, thế nhưng là có thể ngăn cản tuyết vực đao vương đan tăng nhiều cắt kia cái đổ biến thái ra hỏa, võ công chi cao, có thể nghĩ. Gia Cát Tiên Sinh không cần khẩn trương, gia nhi thủ hạ có phân tắc. Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở nhựa thủy tinh trên ghế, mỉm cười nói, cũng tịnh không ngăn cản Gia Cát Ánh Huy. Gia hỏa này nhất định phải lên đi rủi ro, cần gì phải ngăn cản. Để hắn ăn chút thiệt thòi tốt, quả nhiên, Gia Cát Ánh Huy vừa mới lên trước một bước, trước mắt bỗng nhiên kiếm quang lóa mắt, nhàn rỗi ở giữa, Tân Lâm đã hoán đổi đối tượng công kích. Uy, làm gì, người có nói đạo lý hay không? Gia Cát Ánh Huy lập tức liền bị buộc đến luống cuống tay chân, hai tay loạn vũ, bảng tên trang phục ống tay áo lập tức liền biến thành từng mảnh bay múa vải, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Ai nha, mẹ nó, ai nha, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Gia Cát Ánh Huy lại miệng tiện, kết quả trên hai tay, lập tức liền có thêm hai đầu lỗ hồng, da thịt xoay chuyển, máu me đầm đìa. Gia Cát Tiên Sinh, quên nhắc nhở ngươi, già nhi không thích người khác nói thô tục, Gia cắt Ánh Huy về sau vội vàng thối lui, nghe xong tiêu phàm cái này nhắc nhở, lúc đầu đến bên miệng mẹ nó hai chữ, ngạnh sinh sinh cho nuốt trở vào, kìm nén đến thật là khó chịu. Tân Lâm bước lui ra cắt Ánh Huy, mũi kiếm đảo ngược, lại đem kia áo đen nữ tử che mặt bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Nữ tử áo đen một tiếng kinh hô, che mặt hắc xa lập tức liền bay lên, liền như thế ngây người một lúc, kiếm lạnh như băng nhọn đã chống đỡ tại nàng tuyết trắng trên cổ. Nữ tử áo đen toàn thân chấn động, nháy mắt liền định ngay tại chỗ, có chút ngẩng đầu, một cử động nhỏ cũng không dám. Uy, đây là nhà ta tốt ga, à? quá dã man, thình lình chịu hai kiếm, ra cắt ánh huy khí đến sắc mặt trắng bệch, kêu la. Ra cắt tướng quân là thật không có chút nào thích bạo lực, những người này liền biết chém chém giết giết, quá không có kỹ thuật hàm lượng, quá không văn nhã. nào giống hắn trộm vương chi vương, gọi là đầu trộm đuôi cướp. Kia là đồ đệ của ta, không là người xấu, đây là nhà ta. Tân Lâm ánh mắt lạnh lùng quét tới, ra cắt ánh huy trong lòng một hàn, nhất thời liền ngậm miệng lại. Tương đối mà nói, hắn không sợ tiêu phàm, hắn sợ Tân Lâm. Chỉ ít tiêu phàm nhìn qua vẫn còn tương đối giảng đạo lý, Tân Lâm quả thực chính là cái nữ sát tinh, một lời không hợp, liền ở trên người hắn cắt hai lỗ lớn. Tiến đến, Tân Lâm lạnh lùng đối nữ tử áo đen nói, cô gái áo đen này nhìn qua cũng liền hai mười mấy tuổi, làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, dáng dấp rất đẹp cứ việc bị tân lâm lấy kiếm phong chỉ vào cái cổ, không dám phản kháng, ngoan ngoãn vào phòng, ánh mắt lại là hung dữ, mặt mũi tràn đầy cuột cường chi sắc như lông mày. ngươi làm sao trốn ở trên ban công không lên tiếng đâu? nhiều nguy hiểm a, à, đúng hay không? ai ai? ta nói cho ngươi, già nhi cô nương, đây thật là đồ đệ của ta, gọi liễu như lông mày. gia cát ánh huy đứng xa xa, cùng tân lâm kéo ra một khoảng cách lớn, lúc này mới tăng cường giải thích một câu hắn không biết tiêu phàm cùng tân lâm đến cùng là loại nào lai lịch, nhưng liền trước mắt chỗ này cảnh đến nói, tốt nhất vẫn là không nên chọc giận tân lâm vi diệu. Tân lâm tay run một cái, thu nhuyễn kiếm, từ tốn nói, người đồ đệ võ công so người tốt. Đúng thế, ta lúc đầu dậy nàng cũng không phải võ công. Nàng là ta một người bạn nữ nhi, võ công là gia truyền. Gia Cát Ánh Huy không khỏi có chút tiểu đắc ý, nếu như lông mày đi tới Gia Cát Ánh Huy bên người, vẫn như cú hung hăng nhìn chằm chằm Tân Lâm, Thở phi phò nói, sư phụ, người nào a, à? hung ác như thế, tại trong nhà người khác cũng là nói đánh là đánh, khổ khổ như lông mày, cái này ngươi liền đừng hỏi, tóm lại không phải người tốt lành gì, đều là chút cường hoành bá đạo gia hỏa. Các ngươi nhanh lên kiểm hàng đi, nếu không ta cái này máu liền nên chảy khô. Gia cắt Ánh Huy sầu mi khổ kiểm nói, đau đến nhe răng tuét miệng. Liễu Như lông mày nhếch miệng, thuận tay kéo xuống ra cắt Ánh Huy hai tay áo rách rách dưới dưới vải cho sư phụ đâm ở vết thương trên cánh tay miệng vết thương không sâu chỉ là bị thương ngoài da tân lâm xem như hạ thủ lưu tình nếu không phải thấy tân lâm võ công thực tế quá cao liễu như lông mày mới sẽ không như vậy trung thực đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ cũng đã là trên giang hồ có phần có danh tiếng nữ phi tặc hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy hay là lần đầu ăn thiệt thòi như vậy bị người cầm kiếm đứng vững cổ ném quá mất mặt tân lâm mở ra cái kia hình sợi dài gỗ trầm hương hộp Lập tức một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm phiêu tràn ra tới Cỗ trầm hương trong hộp Im ắng bảy biện ba chi xích bao dài màu đỏ nhạt hương dây Chế tác cực kỳ tinh mỹ Tân Lâm lập tức đem hộp đưa cho tiêu phàm Tiêu phàm tiếp nhận đi Đưa tay vê lên một chi tinh tế hương dây Đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi Mỉm cười gật đầu Nói không sai là trường Xuân An thần hương Được rồi Hàng cũng đã nghiệm qua Kinh văn cho ta Gia Cát Ánh Huy trung thực không khách khí hướng tiêu phàm đưa tay phải ra, tức giận nói. Lúc này trộm vương chi vương, hai con ống tay áo đều biến thành vải, trên cánh tay máu me đầm đìa, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, nơi nào còn có nửa điểm tiếu ngạo phong trần cao nhân khí hơi thở. Tự nhiên sắc mặt khó coi, đáng tiếc một kiện nhiều đắt đỏ Louis Huy trèo lên A, chính tông Pháp Hàng, Gia Cát Ánh Huy lần trước đi châu Âu làm việc lúc, tiện đường tại Paris mua, còn không có xuyên mấy lần đâu. Một lần kia, Gia Cát Ánh Huy trộm là một cái Ả Rập Quốc gia tù trưởng tại Paris Hành cung, nghiêm chỉnh mà nói, Gia Cát Ánh Huy kia không gọi trộm, gọi là cướp sạch. Đối với Ả Rập tù trưởng dạng này chính tông nhất, nhất không thể giả được thổ hào, Gia Cát Ánh Huy cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết cùng hắn giảng khách khí, càng không có chút nào bứt rứt cảm giác. Người ta kia trong sa mạc, tất cả đều là dầu hỏa a. Tiêu Phàm lấy ra kinh văn, giao cho Gia Cát Ánh Huy. Gia Cát Ánh Huy tiếp nhận đi cẩn thận kiểm tra một chút, lúc này mới thu vào. Kỳ thật hắn tin tưởng tiêu phàm tuyệt sẽ không lừa hắn, hai gia hỏa này mặc dù đáng ghét, kia khí độ lại không phải giả vờ. Hết thảy người này đến địa vị khá cao địa vị, đến cảnh giới nhất định, làm việc đều có ý đã định. Gia Cát Ánh Huy làm như thế, bất quá là nghĩ chọc tức một chút tiêu phàm thôi. Nhưng nhìn qua, rõ ràng không có có hiệu quả, tiêu phàm là thật không thèm để ý thái độ của hắn, đây là cực mạnh người mới có thể biểu hiện ra ngoài gió nhạt mây nhẹ, được rồi, tiền hàng thanh toán xong, hai vị mời đi. Càng như vậy, Gia Cát Ánh Huy càng là khó chịu, trong lòng một cỗ khí dâng lên, lập tức liền hạ lệnh trục khách. Tiêu Phàm cũng không có phải lập tức rời đi ý tứ, tiếp tục vững vàng ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn Gia Cát Ánh Huy, bình thản nói: "Gia Cát tiên sinh, lần này đi Mạc Bắc, trừ Trường Xuân Hương, người có phải hay không còn cầm những vật khác?" Gia Cát Ánh Huy giật nảy cả mình, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Ngươi nói cái gì? Tiêu phàm nhìn kỹ một chút gương mặt hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ra các tiên sinh, có nhiều thứ là không nên cầm. Sẽ cho ngươi trêu ra phiền toái rất lớn. Tại tiêu phàm trong mắt, cái này phiền toái rất lớn, cơ hồ đều khắc vào ra cắt ánh huy trên mặt. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta không rõ ngươi ý tứ. Trong một chớp mắt, mồ hôi lạnh thẩm thấu ra cắt ánh huy lưng. Hắn không quan tâm tiêu phàm miệng thảo luận cái kia đại phiền toái, hắn quan tâm là tiêu phàm làm sao biết hắn cầm những vật khác. Gia Cát Ánh Huy có thể 100% khẳng định, hắn tiến vào bạch lang phòng ngủ đánh cắp trường Xuân Hương thời điểm, tuyệt đối không ai nhìn thấy. Nếu không, hắn không có khả năng sống mà đi ra thảo nguyên. Nhưng bây giờ, lại bị tiêu phàm một câu nói toạc ra. Chẳng lẽ, mình hạ thủ thời điểm, thật sự có người ở một bên thăm dò. Kia, kia quả thật là phiền phức rất lớn bột nhi thiếp đỏ nào biết là hắn trộm đi trường xuân hương cùng con kia vòng ngọc vậy còn không đuổi giết hắn đến chân trời góc biển vừa nghĩ tới mình có khả năng bị thảo nguyên lang vương để mắt tới không phải do da cắt ánh huy không mồ hôi lạnh ứa ra một cái đan tăng nhiều cát đã đủ đầu hắn đau lại thêm bột nhi thiếp đỏ kia còn có để cho người sống hay không rồi tiêu phàm lần nữa lắc đầu nhưng không có tiếp tục bất kể nói thế nào đây là da cắt ánh huy mình sự tình phiền phức cũng là da cắt ánh huy phiền phức tiêu phàm có thể nhắc nhở hắn một câu, đã đủ dày nói. Chỉ ít cho tới bây giờ, hắn cùng ra cắt ánh huy ở giữa, không có giao tình, chỉ có giao dịch. Ra cắt tiên sinh, giao ra đi, tiêu phàm hướng ra cắt ánh huy vươn tay. Thứ gì, ra cắt ánh huy kìm lòng không đặng lui về sau một bước, cảnh giác vạn phần hỏi. Cái kia vòng tay, ra cắt ánh huy nhưng không có ý định giao cho tiêu phàm. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện cái kia vòng ngọc có gì kinh người chỗ, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện giao ra vạn nhất như là tiêu phàm lời nói, bột nhi thiếp đỏ kia muốn tìm hắn gây phiền phức, hắn còn trông cậy vào cầm vòng ngọc cùng bạch lang cỏ kè mặc cả đâu. Giao cho tiêu phàm, chẳng phải là ngay cả cái cuối cùng đàm phán thẻ đánh bạc đều không có rồi. Tiêu phàm cười cười, nói trên người ngươi có một vật, không phải thuộc về chính ngươi. Chính là ngươi vừa rồi tại tinh ngữ quán ba mượn gió bẻ mang sờ được kia cái ví tiền. Kia cũng không phải ngươi, ra cắt ánh huy càng thêm giật mình, vẫn mạnh miệng gia hỏa này đối hành tung của mình quả thực rõ như lòng bàn tay làm một tiểu thâu bị người ta ở trên người trang thiết bị giám sát thời gian này quả thực không có cách nào qua như có gai ở sau lưng a tiêu phàm sau mi có chút nhăn lại tựa hồ có chút không vui gia cát ánh huy lập tức trong lòng một hàn hắn đột nhiên phát giác mình sợ hãi tân lâm khả năng lầm đối tượng cái này từ đầu đến cuối nhã nhặn không chậm không nhanh tiểu bạch kiểm mới thật sự là kẻ đáng sợ cho ngươi Gia cắt Ánh Huy móc ra kia cái ví tiền, ném cho tiêu phàm. chương 65, Nhị Ca Tinh ngữ quán ba lầu 2 đã loạn tung tùng phèo. Vương bắt đản, thứ đầu gì? Thanh lão bản của các ngươi gọi tới. Một vị công tử trẻ tuổi ca trùng điệp một trường đập vào trên bàn trà, chén rượu bình rượu cái gà tàn thuốc quả vặt đĩa rầm rầm loạn hưởng. Nguyên bản ngồi vây chung một chỗ mấy tên trang điểm lộng lẫy trên mặt cô gái biến sắc, kim lòng không đặng đứng lên, chăm chú kể cùng một chỗ, lộ ra khẩn trương thần sắc sợ hãi tiêu thiên không có vỗ bàn vững vàng ngồi ở chỗ đó che mặt sương lạnh cùng hắn cùng một chỗ tới mấy vị khác nha nội thì vén lên ống tay áo quần tình xúc động một tên âu phục giày da nam tử trẻ tuổi không ngừng hướng mấy vị ra cúi đầu cười làm lành mặt nhìn qua giống như là quán ba lĩnh ban loại hình tiêu nhị ca là tinh ngữ quán ba khách quen mấy vị khác công tử ca cũng đều là gương mặt quen Lĩnh bàn rất rõ ràng thân phận của bọn hắn địa vị, thật sự là đắc tội không nổi. Đừng bảo là lão tiêu nhà như thế uy chấn tứ hải siêu cấp đại hào môn, coi như tiêu nhị ca mấy vị tiểu đệ, nhà kia thế cũng không thể coi thường. Ngay tại vỗ bàn nổi giận vị này, trong nhà lão gia tử chính là thủ đô cục thành phố phó cục trưởng, toàn thành phố chỗ ăn chơi chính quản đại lãnh đạo. Tùy tiện phát câu nói, liền đủ tinh ngữ quán ba bận biểu bên trên một hồi. Đương nhiên, tinh ngữ quán ba có thể tại thành phố thủ đô bên trong làm lên như thế lớn chàng tử, vô luận trên mặt bàn hay là dưới mặt bàn, đều có người bảo bọc. Nghĩ tại thủ đô làm chỗ ăn chơi, chỉ có tiền cũng không dùng được. Không có nhiều như vậy quan hệ, người tiền lại nhiều đều không tốt, một cái đồn công an tiểu dân cảnh, liền có năng lực để người đóng cửa. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, quán ba liền có thể đắc tội tiêu nhị ca kẻ châu bò như vậy. Phía sau bảo bọc những đại nhân vật kia, chỉ có thể tại thời điểm mấu chốt nhất cho ngươi ra cái mặt, thường ngày quan hệ còn phải dựa vào quán ba mình đi quản lý. Có cái nào đại nhân vật nguyện ý suốt ngày cầm giấy vệ sinh, không có việc gì liền đến cấp ngươi chùi đít. Gọi lão bản của các ngươi tới, gọi bao sư Hoa tới, không nghe thấy a? À. Phó cục trưởng công tử rõ ràng tính tình không bình thản, mắt thấy kia lĩnh ban lề mà lề mề, lại nhảy cái không về không, lập tức hỏa tướng đi lên, thuận tay cầm lên trên bàn trà một ly bia liền dội quá khứ. Lĩnh ban né tránh không kịp, bị dội vừa vặn, một đống nữ nhân liền hét sầm lên, nha, tiểu hoa quế, làm gì đâu, như thế đại hỏa khí, liền ở thời điểm này, một cái bất âm bất dương thanh âm vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, lập tức phần phật một trận, tất cả mọi người tự động tự giác nhường đường ra. Chính đang báo nổi tiểu hoa quế lập tức liền trở nên có mấy phân xấu hổ, nguyên bản một chân dẫm ở trên ghế salon, cũng liên tục không ngừng để xuống, thần sắc có chút ngượng ngùng, Uông nhị ca, có thể để cho thủ đô cục thành phố phó cục trưởng công tử nháy mắt trở mặt, lại không biết vị này Uông nhị ca lại là loại nào khó lường đại nhân vật. Uông nhị ca, cũng chính là vị kia nói chuyện bất âm bất xương nam tử trẻ tuổi, tại mấy tên nam nữ chen trúc phía dưới, chậm rãi đi tới. Vị này Uông nhị ca vóc dáng cũng không phải quá cao, dáng người hơi có vẻ thon gầy, nhưng tuyệt không hư nhược, nhìn qua rất khỏe mạnh rất rắn chắc. Nhìn quanh ở giữa, thần sắc ngạo nghế, bất quá sắc mặt hơi có chút bắn tỉa thanh, cũng không biết có phải hay không là quán ba ánh đèn nguyên nhân. Ha ha, tiêu hai, cũng ở đây, xảy ra chuyện gì, phát như thế lớn tính tình. Uông nhị ca ánh mắt chỉ ở tiểu hoa quế trên mặt quét qua, liền rơi vào tiêu thiên trên thân, ánh mắt ngưng lại, vừa cười vừa nói, ngữ khí xảy ra biến hóa, không còn là loại kia cao cao tại thượng giáo huấn hương vị. Uông nhị ca có thể giáo huấn tiểu hoa quế, nhưng tiêu nhị ca rõ ràng không phải ai đều có thể giáo huấn. Tiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, đã không để ý, cũng không đứng dậy. Hắn chính là không quen nhìn Uông thuật văn cái này bất âm bất dương đức hạnh, chỉnh cùng cái đàn bà, còn không phải cái thuần nương môn. Uông Nhị ca là như vậy, có người trộm tiêu hai tiền của ca bao. Tiểu Hoa Quế sợ bọn họ náo cái đầy vặn, tăng cường giải thích một câu. Thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong ca môn đều biết, Tiêu Nhị ca cùng Uông Nhị ca không thích hợp, lão Tiêu nhà cùng lão Uông nhà cũng không đối đường hai vị nhị ca mặc dù đều là tinh ngữ quán ba khách quen, nhưng xưa nay đều là các chơi các, nước giếng không phạm nước sông. Trước kia mấy năm, Tiêu Thiên cùng Uông Thuật Văn đều còn tại đi học lúc, tình hình cũng không có như thế bình thản. Hai bên nhân mã đụng phải một khối, động một chút lại đánh nhau. Tiêu nhị ca nhân cao mã đại, trên tay công phu lại tốt, thường xuyên đánh Uông nhị ca mặt mũi bầm dập. Bất quá Uông nhị ca âm, cũng thỉnh thoảng thiết kế một chút Tiêu nhị ca, để Tiêu nhị ca ăn không ít ngậm bồ hòn, hai người xem như oan gia, có loại sự tình này, lúc này ngay cả Uông Thuật Văn trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Quán ba vốn là rồng rắn lẫn lộn chi địa, bị người đánh cắp đồ vật rất bình thường, nhưng trộm tiêu hai túi tiền, vậy liền rất không bình thường. Một khi bị bắt lại, hậu quả thực tế quá nghiêm trọng. Có lẽ dựa theo pháp luật quy định, trộm cái ví tiền không đủ để hình phạt, nhưng người có mệnh ra tòa án mới được. Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, một cái tiểu đồn công an liền đầy đủ. Núi nhỏ, làm sao lão bản của các ngươi còn chưa tới? Uông thuật văn lập tức chuyển hướng na cái mặt mũi tràn đầy rượu lĩnh ban, nhíu mày hỏi. Tiêu thiên túi tiền bị người đánh cắp, đây không phải vấn đề tiền, là vấn đề mặt mũi. Bao sư hoa cũng quá chỉ đồn, thành phố thủ đô hoàn khố trong hội, giống tiêu thiên, uông thuật văn loại này cấp bậc đại ca, cũng không có mấy cái. Vô luận đắc tội vị nào, muốn tại thủ đô thành chỗ ăn chơi làm tiếp, đều đủ treo. Núi nhỏ vội vàng nói, uông nhị ca, bao tổng lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Thanh âm đều có chút run lên, đắc tội một vị nhị ca đã không được, cái này lại đến một vị nhị ca, còn có để hay không cho người hỗn rồi. Nhờ nhờ, không có ý tứ, không có ý tứ. Đang nói chuyện, một người trung niên nam tử thở hồng hộc chạy tới, đầu đầy mồ hôi, chính là tinh ngữ quán ba lão bản bao sư hoa. Bao tổng thực tế đủ bá khí, không vì cái gì khác, liền vì tên của hắn bao sư hoa bạo cúc hoa thật không biết cha của hắn lúc trước cho hắn đặt tên đến cùng là thế nào nghĩ bất quá có vẻ như vào niên đại đó hoa cúc là một loại thực vật có thể dùng tài thưởng thức cũng có thể dùng để pha trà ai biết qua mấy thập niên vậy mà lại phát sinh loại này kinh thiên nghịch chuyển quả nhiên là người tính không bằng trời tính tiêu nhị ca a à, uông nhị ca cũng ở đây thật xin lỗi thật xin lỗi tới chậm tới chậm thật có lỗi thật có lỗi Bao Sư Hoa một chui vào, liền ngay cả ngay cả cúi đầu, cầm trong tay một tờ giấy, không ngừng lau mồ hôi, trong đầu âm thầm kêu khổ cuống quyết. "Bao tổng, ta nói người chuyện gì xảy ra a? À? Một cái chàng tử, quản được loạn thất bát tao, loại người gì cũng có." "Ha ha, ngay cả chúng ta nhị ca Bao cũng dám trộm." "Việc này a, à, người phải cho chúng ta cái thuyết pháp." Tiểu Hoa Quế vừa thấy được Bao Sư Hoa, lập tức lại đổi sắc mặt. Bất kể nói thế nào, hắn là theo chân tiêu nhị ca cùng một chỗ lẫn vào đương nhiên đương nhiên thật có lỗi thật có lỗi đều tại ta đều tại ta vị này bao sư hoa bao tổng nói chuyện tựa hồ đặc biệt thích thu xếp lời gì đều là liên tục nói hai lần tiêu nhị ca ngài nói tổn thất bao nhiêu ta bồi ta bồi tiêu thiên nhìn béo béo mập mập bao sư hoa một chút từ tốn nói bao tổng không phải nhiều tiền tiền thiếu vấn đề nếu là mỗi cái chàng tử cũng giống như các ngươi tình ngữ dạng này khắp nơi đều là tay chân người không sạch sẽ, vậy chúng ta về sau còn dám tới sao? Tiền không quan trọng, cái kẹp người phải tìm cho ta trở về. Còn có, trộm bao người kia, người cũng được tìm cho ta ra. Cái này, cái này, tiêu nhị ca, tiền cũng là nhất định phải bồi. Tiêu nhị ca coi trọng ta lão bao, nguyện ý đến nâng cái chàng tử, kia là ta lão bao vinh hạnh. Làm sao có thể để tiêu nhị ca tại ta chỗ này nhận tổn thất đâu? Tiêu nhị ca, quế ca mấy vị ra lại cho ta lão bao cái mặt mũi, chúng ta đi bên trong uống một chén, coi như ta cho mấy vị chịu nhận lỗi, có được hay không? Bao sư hoa rõ ràng là giang hồ lão thủ, tiêu thiên so hắn tiểu mười mấy tuổi, về phần tiểu hoa quế, càng là ngây ngô, cũng không biết đầy không có đầy hai mươi, hết thải tôn xưng là ca. Mà lại dạng này sự tình, vốn cũng không nên bày ở trước mặt mọi người đến xử lý. Thấy bao sư hoa như thế hiểu chuyện, tiêu thiên ngược lại cũng không tốt tái phát làm, nhẹ gật đầu đứng dậy uông nhị ca bao sư hoa lại tăng cường hướng uông thuật văn cúi đầu khom lưng uông thuật văn vung tay lên lười biếng nói bao tổng người đi đi không quan tâm ta ta uống rượu đúng đúng đa tạo uông nhị ca cổ động núi nhỏ nhất định phải cho mấy vị gia làm tốt phục vụ thật vất vả thanh nơi này nháo kịch giải quyết bao sư hoa bồi tiếp tiêu thiên mấy người hướng na bên cạnh văn phòng đi đến phía sau vang lên một trận vui cười thanh âm cho thấy phải là cùng Uông Thuật Văn cùng nhau mấy cái hoàn khố đang chê cười Tiêu Thiên. Tiêu nhị ca tiến vào quán ba, kết quả bị người đem tiền bao cho trộm, cái này trò cười nói lớn không lớn, nói tiểu nhưng cũng không nhỏ, đoán chừng dùng không được mấy ngày, liền sẽ truyền khắp kinh sư hoàn khố vòng tròn. Tiêu Thiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, bao sư hoa giật nảy mình, lại bận biểu gật đầu không ngừng cúi người, luôn miệng nói Tiêu nhị ca, thật xin lỗi thật xin lỗi, đều là ta lão bao sai, mời ngài nhất định cho chút thể diện cho chút thể diện, mời tới bên này bên này xin. Hai vị này nhị ca hôm nay nếu là tại quán ba đánh lên, xui xẻo nhất trăm phần trăm là hắn bao sư hoa. Đánh đồ hư hỏng mình thiếp không nói, còn phải hoa bó lớn tinh lực mười nhân vật có mặt mũi ra mặt cho hai vị nhị ca bồi tội. Là thật đắc tội không nổi, tiêu thiên mặt âm trầm, lại lại cất bước hướng về phía trước. Đi chưa được mấy bước, tiêu thiên lại bỗng nhiên dừng lại, mở to hai mắt nhìn, lộ ra hoàn toàn không dám tin thần sắc. Ca, mỉm cười đứng tại cách đó không xa nhìn qua hắn, nhưng chẳng phải là tiêu phàm. Tiêu thiên rốt cuộc không nghĩ tới, sẽ tại tinh ngữ quán ba thấy đến đại ca. Tại trong trí nhớ của hắn, tiêu phàm chưa hề đi qua bất luận cái gì chỗ ăn chơi. Ngày hôm nay cái này là thế nào rồi? Tiểu hoa quế mấy người cũng một cách tự nhiên dừng bước, có chút không hiểu thấu. Bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua tiêu phàm, bất quá tiêu phàm cái này một thân màu trắng đường trang một đôi màu đen lão dày vải trang phục thực tế cùng tinh nữ quán ba hoàn cảnh không hợp nhau lập tức liền hấp dẫn vô số người ánh mắt cách đó không sao uông thuật văn bọn người cũng nhìn thấy tiêu phàm thấy tiêu thiên bỗng nhiên trở nên vẻ mặt tươi cười tiến ra đón đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhịn không được hỏi uông nhị ca cái này ai vậy uông thuật văn cười lạnh một tiếng nói lão tiêu nhà đại thiếu gia một cái thần côn giọng nói vô cùng độ khinh thường, cũng không trách Uông Nhị Ca là như thế cái thần sắc, cùng đại ca hắn huông thuật đều so ra, tiêu phàm ở thế gia trưởng bối trong mắt, thật đúng là chẳng phải là cái gì. chương 66, Hắc Ngọc Hồ Lô Ca, làm sao ngươi tới rồi, tới nhìn ngươi một chút, tiêu thiên không chịu được gãi gãi đầu, nói ca, lời này ta làm sao nghe được có chút lo lắng đâu. Ngươi muốn đi xa nhà a khoảng thời gian này, tiêu phàm không hề lộ diện, nhưng hai anh em còn là thông qua điện thoại tiêu thiên biết tiêu phàm tại thủ đô chỉ là không biết hắn tại bận rộn cái gì tiêu thiên cũng không nghe ngóng từ khi hắn hiểu chuyện về sau đã cảm thấy đại ca thần thần bí bí tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều rất nhiều bí mật khi còn bé còn truy hỏi một chút dần dần cũng liền quen thuộc không hỏi nữa mỗi người đều có mỗi người cách sống có cuộc sống của mình không gian dù coi như là thân huynh đệ cũng không tốt can thiệp quá nhiều Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Muốn đi ra ngoài đi mấy ngày đi, đi địa phương so góc vắng vẻ, khả năng điện thoại sẽ không tín hiệu." "A, à, đi đâu a?" À? Như vậy lệch, Tiêu Thiên có chút kỳ quái, "Bây giờ điện thoại tín hiệu phạm vi bao trùm hay là rất rộng, trừ phi là chân chính thâm sơn lão lâm hoặc là đại mạc chỗ sâu, không phải nông thôn điện thoại đều là có thể thông." Tiêu Phàm cười cười, chuyển hướng cung cung kính kính đứng thẳng một bên Bao Sư Hoa, nói, "Bao tổng, ta muốn cùng đệ đệ ta đơn độc trò chuyện một hồi." có thể mượn người địa phương dùng một lát A. À. Đương nhiên đương nhiên, một thiếu quá khách khí, một ít, nhị ca, mời tới bên này. Bao sư hoa luôn miệng nói, cứ việc tiêu phàm cách ăn mặc cùng toàn bộ quán ba không hợp nhau, mà lại bao sư hoa trước kia chưa bao giờ thấy qua tiêu phàm, nhưng cái này không trở ngại hắn đối tiêu phàm kính cẩn khách khí. Vị này tướng mạo xem xét liền cùng tiêu thiên có liên hệ máu ngủ, không nhìn tiêu thiên gọi hắn ca đâu, kia thân mật kình, nhất định là thân huynh đệ, gọi một thiếu sẽ không sai tiêu thiên thoảng qua có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi vì cái gì lập tức hai người tới bao sư hoa giám đốc văn phòng nặng nề mộc vừa đóng cửa lập tức liền đem vô tận ồn ào náo động đều nhốt tại ngoài cửa bao sư hoa cái này văn phòng cách âm hiệu quả tốt vô cùng tại trong quán ba làm việc cách âm hiệu quả không tốt sẽ bị nhao nhao chết bao sư hoa tự mình cho hai vị công tử dân trà nước liên tục không ngừng lui đi ra ngoài không biết tại sao bao sư hoa có chút sợ tiêu phàm mặc dù tiêu phàm nhìn qua là như vậy nhu hòa nhã nhận đối với bất kỳ người nào đều không có chút nào ác ý có lẽ chính vì vậy bao sư hoa nhìn không thấu tiêu phàm lúc này mới khẩn trương đối với bao sư hoa loại này người làm ăn mà nói đối mặt một cái nhìn không thấu người là thật có áp lực tiểu hoa quế bọn hắn liền ở một bên ngồi tự có người đưa lên rượu quả vặt ân cần hầu hạ bao sư hoa tự mình bồi ngồi ca chuyện gì a à? Tiêu Thiên ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi. Dù coi như là thân huynh đệ, hắn có chút không lớn thích ứng bầu không khí như thế này, quá an tính, Bỗng nhiên từ như vậy địa phương náo nhiệt lập tức tiến vào cái này yên lặng như tờ căn phòng, trong lòng không nỡ. Tiêu Phàm cười cười, từ trong túi móc ra ví tiền của hắn đưa tới. A, à, làm sao ví tiền của ta sẽ trong tay người a? Này sao lại thế này? Tiêu Thiên không khỏi ngạc nhiên vạn phân, nhận lấy, trái xem phải xem xác định là ví tiền của mình không thể nghi ngờ vừa mới ta nhìn thấy có người trộm ví tiền của ngươi thuận tay lấy cho ngươi trở về tiêu thiên kỳ quái hơn nói ngươi thấy Ta, ngươi đã sớm đến nơi này a à? thế nhưng là người trước kia không phải không tới nơi như thế này sao tiêu phàm mỉm cười không có trả lời chỉ là cẩn thận chu đáo tiêu thiên tướng mạo tiêu thiên ấn đường chỗ đỏ trắng hai màu giao nhau khí sắc càng thêm nồng đậm thái dương xám xanh chân núi sương mù lên trùng điệp lao ngục tai ương tướng mạo dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Cùng tiêu phàm lấy máu tướng chi thuật thôi diễn ra kết quả, hoàn toàn ăn khớp. Dựa theo máu tướng thôi diễn, không lâu sau đó lão gia tử qua đời, lão tiêu nhà cái thứ nhất xui xẻo, chính là tiêu thiên. Có lẽ lão tiêu ra chính trị đối thủ nhóm, chính là từ tiêu thiên trên thân mở ra đột phá khẩu, tiến tới phá hủy toàn bộ tiêu gia. Tiêu thiên bị đại ca thấy toàn thân không được tự nhiên, ngượng vừa cười vừa nói ca, làm sao rồi. Tiêu Phàm lắc đầu, hỏi ngược lại, Tiêu Thiên, người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn xem qua Tiêu Thiên túi tiền, căng phòng, quang đô la liền có 2-3 ngàn, ngoài ra còn có mấy tấm thẻ chi phiếu, Tiêu Phàm vừa rồi cũng điều tra, mấy tấm thẻ chi phiếu bên trên tiền mặt cộng lại, vượt qua 1 triệu. Về phần mật mã của thẻ ngân hàng, Tiêu Phàm căn bản không cần hỏi, chính là Tiêu Thiên sinh nhật. Tiêu Thiên tác phong làm việc, cùng hắn rất khác nhau, tùy tiện, mới không kiên nhẫn đi nhớ quá mật mã phức tạp, Tiêu Thiên tham gia công tác bất quá 3 năm, lại không đã từng thương, lại có được hơn triệu tiền mặt. Ca, ta cái này tính là gì nha? Chính là hỗ trợ làm mấy lần phê văn. Uông Thuật Văn bọn hắn lợi hại hơn ta nhiều. Uông Thuật Văn cho hắn nhị thúc công ty giới thiệu nghiệp vụ, một bút trích phần trăm chính là mấy trăm ngàn. Kỳ thật hắn kia là giới thiệu nghiệp vụ gì a? À? Đơn giản là thay đổi biện pháp chiếm nhà nước tiện nghi. Tiêu Thiên rất vô tình nói. Tiêu Phàm biết Tiêu Thiên không có nói ngoa kinh sư hoàn khố nhà nội làm tiền thủ pháp, không có gì hơn chính là như thế mấy chiêu. Tất cả chiêu thuật, đều xây dựng ở quyền lực phía trên. Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ, quyền lực này cơ sở nhất định phải kiên cố, không thể đánh mất. Một khi quyền lực cơ sở sụp đổ, tất cả những này cái gọi là quy tắc ngầm hành vi đều sẽ lập tức chuyển hóa thành tội ác. Nếu như tình thế trái lại, uông gia lão gia tử qua đời, cái khác hào môn thế gia muốn đối uông gia xuất thủ, cũng giống vậy sẽ cầm những này làm điểm vào. Liền nhìn quyền lực nắm giữ ở trong tay ai, tiêu phàm trầm ngâm nói, tiêu thiên, lão gia tử bệnh càng ngày càng lợi hại, lúc nào cũng có thể xảy ra bất chắc. Người khoảng thời gian này tốt nhất nhiều đi bệnh viện bồi bồi lão nhân ra ông ta. Về phần khuyên tiêu thiên không muốn hổ nháo lời nói, tiêu phàm liền không nói. Nói không dùng, một cái tiêu thiên chưa hẳn chịu nghe, thứ hai tại loại này quy mô đẳng cấp chính trị lớn đánh cờ bên trong, Tiêu Thiên chỉ là một cái bị người lợi dụng binh sĩ, chính hắn người phẩm hạnh như thế nào, hào không trọng yếu. Nếu như luyện chế càn khôn đại hoàn đan vì lão gia tử tục bổ tuổi thọ quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, tiêu phàm nhất định phải liều mạng. Toàn cả gia tộc đại họa không thể tránh được, như vậy có thể cứu một cái chính là một cái. Tiêu Thiên là thứ nhất thuận vị bảo hộ đối tượng, ngô thạc xương tính được rõ ràng, tiêu gia nhị thiếu thiên tử chi mệnh trí tôn chi tướng cả hai đều đủ, nếu như tiêu thiên có thể miễn họa, có lẽ chính là lão tiêu nhà đông sơn tái khởi duy nhất hy vọng. Được, lần này, tiêu thiên cũng không từng do dự. Tiêu phàm lại nhoẻn miệng cười, từ mình trên cổ, lấy kế tiếp đen ngọc điêu thành tiểu tiểu hồ lô, dùng một đầu dây đỏ xuyên, đưa cho tiêu thiên, nói, đây là ta tại thị trường đồ cổ bên kia đãi đến một cái đồ chơi nhỏ, nghe nói có thể tiêu tai nhị hỏa, người đeo ở trên người đi. Lời này biết bao khinh người, đem khắp thiên hạ thị trường đồ cổ tất cả đều tìm lượt, cũng tuyệt đối đãi không đến dạng này đồ chơi nhỏ. Đây là tiêu phàm 18 tuổi thời điểm thành niên, chỉ thủy tổ sư tự tay từ trên cổ của mình cởi xuống cho tiêu phàm đeo lên. Cái này hồ lô nho nhỏ, chỉ thủy tổ sư đeo ở trên người thời gian vượt qua 60 năm, lại tại tiêu phàm trên cổ mang gần 9 năm, ngày ngày lấy bản thân nguyên khí tẩm bổ, ngừng kết vô cực môn hai đời trưởng giáo chân nhân hùng hậu vô so tinh khí chân nguyên. Chỉ cần đem cái này ngọc hồ lô tùy thân đeo, kết hợp tiêu thiên tự thân tướng mệnh, bình thường tai họa, vô luận như thế nào đều hàng không đến tiêu thiên trên thân. tiêu thiên bận biểu tức hai tay nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một phen, lại là nhìn không ra cái này hắc ngọc hồ lô có cái gì chỗ dị thường. thuần lấy đồ trang sức mà nói, hắc ngọc hồ lô thật đúng là không tính là cỡ nào quý giá. Ta, đây là cái gì a? À? tiêu thiên có chút kỳ quái, trong đầu cũng có chút khó chịu. cũng không phải bởi vì khác, tiêu thiên không thích lắm ở trên người đeo những này tiểu vụn vật. tiêu nhị ca đại nam tử hắn chủ nghĩa thật nặng. Tại ngực treo một đầu sợi dây đỏ, lại rơi như thế một cái đen thui ngọc hồ lô, làm sao đều cảm thấy không đúng vị. Chỉ là không dám đem loại kia khó chịu tại Tiêu Phàm trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Tiêu Thiên, ngươi không nên hỏi vì cái gì. Tóm lại cái này hắc ngọc hồ lô, ngươi nhất định phải mỗi ngày đeo ở trên người, 24 giờ không phải lấy xuống, dù là ngươi tắm rửa cũng đừng lấy. Hiểu chưa? Thấy Tiêu Phàm thần sắc hết sức trịnh trọng, Tiêu Thiên giật nảy mình, nghi ngờ nói ca ta làm sao cảm thấy, giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Gia Gia sẽ không thật sự có sự tình a à. hắn cũng không phải lần đầu nằm viện, tiêu thiên kia đầu, tuyệt đối chưa nói. Tiêu phàm luôn luôn không nguyện ý thanh lời nói được quá lộ, hắn liền tự mình bắt đầu phân tích. Nhìn đại ca cái này trịnh trọng việc bộ dáng, tiêu thiên luôn có một loại dự cảm bất tường. Đại ca thế nhưng là học đạo người, tiêu thiên cứ việc không phải 10 điểm tin tưởng những cái kia huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, nhưng cũng không hoàn toàn bài xích mà lại dĩ vãng hắn vô luận lúc nào nhìn thấy tiêu phàm tiêu phàm luôn luôn như vậy ôn hòa nhã nhận không có chút rung động nào mà mấy tháng này nhưng dù sao thấy đến đại ca nhíu mày chẳng lẽ lão gia tử thật không còn sống lâu trên đời rồi đối với tiêu gia đến nói cái này thật đúng là thiên đại sự tình đối vu đại ca tại y thuật bên trên tạo nghệ tiêu thiên cho tới bây giờ đều không nghi ngờ tiêu phàm không có phủ nhận nhẹ gật đầu nói lúc này tình huống không giống gia gia lớn tuổi dĩ vãng người chừng nào thì gặp hắn tại trong bệnh viện ở lại hai tháng vậy người phải nghĩ một chút biện pháp a à? người trung y châm cứu không phải rất lợi hại a à? tiêu thiên liền có chút gấp ta đang nghĩ biện pháp ta chính là lo lắng vạn nhất đến tiêu thiên ta đeo lên cho ngươi nói tiêu phàm từ tiêu thiên cầm trong tay qua cái kia hắc ngọc hồ lô tiêu thiên vội vàng rủ xuống đầu trong lòng của hắn lại khó chịu cũng không tốt phật đại ca tấm lòng thành tiêu phàm rất chân thành đem hát ngọc hồ lô cho tiêu phàm thắt ở trên cổ lại thuận tay cho hắn sửa sang một chút cổ áo vỗ vỗ tiêu thiên bả vai nhẹ nói tiêu thiên ghi nhớ ca mặc kệ lúc nào cái này hát ngọc hồ lô cũng không thể lấy xuống cũng không thể đánh nát được rồi ca ta ghi nhớ tiêu thiên chỉ phải liên tục gật đầu nhắc tới cũng kỳ cái này hát ngọc hồ lô vừa kề sát tới ngực tiêu thiên lập tức liền có một loại ấm áp cảm giác mà lại loại này ấm áp cảm giác rất nhanh liền thẩm thấu đến toàn thân toàn thân trên dưới đều nói không nên lời dễ chịu. Mà tại Tiêu Phàm trong mắt, Tiêu Thiên một đeo lên hồ lô, hắn chân núi chỗ trùng điệp dâng lên sương mù, lập tức liền tiêu tán không ít, thái dương xám xanh chi sắc cũng rất là tiêu tán. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái. Chương 67, phụ thân quát lớn. Trong sân nhỏ yên tĩnh, một chút không phải loài cây xanh quanh năm đều trở nên khô héo khô héo. Mùa đông đến, Tiêu Phàm chậm rãi đi tiến vào nguyệt cửa, hướng phòng bệnh đi đến lão gia tử lần này bệnh tình đặc biệt nặng nề đã tại ba không nhất y viện ở hơn hai tháng không có chút nào có thể xuất viện dấu hiệu cùng tiêu trạm tư nhân quan hệ đặc biệt tốt ninh viện phó đã tại tự mình cùng tiêu trạm trao đổi qua phải làm cho tốt xấu nhất tâm lý chuẩn bị đương nhiên bệnh viện phương diện sẽ đem hết toàn lực ninh viện phó tự mình ra nhâm lão gia tử chữa bệnh chuyên gia tổ tổ trưởng. tiêu phàm đi tiến vào phòng bệnh thời điểm tiêu trạm cũng tại còn có lão gia tử thư ký cùng trương y tá nhìn thấy tiêu phàm vào cửa tiêu bộ trưởng trên mặt lộ ra vẻ không vui biết rõ ra ra bệnh nặng tiêu phàm lại biến mất hai tháng không có tại bệnh viện lộ ra một lần mặt thật không biết hắn tại bận rộn cái gì trước kia trừ kiên chỉ muốn xuất gia phương diện khác tiêu phàm hay là rất hiểu chuyện cũng được lão gia tử niềm vui hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra lão gia tử ngược lại là lộ ra nụ cười vui vẻ tiêu lão gia tử nửa nằm ở trên giường càng thêm gầy gò tay khô héo trên cánh tay, đánh lấy một chút, tinh thần cực kém. Thư ký cùng trương y tá hướng tiêu phàm gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lão ra tử loại tình hình này, ai trên mặt cũng chen không ra vẻ tươi cười đến, thần sắc đều rất nghiêm túc. Ra ra, cha, tiêu phàm chậm rãi đi tới giường bệnh trước đó. Đi đâu rồi, lâu như vậy không lộ mặt, tiêu chạm sụ mặt hỏi, mắt đầy tơ máu, nhìn qua mỏi mệt đến cực điểm. Khoảng thời gian này, tiêu trạm xác thực rất bận rộn. Từ khi Ninh viện phó tự mình cùng hắn giao qua ngọn nguồn về sau, Tiêu Trạm cứ việc rất không nguyện ý thừa nhận sự thật này, lại cũng không thể không bắt đầu vì lão gia tử chuẩn bị hậu sự. Kinh sư một cùng hào môn cái gọi là chuẩn bị hậu sự, nhưng xa xa không là người nhà bình thường đơn giản như vậy. Liên tục 10 ngày qua, Tiêu Trạm đều tại gặp gỡ bản phái hệ trọng lượng cấp nhân vật, thương lượng ứng đối lão gia tử qua đời về sau tất nhiên sẽ phát sinh to lớn. Bộ bên trong làm việc cũng không thể rơi xuống bệnh viện bên này còn nhất định phải thường xuyên tới, dù là tiêu chạm trẻ trung khỏe mạnh, thân thể nhất quán không sai, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Có chút việc đang bận, tiêu phàm đơn giản cho lão tử một cái trả lời chắc chắn. Tiêu chạm xong mi nhau, rất rõ ràng, tiêu phàm cái này trả lời chắc chắn, không thể làm hắn hài lòng. Chuyện gì như vậy quan trọng, so với mình ông nội còn muốn gấp. Chỉ là ngay trước lão gia tử trước mặt, tiêu chạm không tốt săn dậy nhi tử, miễn cho lão gia tử nhìn không thoải mái tăng thêm bệnh tình. Tiêu Trạm tức giận, sớm tại tiêu phàm trong dự liệu, trầm ngâm nói, ra ra, cha, ta có chút sự tình, muốn đơn độc cùng các ngươi nói chuyện. Thư ký thần sắc liền thoảng qua cứng đờ một chút, tiêu phàm ý tứ này, chính là muốn hắn cùng trương y tá né tránh. Hào môn thế ra, tình hình như vậy diễn ra vô số kể, bình thường đến nói, thư ký đều rất tự giác, không nguyện ý lẫn vào quá sâu. Hầu môn sâu như biển, có đôi khi, tham dự cơ mật quá sâu, tuyệt chưa chắc là chuyện gì tốt chỉ là loại yêu cầu này tại tiêu phàm miệng bên trong nói ra hơi có vẻ hơi quái dị nghiêm chỉnh mà nói tiêu phàm chỉ là tại huyết thống bên trên cùng lão tiêu nhà có mật không thể phân quan hệ lão tiêu gia đại sự hắn cho tới bây giờ đều không chen vào lọt hắn là người xuất gia đừng bảo là cái khác hào môn thế gia trưởng bối coi như lão tiêu nhà nó con cái của hắn thân thích đang đàm luận gia tộc đại sự thời điểm cũng rất một cách tự nhiên đem tiêu phàm bài trừ bên ngoài có lẽ chỉ có trong nhà người sinh nhật, cưới dục gả cưới dạng này vui mừng sự tình, đoàn người mới nhớ được, Tiêu gia còn có như thế một cái đích trưởng tôn tồn tại. Tiêu Trạm rốt cục có chút nhịn không được, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, kêu lên một tiếng đau đớn, nói có lời gì cứ nói đi, nơi này cũng không có người ngoài. Câu nói này, tự nhiên là cho thư ký đầy đủ cái mặt mũi. Lão gia tử thư ký, nhưng cũng là đường đường chính chính phó bộ cấp, tại nào đó trung ương các bộ và ủy ban trung ương treo phó trước đầu hàm trọng yếu bộ vụ hội nghị, hắn sẽ còn đi tham gia. Tầng cao nhất làm ra nặng muốn quyết định, cũng là từ hắn phản hồi cho lão gia tử, lão gia tử cho ra đề nghị, đồng dạng từ hắn phản hồi cho tương quan lãnh đạo chủ yếu cùng bộ môn. Có thể nói là tiêu hệ hạch tâm thành viên, tiêu phàm ngay trước thư ký mặt nói lời như vậy, quá không biết nặng nhẹ. Về phần trương y tá, cũng không quan trọng, nàng là nhân viên y tế, không phải nhân vật chính trị. Tiêu phàm rất bình tĩnh hướng lão tử gật gật đầu, Miệng lại bế quá chặt chẽ, lại không nói một lời. Nằm tại trên giường bệnh lão gia tử, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe được, vẻn vẹn chỉ là phát ra như thế một tiếng ho khan, lão gia tử đều bỏ ra rất nhiều sức lực. Thư ký lập tức khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Tiêu lão, Tiêu bộ trưởng, ta ra ngoài một hồi." Lão phụ thân đã biểu thái, Tiêu Trạm cũng liền không lại kiên trì, chỉ là mang theo áy náy hướng thư ký gật gật đầu. Thư ký khóe miệng hiện lên một vòng tiếu văn biểu thị mình có thể lý giải, mời tiêu chạm không cần để ở trong lòng. Trương y tá cũng đổi vội vàng đi theo thư ký cùng một chỗ đi ra ngoài, đi tới cửa còn quay đầu nhìn trên giường bệnh lão ra tử một chút, hiển nhiên có chút không tỏa sáng tâm. Bất quá vẫn là rất nhanh đi ra ngoài, tại bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Chuyện gì, thần thần bí bí, thư ký cùng trương y tá vừa đi ra ngoài, tiêu chạm không vui liền trực tiếp khác ở trên mặt, chỉ là hết sức kiềm chế lửa giận của mình. Cha, ta có thể trị hết bệnh của Gia Gia. Tiêu phàm 10 điểm bình tĩnh nói, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, giống như là tại tự thuật một kiện rất phổ thông sự tình, không có nửa điểm mãnh liệt chi ý. Người nói cái gì, tiêu Trạm nhàn dỗi ở giữa liền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người nói đùa cái gì, ngay cả ba không một bệnh viện đỉnh cấp giáo sư chuyên gia dốc hết toàn lực cũng không có cách nào, tiêu phàm lời này, gọi tiêu Trạm trong lúc nhất thời, làm sao có thể tin tưởng. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói cha, chuyện này nói đến sẽ tương đối phức tạp, ta trước cho ra ra tỉnh lại một chút tinh thần. Tiêu chạm không lên tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thực tế tiêu phàm nói lời làm hắn quá mức chấn kinh, nhất thời bán hội rất khó tiêu hóa được. Đương nhiên ở sâu trong nội tâm, hắn hy vọng tiêu phàm nói là nói thật, không phải tại bắt hắn trêu đùa. Tiêu phàm tại lão gia tử trước giường bệnh ngồi xuống, cầm ra ra còm nhom bàn tay, một sợi hạo nhiên chính khí chậm rãi từ lão gia tử lòng bàn tay huyệt lao cung đưa vào lão gia tử thân thể quá mức suy yếu chân khí không thể thua quá gấp nếu không lão gia tử kinh lạc căn bản là không chịu nổi sau một lát lão gia tử hôi bại trên mặt dần dần hiện lên hai đoàn đỏ ửng nhàn nhạt phần đục vô thần sau mi cũng dần dần trở nên sáng người có thần cả người nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng tiêu chạm không khỏi hé miệng không khép lại được tới đây chính là tiêu phàm cố ý muốn tạo ra hiện trường hiệu quả giải phóng tiểu phàm khí công rất hữu hiệu lão gia tử nhìn qua kinh ngạc không thôi nhi tử từ tốn nói thanh âm bình ổn mảy may cũng không giống là bệnh nặng hấp hối người giải phóng là tiêu trạm nhũ danh nghe nói tiêu trạm lúc mới sinh ra trùng hợp lão gia tử xuất lĩnh bộ đội đánh một cái thắng trận lớn giải phóng một cái huyện thành song hỉ lâm môn lão gia tử liền cao hứng cho nhi tử lên cái giải phóng nhũ danh mấy chục năm lão gia tử một mực xưng hô như vậy nhi tử tiêu trạm liền liên tục gật đầu sự thật bày ở trước mắt tận mắt nhìn thấy không phải do hắn không tin tiêu phàm lại lấy ra liễu diệp tiểu đao tại lão gia tử trên thân đâm mấy châm để cho lão gia tử thể nội kinh là càng thêm thông suốt có lợi cho chân khí ở trong cơ thể hắn theo điểm lúc này mới ngẩng đầu đối tiêu chạm nói cha hiện tại ta là bằng vào ta bản thân tu luyện chân khí thua tiến vào ra ra thể nội cho lão nhân gia ông ta chấn tác tinh thần nhưng đây chỉ là tạm thời cũng không thể vô hạn tiếp tục đây là thuần túy ngoại lực hiệu quả sẽ một lần so một lần kém muốn để ra ra triệt để chuyển biến tốt đẹp còn muốn từ dễ bên trên nghĩ biện pháp ừm tiêu chạm lại gật gật đầu đạo lý này hắn ngược lại là minh bạch chỉ bất quá tiêu phàm nói chân khí hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ người nói muốn như thế nào mới có thể từ dễ bên trên nghĩ biện pháp tiêu chạm trong mắt dâng lên nồng đậm vẻ ước ao Tiêu Phàm vừa rồi lộ chiêu này, cho hắn rất lớn lòng tin. Để một cái ngay cả tầng hắn một cái đều có phần tốn sức hấp hối lão nhân ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền mặt đỏ lên, thần thái sáng láng, liền xem như Ninh viện phó bọn hắn những này chữa bệnh chuyên gia cho đánh tốt nhất nhập khẩu thuốc, chỉ sợ cũng tuyệt đối khó mà làm được. Có lẽ, Tiêu Phàm nghiên cứu trung y châm cứu cùng hắn nói chân khí, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi đâu. Cha, ra ra cái bệnh này, chúng ta cũng muốn từ dễ đi lên đàm một chút ra ra vì sao lại nhiễm bệnh, còn bệnh phải như thế nặng nề. Tiêu chạm hắc một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng xem thường thần sắc. Cái này còn phải hỏi vì cái gì? Hơn 80 tuổi lão nhân, thân thể nội tình vốn là rất kém cỏi, vô luận phải bệnh gì, không đều là đương nhiên sao? Chỉ là làm nhi tử, như vậy tự nhiên nói không nên lời tới. Tiểu phàm, người nói vì cái gì? Ngoài dữ liệu chính là, lão gia tử tựa hồ đối với tiêu phàm lời nói cảm thấy rất hứng thú, truy hỏi một câu. Tiêu phàm vội vàng chuyển hướng lão gia tử, nghiêm mặt nói, ra ra, ta đã từng cho ngài suy tính qua, dựa theo mạng của ngài tướng, ít nhất còn hẳn là có 3 đến 5 năm tuổi thọ, tuyệt không nên nên ở thời điểm này xảy ra vấn đề. Người nói bậy bạ gì đó, cái gì tướng mệnh, cái gì tuổi thọ, úm, tiêu phàm một câu nói còn chưa dứt lời, tiêu Trạm liền nghiêm nghị quát lớn, nguyên bản trở nên bình thản sắc mặt, lập tức liền chìm xuống dưới, cực kỳ tức giận. Lão gia tử khoát tay áo, nói giải phóng hiện tại liền tổ tôn chúng ta ba người có lời gì ngươi để tiểu phàm nói xong cũng có thể nói không đúng ngươi lại phê bình giáo dục tốt không để hai tử nói chuyện cái này không đúng lão ra tử ngữ khí tựa hồ cũng hơi có không vui tiêu chạm là cái hiếu tử nghe lão phụ nói như thế cứ việc trong lòng vẫn như cũ bất mãn nhưng cũng không còn quát lớn tiêu phàm tiêu phàm khe khẽ thở dài nói ra ra cha ta cũng biết ta nói những lời này hai vị nghe sẽ cảm thấy rất hoang đường. Nhưng ta nhất định phải nói ra, việc quan hệ gia gia sinh mệnh an toàn, việc quan hệ chúng ta toàn bộ tiêu gia thịnh vượng phát đạt, thậm chí là sinh tử tồn vong. Ta muốn nếu không nói, hết thảy đều sẽ tới không kịp. Thần sắc rất là thành khẩn, tiêu chạm nhẹ hừ một tiếng, nói, người đừng nói chuyện giật gân, muốn nói cái gì cứ nói đi. Có phải là hoang đường, ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Nói thì nói như thế, Tiêu Trạm trong lòng vẫn là hiện lên một tia vẻ lo lắng, bởi vì hắn hiểu rõ Tiêu Phàm, cho tới bây giờ cũng không loạn nói chuyện, hiện tại bỗng nhiên nói lời như vậy, chỉ sợ không thể đơn thuần xem là trẻ người non dạ, ăn nói lung tung. Chương 68, không có lựa chọn nào khác. "Cha gia gia, cha, Hồng Sơn thôn lão bí thư tri bộ trước đó không lâu phải ung thư phổi qua đời, hai vị biết sao?" Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi. "Ừm," um, lão gia tử nặng nề mày trắng bỗng nhiên dương lên, Ngươi nói là Tiêu Vĩ Thành, xem ra lão gia tử đối vị này quê quán bí thư chi bộ còn rất có ấn tượng, một chút liền nói ra tên của hắn. Dựa theo tuổi tác để tính, Tiêu Vĩ Thành so lão gia tử tiểu gần 30 tuổi, bối phân cũng là vãn bối. Đúng, chính là Tiêu Vĩ Thành, hắn hẳn là còn rất trẻ a, à, làm sao liền phải ung thư phổi chết rồi. Hút thuốc quất đến quá lợi hại, năm mười mấy tuổi đi, không đến 60 tuổi, không hút thuốc lá, cũng không uống rượu, không có thói hư tật xấu, thân thể ban đầu rất khỏe mạnh, tại Thái Gia Gia quá mộ viên xây thành về sau không bao lâu liền bị cha ra ung thư phổi, rất nhanh liền qua đời. Tiêu Phàm rất nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống. Cứ việc Tiêu Vĩ Thành là Hồng Sơn thôn bí thư chi bộ, nhưng hắn tạ thế, từ cũng sẽ không có người coi như nhiều đại sự hướng lão gia tử báo cáo, huống hồ lúc kia, lão gia tử mình chính nằm viện đâu. Loại ảnh hưởng này tâm tình tin tức, càng thêm sẽ không để cho lão gia tử biết được lão gia tử nhíu mày hỏi, tiểu phàm, người nói tiêu vĩ thành là tại người Thái gia ra quá mộ viên xây thành về sau không bao lâu liền qua đời. Ý của ngươi là nói, hai chuyện này ở giữa, có cái gì nội tại liên hệ? Lão gia tử không hổ là lão gia tử, cứ việc bệnh đến kịch liệt, kia đầu óc xoay chuyển vẫn như cũ không phải bình thường nhanh. Xác thực có nội tại liên hệ, mặt khác, tiểu an, chính là hai thái công tăng tôn, ra ra ngài còn có ấn tượng không? Tiêu an tăng tổ phụ, cùng tiêu phàm tăng tổ phụ là thân huynh đệ, dựa theo gia phả xếp hạng, tiêu an cùng tiêu phàm là không có gia năm phục đường huynh đệ, hai người là cùng một cái cao tổ cha. Tiêu an, hắn lúc còn rất nhỏ thật giống như ta gặp một lần. Hắn làm sao rồi, lão gia tử rất bén nhạy hỏi. Tiêu phàm nói, việc này, hay là từ thái gia ra quá mộ viên lần thứ nhất tu kiến nói lên đi. Kia là tại 8 tháng trước, tiêu an từ Tam Giang thành phố lĩnh một vị họ nghiêm địa lý tiên sinh, cũng chính là thầy phong thủy, gọi Nghiêm Kim Sơn trở lại Hồng Sơn thôn. Tiêu An tại Tam Giang thành phố làm tiểu thương phẩm bán buôn sinh ý, kiếm một chút tiền, có mấy triệu ra sản đi. Tiêu An dẫn cái kia Nghiêm Kim Sơn về trong thôn tìm được lão bí thư chi bộ Tiêu Vĩ Thành, nói là hắn bỏ tiền cho Thái gia gia thái nãi nãi tu mộ viên. Tiêu Vĩ Thành đồng ý, còn tổ chức nhân thủ, mộ viên là dựa theo Nghiêm Kim Sơn cho bản vẽ thi công kiến tạo. Nhưng là mộ viên xây thành về sau, mấy người này tại trong vòng 3 tháng lần lượt đều xảy ra vấn đề tiêu chạm sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tiêu phàm lão gia tử ngược lại là thần sắc như thường lạnh nhạt hỏi xảy ra vấn đề gì tiêu phàm liền đem tiêu ăn cả nhà tao ngộ cùng nghiêm kim sơn cả nhà tao ngộ nói một lần nói đến so khá tỉ mỉ nhất là nghiêm kim sơn quái bệnh càng là cẩn thận tiến hành miêu tả gia gia cha hiện tại cái kia nghiêm kim sơn còn tại tam giang thành phố bệnh viện nhân dân nằm còn có bốn tháng hắn mới có thể chết tiêu chạm không thể kìm được nghiêm nghị hỏi làm sao ngươi biết hắn còn có bốn tháng mới có thể chết khẳng định như vậy tiêu phàm chậm rãi nói ta khẳng định toàn thân chảy mù muốn sống không được muốn chết không xong đây là hắn thiện đổi tiêu ra chúng ta mộ tổ phong thủy tất nhiên sẽ gặp phải thiên phạt một năm ba trăm sáu trời một ngày cũng không thể thiếu nói hưu nói vượn tiêu chạm mãnh đứng lên sắc mặt tái xanh không ngừng đang trong phòng bệnh đổi tới đổi lui, đưa tay chỉ hướng tiêu phàm, ngón tay đều run lẩy bẩy, hiển nhiên tức giận đến đặc biệt lợi hại. Cái gì phong thủy, cái gì thiên phạt báo ứng, những vật này, người từ cái kia nghe được, úm, ta liền biết, người đi học đạo thuật gì, hoàn toàn chính là phong kiến mê tín. Như vậy, người cũng dám ở chỗ này nói, người muốn làm gì, tiêu phàm không e ngại cũng không tức giận, đứng dậy, đối mặt phụ thân, nhẹ nói cha chúng ta lão tổ tông truyền thừa tinh tượng mệnh lý phong thủy thuật bói toán đều là bắt nguồn xa dòng chảy dài tồn tại mấy ngàn năm luôn luôn có nhất định đạo lý không thể đơn giản dùng phong kiến mê tín một câu liền tiến hành phủ định hiện tại mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng dùng khoa học quan điểm giải thích không rõ ràng hiện tượng kỳ dị chỗ nào cũng có tỷ như nói nghiêm kim sơn cái bệnh này tam giang bệnh viện nhân dân vô luận như thế nào điều tra không ra nguyên nhân bệnh dùng toàn thế giới tốt nhất thuốc giảm đau cũng mảy may cũng không thể chậm giải nỗi thống khổ của hắn nghiêm kim sơn vợ con đều là không hiểu thấu nhiễm bệnh chết rồi còn có lão bí thư tri bộ tiêu vĩ thành không hút thuốc lá không uống rượu thân thể lúc đầu khỏe mạnh cực kỳ bỗng nhiên liền bị ung thư phổi ba tháng không đến cũng chết rồi tiêu an một nhà bốn người hiện tại cũng đều nằm tại trong bệnh viện đoán chừng không chịu được lâu bọn hắn đều là vì thái gia gia thái nãi nãi tu kiến mộ viên chủ yếu người tham dự trong vòng nửa năm, tất cả đều xảy ra chuyện, bao quát người nhà của bọn hắn đều đi ra sự tình, cái này chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Hừ, tiêu chạm trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào phản bác, chỉ là đi tới đi lui, vẫn như cũ khí đến kịch liệt. Giải phóng, vẫn là câu nói kia, người để tiểu phàm đem hắn muốn nói đều nói xong, sau đó lại tới làm kết luận. Đây mới là khoa học phương pháp, người bây giờ ngay cả hắn đều không muốn nghe, làm sao có thể đạt được toàn diện kết luận đâu mắt thấy nhi tử tức giận đến bao quanh loạn chuyển, lão gia tử chậm rãi nói, thanh âm bình thản. Còn nhớ hay không được ngươi lúc tuổi còn trẻ, cũng có rất nhiều khác biệt ý nghĩ, ta cái kia một lần không có để ngươi nói hết lời. Tiêu chạm bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa thần sắc, đen kịt sắc mặt, cũng khẽ nhìn hòa hoãn, chậm rãi tại cái ghế một bên bên trong ngồi xuống, bất quá vẫn là sụ mặt. Lão gia tử lại chuyển hướng tiêu phàm, tiểu phàm, ngươi nói. Thanh âm bình tĩnh, sắc mặt cũng bình tĩnh, nhìn không ra lão gia tử trong lòng đến cùng là cái gì chương trình, càng không cách nào phán đoán hắn đối tiêu phàm nói lời, tin hay là không tin. Được rồi, ra ra, hơn hai tháng trước, ta chuyên đi qua Hồng Sơn Thôn. Người đi qua Hồng Sơn Thôn, làm sao ta không biết, tiêu chạm lại hỏi, mặc dù tiêu phàm luận chức vụ chỉ là tông giáo cục một cái phó sử cấp cán bộ, nhưng hắn là tiêu gia đích trưởng tôn, về Hồng Sơn Thôn đi. Địa phương lãnh đạo chủ yếu đều muốn trịnh trọng việc cho tiếp đái. Cái này chính trị hàm nghĩa không giống, khẳng định cũng sẽ đem tình huống phản hồi cho tiêu trạm biết. Tiêu phàm nói, ta không làm kinh động tỉnh thị lãnh đạo, không có người biết thân phận của ta. Ta chính là đi xem một chút tổ phòng cùng mộ tổ phong thủy cách cục, có hay không bị phá hư rơi. Tổ phòng không hề động, nhưng là mộ tổ phong thủy, hoàn toàn bị phá đi. Vốn là trên nhất tốt đằng long chi huyệt, bị người đổi thành âm sát tuyệt địa. Ra ra ba tháng trước bỗng nhiên nhiễm bệnh, liền là do ở nguyên nhân này có người, muốn hỏa hại chúng ta toàn bộ tiêu ra. Cuối cùng câu này, tiêu phàm ngữ khí 10 điểm ngưng trọng. Hừ, tiêu ra là bọn hắn nghĩ tai họa liền có thể tai họa được sao? Tiêu trạm nhịn không được lại là cười lạnh một tiếng, nhưng không có ý thức được, mình giữa bất chi bất giác liền theo tiêu phàm mạch suy nghĩ tại suy nghĩ vấn đề. Cha, ra ra khỏe mạnh hay không, chính là lớn nhất mấu chốt A. Tiêu chạm toàn thân nhẹ nhàng chấn động, song nghi nhàn dỗi dương lên, lúc đầu thốt ra liền muốn phản bác, một chút thoáng nhìn trên giường bệnh lão phụ thân kia suy nhược đến cực điểm thân thể, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Vô luận như thế nào, tiêu phàm câu nói này xem như nói đến điểm mấu chốt bên trên. Vậy ngươi nói, ngươi có biện pháp nào, có thể trị hết bệnh của gia gia? Đây mới thực sự là mấu chốt nhất, về phần tiêu phàm vừa mới nói những cái kia chuyện lạ quái luận, tiêu chạm có thể không truy cứu. Dù sao tiêu phàm đại học bên trên đều là đạo giáo học viện, đã trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế, Tiêu Trạm cũng không có ý định đi thuyết phục nhi tử. Tiêu Phàm có một đoạn như vậy kinh lịch, coi như thuyết phục hắn, để hắn trở lại thể chế bên trong đến phát triển, thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Cuống Hồ Tiêu Phàm nói đến một có điểm không tệ, lão gia tử nếu là một bệnh không dậy nổi, lão Tiêu nhà lập tức sẽ đối mặt liền là đến từ các phương diện áp lực thật lớn cùng vô số đâm lén bắn lén, có thể đứng vững gót chân coi như rất không tệ, nhất thời bán hội căn bản là đàm không đến bồi dưỡng người nối nghiệp vấn đề. Cha, ta bây giờ chuẩn bị luyện một loại thuốc, gọi là càn khôn đại hoàn đan. Loại này dược là cổ phương ghi lại, hiệu quả phi thường tốt. Nếu như có thể luyện thành, ra ra ăn vào về sau, bệnh liền sẽ tốt. Về phần càn khôn đại hoàn đan đủ loại chỗ tinh diệu, tiêu phàm không có ý định nói. Vừa đến tiêu chạm đối quan điểm của hắn rất không tán đồng, thứ hai việc này quá phức tạp, dăm ba câu cũng rất khó nói được rõ ràng dù là như thế, tiêu trạm vẫn như cũ không tin. chiếu ngươi nói như vậy, cái này càn khôn đại hoàn đan thật đúng là linh đan diệu dược, có thể khởi tử hồi sinh. cũng khó trách tiêu trạm không tin. lão gia tử chữa bệnh tổ thế nhưng là tập trung cả nước y sư giỏi nhất, cơ hồ mỗi một vị đều là thành danh đã lâu hàng hiệu giáo sư chuyên gia chữa bệnh tổ tổ trưởng ninh viện phó càng là y học giới công nhận ngôi sao sáng cấp nhân vật. nhiều như vậy hàng hiệu chuyên gia tập hợp lại cùng nhau, cho lão gia tử hội trần dùng chính là cả nước thậm chí toàn thế giới tốt nhất dược vật, còn bất lực. Tiêu phàm có tài đức gì, miệng ra như thế đại ngôn. Tiêu Trạm là kiên định kẻ vô thần, để hắn không tin ninh viện phó những chuyên gia này, ngược lại tin tưởng tiêu phàm lời nói này, thực tế là rất khó khăn. Đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, mấy chục năm dưỡng thành không phải là xem, há có thể tùy tiện bởi vì một phen lại nhảy lời nói liền bị cải biến. Tiêu phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại cha, người cho rằng, hiện tại chúng ta còn có lựa chọn sao? chữa bệnh tổ các chuyên gia là cái ý kiến gì? ngài hẳn là rất rõ ràng a. À. tiêu chạm lập tức lại sửng sốt, tiêu phàm lại một lần nữa nói đến điểm mấu chốt bên trên. ninh viện phó kỳ thật tương đương đã đem kết quả cuối cùng thông chi hắn, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả này nhiều nhất tại một hai tháng bên trong sẽ xuất hiện. chuyên gia chữa bệnh tổ là như thế cái ý kiến, chứng minh bọn hắn thật bất lực lão gia tử nhưng như cũng nhu hòa hỏi tiểu phàm cái này càn khôn đại hoàn đan người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ra ra nếu như ngài cùng ba ba đều duy trì ta ta có tám thành trở lên nắm chắc tiêu phàm rất khẳng định nói tám thành tiêu chạm giật mình hắn hiểu rõ đứa con trai này tính cách nói như vậy không nói nắm chắc mười phần ít nhất cũng có chín thành chín tốt vậy ngươi nói một chút nhìn muốn chúng ta làm sao ủng hộ ngươi đâu lão gia tử liền cười nhẹ nhàng nắm chặt lại tiêu phàm tay, nói, thân sắc ôn hòa, lộ ra 10 điểm hiền lành, ẩn hàm cổ vũ trị ý. chương 69, Ngũ Hành Tiếp dẫn trận. Ra ra, ta muốn tại căn này phòng bệnh bố một cái Ngũ Hành Tiếp dẫn trận. Tiêu phàm trầm ngâm, rốt cục hạ quyết tâm như nói. Không có khả năng, lão gia tử chưa trả lời chắc chắn, tiêu chạm đã không khách khí chút nào không. Đây là địa phương nào? Tổng bệnh viện đẳng cấp cao nhất cán bộ nòng cốt phòng bệnh, lão gia tử nằm viện trong lúc đó không biết có bao nhiêu đức cao vọng trọng lão đồng chí cùng lãnh đạo cao cấp cán bộ trước tới thăm tại căn này trong phòng bệnh bầy trận làm phong kiến mê tín kia một bộ quả thực không thể tưởng tượng lão gia tử lại không để ý tới tiêu chạm trực tiếp hướng tiêu phàm hỏi cái này ngũ hành tiếp dẫn trận lên cái cái tác dụng gì tựa hồ đối với tiêu phàm nói hết thảy có phần cảm thấy hứng thú tiêu chạm liền rất kinh ngạc nhìn lão phụ thân một chút lão gia tử hôm nay làm sao tính tình đại biến rồi. Bất quá mỗi khi lão gia tử thái độ khác thường thời điểm, liền đại biểu cho có chuyện rất trọng yếu sẽ phát sinh, tiêu trạm cũng cảnh giác lên. Ra ra ta cho ngài thôi diễn quá mệnh tướng, ngài số tuổi thọ xa xa không chỉ hiện tại số tuổi này, ít nhất còn hẳn là có 3 đến 5 năm tuổi thọ. Nhưng mộ tổ phong thủy bị phá hư về sau, trời cơ nghịch chuyển, lúc này mới nhiễm bệnh. Hiện tại nhất định phải đem cái này nghịch chuyển trời cơ lại đổi lại đi, Càn Khôn Đại Hoàn Đan, cố nhiên là linh dược, nhưng không kết hợp thiên địa lực lượng, là luyện chế không ra. Cái này thiên địa lực lượng nhất định phải tác dụng đến ngài trên thân, Càn Khôn Đại Hoàn Đan mới có chứa bệnh tục mệnh công hiệu. Ta sẽ tại một nơi khác luyện dược, ngũ hành này tiếp dẫn trận, chính là đem ngài khí tức cùng thiên địa lực lượng câu thông, để Càn Khôn Đại Hoàn Đan nhận chủ. Tiêu Trạm nghe được chóng mặt, hắn xưa nay không tiếp xúc loại này học vấn, ngay cả cơ bản nhất thường thức đều không có. Hiện tại nghe Tiêu Phàm nói như thế, tự nhiên cảm giác đến mức hoàn toàn không thể nào hiểu được, càng không nói đến tiếp nhận. Lão gia tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ha ha, không nghĩ tới các ngươi một chuyến này, còn có nhiều như vậy môn đạo." "Vậy ngươi nói một chút nhìn, người cái này ngũ hành tiếp dẫn trận, muốn làm sao bố trí?" Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Cái này không phức tạp, bày trận pháp khí ta đều mang đến." "A, à, xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem." Lão gia tử càng thêm đến hào hứng. Tiêu Phàm theo lời lấy ra 6 mặt lớn cỡ bàn tay màu vàng ngọc bài, thành rất quy tắc hình lục giác, tại phòng bệnh ánh đèn dịu dịu dưới, ngọc bài mặt ngoài tựa hồ có một cỗ xương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ. Ngưng thần nhìn kỹ, có thể thấy được trên ngọc bài điêu khắc một chút kỳ lạ hoa văn, Tiêu Trạm nhìn không ra là cái gì đồ án, nhìn qua rất loạn dáng vẻ. Lão gia tử thốt ra, tốt tinh xảo hỗn độn đồ. Lần này, ngay cả Tiêu Phàm cũng giật nảy cả mình, ra ra, ngài. Nhận biết những này hỗn độn đồ Lão gia tử cười cười, nói trước kia gặp qua. Về phần ở nơi nào gặp qua, lão gia tử lại là ngậm miệng không đề cập tới. Ra ra, hỗn độn thay ngén thiên địa vạn vật, vì càn khôn chi mẫu. Chúng ta vô cực môn truyền nhân, lịch đại nghiên cứu đều là hỗn độn ảo diệu. Những này bài bài, người dự định để ở nơi đâu? Tiêu Trạm cắm miệng hỏi, mắt thấy lão gia tử tựa hồ đối với Tiêu Phàm lời nói cực cảm thấy hứng thú, Tiêu Trạm cũng liền cải biến dự tính ban đầu mà lại tiêu phàm nói không sai đã ngay cả ninh viện phó những này nhất tư thâm chữa bệnh chuyên gia đều đã biểu thị bất lực muốn cứu vãn lão gia tử sinh mệnh vậy thì nhất định phải muốn mở ra lối riêng vạn nhất tiêu phàm cái này biện pháp có tác dụng đâu chẳng lẽ không phải thiên đại chuyện tốt đương nhiên hôm nay nếu là một người khác chạy tới cùng hắn nói những này không giải thích được ngữ tiêu trạm khẳng định sớm đã nổi trận lôi đình không chút khách khí liền đem nó đánh ra nhưng con trai ruột của mình trung quy là một ngoại lệ nói đi nơi nào, tiêu phàm đều là lão tiêu gia đích hệ huyết mạch, quả quyết không có muốn đối tiêu gia bất lợi đạo lý. tiêu phàm hy vọng gia gia có thể khỏe mạnh trường thọ, tiêu chạm không phải là không như thế, liền bố trí tại căn này trong phòng bệnh. tiêu trạm nhăn đầu lông mày, nói: dạo này vật kỳ quái, bố trí tại trong phòng bệnh, người không cảm thấy quá chướng mắt a? dở dở ương ương, tiêu phàm mỉm cười nói: cha, đương nhiên là bố trí tại người khác không nhìn thấy địa phương. nói ánh mắt hướng mặt đất quét một chút, tiêu chạm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi giật mình. Cả gian phòng bệnh trên sàn nhà đều phủ lên thật dày màu vàng sáng thảm. Lão gia tử nằm trên giường nghỉ ngơi thời điểm, trong phòng bệnh muốn giữ yên lặng. Trải thảm liền rất cần thiết, đem những này ngọc bài cất đặt tại dưới mặt thảm, không bị người phát giác, tiêu chạm ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mà lại những này trên ngọc bài hoa văn không có chút nào quy tắc mà theo, không giống đạo sĩ bình thường tác pháp thời điểm sử dụng kiếm bát quái loại hình, để người xem xét đã cảm thấy là phong kiến mê tín kia một bộ. Tại trong mắt người bình thường, những ngày trên ngọc bài hoa văn giống như là thiên nhiên hình thành. Lão gia tử hai mắt khép hờ, rơi vào trầm tư. Trong phòng bệnh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, Tiêu Trạm cùng Tiêu Phàm đều mắt nhìn lão gia tử, chờ hắn làm quyết định. Chốc lát, lão gia tử mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiêu Phàm, sắc mặt nghiêm túc, hỏi Tiểu Phàm người vừa rồi nói, các ngươi là cái gì lưu phái? Vô cực môn, tiêu phàm cung cung kính kính đáp, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không biết ra ra vì sao bỗng nhiên đối với chuyện này coi trọng. Vô cực môn, vô cực môn, kia triệu chỉ thủy lão tiên sinh, người biết không biết. Tiêu phàm song nghi nhàn rỗi dơ lên, giật mình nói, ra ra, ngài nhận biết sư phụ ta. Cái này thật sự ý không ngờ được, lão gia tử ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, tựa hồ trở lại nhiều năm trước phong hỏa liên thiên tuế nguyệt, nhẹ nhàng nói, "Nhận biết a. À. Lần kia đánh giao võ huyện thành, quỷ tử phòng giữ đội rất cường hãn, hai quỷ tử cũng rất ngoan cố, chúng ta không có gì vũ khí hạng nặng, liền một môn tịch thu được sơn pháo, đánh nhiều lần cũng không đánh xuống tới. Chỉ còn lại hai phát pháo đạn, mắt thấy muốn gặm không dưới, Triệu Chỉ Thủy lão tiên sinh trùng hợp đi ngang qua, cho đã tính toán một chút, thanh tiểu quỷ tử phòng giữ đội bộ tư lệnh vị trí tính ra đến, hai phát pháo đạn" chính giữa mục tiêu, thanh tiểu quỷ tử kia bộ tư lệnh trực tiếp cho chôn Cứ như vậy, bộ đội cuối cùng đem huyện thành lấy xuống. Cha ngươi chính là ngày đó sinh, nhiều năm như vậy, lại chưa từng gặp qua hắn. Không nghĩ tới hắn là sư phụ ngươi, tiêu phàm ngạc nhiên, lại không nghĩ tới, ra ra cùng sư phụ còn có dạng này gặp nhau, nhưng lại chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc qua đoạn chuyện cũ này. Sư phụ ngươi còn tốt chứ, lần kia tại giao võ thành bên ngoài nhìn thấy hắn, tiên phong đạo cốt, sợ cũng có năm 60 tuổi đi. Ta thành tâm thành ý mời hắn lưu tại bộ đội, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu, chỉ nói cùng tiêu gia chúng ta hữu duyên, tương lai có một ngày, sẽ gặp lại. Bất quá ta không nghĩ tới, hắn nói gặp lại, là thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu trạm cũng nghe được trợn mắt hốc mồm, đoạn này chuyện cũ, ngay cả hắn đều là lần đầu nghe phụ thân nói lên. Sư phụ lão nhân ra ông ta thân thể rất tốt, mấy năm trước ra ngoài dạo chơi. Ra ngoài dạo chơi, Tiêu chạm hai mắt trợn thật lớn, hắn bao nhiêu tuổi rồi, hơn 50 năm trước, hắn ra đời ngày ấy, triệu chỉ thủy liền đã năm 60 tuổi, vậy bây giờ chẳng phải là hơn 100 tuổi rồi. Lớn tuổi như vậy, không những còn sống, còn có thể ra ngoài dạo chơi. Tiêu Trạm vô luận như thế nào đều khó có thể tưởng tượng. Tiêu phàm mỉm cười nói cha, người tu đạo, thanh tâm quả dục sư phụ ta lại tinh thông nội công đạo khí thuật, thọ cũng hợp tình hợp lý. Vô cực môn lịch đại tổ sư, chỉ cần không phải bị ly tai và bất ngờ, mỗi một vị đều thọ quá thời hạn di. Truyền ngôn bên trong, sáng lập tử vi đấu đếm được trần đoàn lão tổ, hy di tổ sư liền sống đến hơn 100 tuổi. Thậm chí có giả sử ghi chép, hy di tổ sư sống mấy trăm tuổi, thành tiên mà đi. Tiêu chạm im lặng, bất quá tại nội tâm của hắn, đối tiêu phàm sở học đạo, lại có một số khác biệt cảm nhận. Triệu chỉ thủy có thể ở ngoài thành suy tính ra khỏi thành bên trong quỷ tử tư lệnh phòng thủ bộ vị trí chính xác, cho pháo binh làm chỉ dẫn, hai phát pháo đạn liền xử lý một cái bộ tư lệch, đây chính là bản lĩnh thật sự, không phải phổ thông sông Hồ Thần Côn có thể làm được. Coi như được cũng không có khả năng được chuẩn như vậy. Lão gia tử cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói triệu chỉ thủy lão tiên sinh đồ đệ, chắc hẳn cũng là có có chút tài năng. Tiểu phàm, người bắt đầu đi, trong giọng nói, mang theo vui mừng, còn có một tia ngạo nghễ. Được, tiêu phàm liền là đứng dậy, đi tới trong phòng bệnh ương, mắt liếc một cái phương vị, phía bên phải phía trước phóng ra năm bước, đem thảm nhấc lên, lộ ra phía dưới màu trắng gạch men sứ. Là 60cm vuông quy cách, hàn quang lóe lên, tiêu phàm trong tay nhiều một thanh liễu diệp tiểu đao, ngồi sổ người xuống đi, dùng liễu diệp tiểu đao dọc theo gạch men sứ chung quanh vẽ một vòng. Kia liễu diệp tiểu đao không biết là loại nào chất liệu chế tạo, sắc bén đến cực điểm, đem gạch men sứ chung quanh cắt phải chỉnh chỉnh tề tề. Tiêu Phàm lại dùng liễu diệp tiểu đao tại gạch men sứ bốn phía khiêu động mấy lần, xòe bàn tay ra đặt tại gạch men sứ chính bên trong vị trí, nhẹ nhàng hít một hơi, tay phải ống tay áo lập tức phồng lên. Tiêu Trạm thấy có chút không hiểu thấu, không biết hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ Tiêu Phàm dựa vào như thế một viên liễu diệp tiểu đao, liền nghĩ cậy mở gạch men sứ. Còn không có cùng Tiêu Trạm nghĩ được rõ ràng, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, cả khối gạch men sứ đã bị Tiêu Phàm lấy ra ngoài, chăm chú dính tại lòng bàn tay của hắn phía trên, liền tựa như lấy keo cường lực dính chặt. Tiêu chạm nhất thời trương đại trụy không khép lại được tới. Cái này, đây là võ công hay là yêu pháp? Tiêu phàm đem gạch men sứ để qua một bên, lấy ra một mặt màu vàng ngọc bài, đoan đoan chính chính bày ở phía dưới xi măng phía trên, kia ngọc bài lớn cỡ bàn tay nhỏ, dày chừng hai phân. Tiêu phàm năm ngón tay xòe ra, đè lại ngọc bài biên giới, cũng không thấy hắn như thế nào dùng sức kia ngọc bài liền một chút xíu khảm vào đến cứng rắn xi măng bên trong. Phảng phất phía dưới không phải xi măng, mà là một đoàn chưa từng ngưng kết hỗn ngưng thổ. Tiêu chạm lại một lần nữa nhìn trợn mắt hốc mồm, tựa như đang nhìn ma thuật biểu diễn. Tiêu phàm cũng không để ý tới phụ thân kinh hãi, đem gạch men sứ một lần nữa an trở về, ở bên trên đắp kín thảm. Mảnh này gạch men sứ dù nhưng đã buông lỏng, nhưng thảm đủ dày, người bình thường dẫm ở bên trên rất khó phát giác dưới chân dị dạng. Tiếp xuống, Tiêu Phàm bắt trước làm theo, rất nhanh liền tại phòng bệnh năm cái phương hướng khác nhau mạnh khỏe năm mặt ngọc bài. Một lần cuối, lại là chính chính gắn ở lão gia tử dưới giường bệnh. Cũng may lão gia tử giường bệnh là hoạt động thức, có thể đẩy phải động. Ra ra, trong vòng 7 ngày, ngài nhất định phải ở tại trong phòng bệnh, nơi nào cũng không thể đi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Phàm đứng người lên, Đem lão gia tử giường bệnh khôi phục tại chỗ, rất trịnh trọng nói. Lão gia tử cũng rất trịnh trọng gật gật đầu tiêu phàm cũng không dừng lại cáo từ tiêu chạm nhìn qua nhi tử bóng lưng biến mất thật lâu nhẹ nói lão gia tử ngươi tin tưởng lão gia tử cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại hắn là con của ngươi ngươi không tin hắn thế nhưng là không có gì có thể đúng vậy như vậy cũng tốt so đánh trận đến cần gấp nhất trước mắt chỉ cần có thể đánh thắng là được không cần thiết so đo phương pháp ngươi là chưa thấy qua sư phụ hắn ngươi muốn là gặp qua ngươi ý nghĩ liền sẽ giống như ta chương 70, lấy thiên tử mệnh ứng kiếp. Làm thỏa đáng rồi, tiêu phàm trở lại trên xe, tân lâm hỏi. Ừm, um, tân lâm thoảng qua có chút ngoài ý muốn, lão gia tử tư tưởng thật đúng là khai sáng. Nguyên lai tưởng rằng tiêu phàm phải hao phí sức chín châu hai hổ, thậm chí nhất định phải khai thác một chút thủ đoạn phi thường. Dù sao tại lão gia tử trong phòng bệnh bố trí pháp trận là có chút quá kinh thế hãi tục. Tiêu phàm cười cười, nói hơn 50 năm trước, lão gia tử gặp qua sư phụ ta một mặt, còn có chút giao tình đâu. a à, Tân Lâm cũng cảm thấy kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị. Tân Lâm do dự một chút, tựa hồ có chuyện muốn nói, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, khởi động xe, trực tiếp về chỉ thủy xem. Tắm rửa chai giới ba ngày, ngày rằm giờ tí, khai lò luyện dược, một lần chỉ thủy xem, tiêu phàm liền ngắn gọn phân phó một câu. Tân Lâm không giống như ngày thường, an tính tiếp nhận chỉ thị của hắn, mà là dừng bước, yên lặng nhìn về phía hắn, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, già nhi, làm sao rồi? Tân lâm nghiêm túc nói, người có phải hay không quên một kiện nhất chuyện trọng yếu rồi? Chuyện gì, tiêu phàm ra vẻ không hiểu, ứng kiếp người, tân lâm nói từng chữ từng câu. Người vì lão gia tử luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, nghịch thiên cải mệnh. Người ứng kiếp chi người ở nơi đó. Nghiêm Kim Sơn thiện đổi lão tiêu ra tổ mộ phần phong thủy, lấy thân ứng kiếp, cho tới nay còn nằm tại Tam Giang thành phố bệnh viện nhân dân trong phòng bệnh thống khổ kêu rên, lão bà nhi tử chết thảm phía trước. Tiêu An cả nhà cùng lão bí thư chi bộ cũng trước sau ứng kiếp. Hiện tại Tiêu Phàm muốn đem lão ra tử thậm chí toàn bộ lão Tiêu nhà bị cải biến vận số lại lần nữa đoạt trở về, đồng dạng sẽ dẫn động thiên phạt chi phạt. Nghịch chuyển trời cơ, nhất định phải có người ứng kiếp. Khoảng thời gian này, Tân Lâm một mực đi theo Tiêu Phàm chạy ngược chạy xuôi, dây lát không rời, nhưng tiêu phàm chỉ là thu thập các loại dược liệu cùng trường xuân an hồn hương, lại chưa gặp hắn an bài ứng kiếp người. Tiêu phàm bình thản nói, ta chính là ứng kiếp người. Ngày này khiển chi phạt, ta đến tiếp nhận, người điên rồi sao, tân lâm rốt cục trách móc lên, trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Cùng tiêu phàm sớm chiều ở chung hơn 3 năm, tân lâm đây là lần đầu kích động như thế. Dạng này thiên phạt, người làm sao tiếp nhận, sẽ chết người, tiêu phàm xoay người, đối mặt kích động tân lâm, nhẹ nói, già nhi, thiên phạt chi lực đáng sợ, ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Nhưng là trừ chính ta, không người có thể ứng kiếp. Không có khả năng, nghiêm kim sơn lại thế nào nói. Tân lâm nhưng không có dễ dụ như vậy lừa gạt, núp trong bóng tối tên địch nhân kia, không phải liền là thành công đem thiên phạt chi lực dẫn tới nghiêm kim sơn tiêu an bọn người trên thân. Tiêu an vợ chồng phụ tử, nghiêm kim sơn vợ chồng phụ tử đều là phú quý chi tướng, nhất là nghiêm kim sơn nhi tử, càng là đại phú đại quý tướng mệnh, vạn kim chi sinh, kỳ di chi thọ, một khi chém hết. Đều làm kẻ chết thay, tiêu phàm thở dài, nói, già nhi, vô cực môn môn quy, là nhiều làm việc thiện sự tình, rộng tích âm công. Chúng ta là chính thống truyền thừa, không phải tà ma ngoại đạo. Nếu như ta sát hại người khác đến vì gia gia tục mệnh, vì lão tiêu nhà miễn họa, vậy ta cùng tà ma ngoại đạo khác nhau ở chỗ nào? Dạng này dựa vào sát hại người vô tội đoạt đến phú quý an bình, há có thể dài lâu. Quá nguy hiểm, Tân Lâm trong mắt ngấn lệ đang nhấp nháy, Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ta biết rất nguy hiểm, cho nên ta cũng làm chuẩn bị đầy đủ, ngươi yên tâm đi. Thế nhưng là Ngô Thạc Sương suy tính qua, lão gia tử cùng cha ngươi đều là rất có cực quý tướng mệnh, cái này không nói trước. Vẹn vẹn Tiêu Thiên chính là thiên tử mệnh trí tôn tướng đều đủ, cướp đoạt nghịch thiên như vậy tạo hóa, một mình ngươi chịu được a? À. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kỳ lạ thần sắc, chậm rãi nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên ứng kiếp người cũng nhất định phải là thiên tử mệnh. Lấy thiên tử mệnh ứng kiếp, chém hết trí tôn phúc lộc, vô luận nhiều nghịch thiên tạo hóa, đều có thể cướp đoạt. Người quyết tâm đã định, ừm, um, vậy thì tốt, thanh ta cũng cộng vào, ta và ngươi cùng một chỗ ứng kiếp, tân lâm chậm rãi nói, từng chữ đều nói đến rất rõ ràng. Tiêu phàm liền cười, vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt tân lâm mềm mại gương mặt xinh đẹp, mỉm cười nói, ngươi không thể ứng kiếp, ngươi muốn làm hộ pháp cho ta. Luyện dược thời điểm, không thể có mảy may ngoại lực quấy nhiễu, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tắc. Nước mắt sốt cục một chút xíu nhỏ giọt xuống, lướt qua tân lâm kiểu diễm hai gò má. Tiêu phàm nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt, đưa tay đưa nàng non mềm thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, chăm chú ôm một hồi, lập tức buông ra đến, mỉm cười nói, già nhi, giúp ta tắm rửa. Tân lâm giơ cổ tay lên xoa xoa nước mắt, yên lặng đi theo tiêu phàm sau lưng. Ba ngày sau đó, ngày rằm giờ tí một vòng trong sáng trăng sáng treo cao chân trời, đem vô tận ngân huy êm ái vẩy hướng khôn cùng vô ngần bầu trời đêm, toàn bộ chỉ thủy xem đều bao phủ tại một tầng như thủy ngân quang huy bên trong. Chỉ thủy xem đan thất chính giữa, trưng bày một cái kỳ lạ đan lô, toàn thân thành màu trắng bạc, bốn cái huyền vũ thần quy ôm thật chặt đan lô, đan lô trên cùng thì là một cái lỗ hồng nhỏ, bốn phía đều có một cái nho nhỏ trụ cột, trụ cột trung tâm, thoảng qua hướng xuống lõm. Đan lô phần dưới chôn sâu lòng đất, lòng lò bên trong, Đỏ tươi hỏa diễm không ngừng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới đan cửa phòng, vẫn như cũng là màu xanh nhạt đường trang. Tân Lâm bưng một cái tử đồng chế tạo chậu nước, bày ra ở trước mặt hắn, Tiêu Phàm liền trong chậu thanh thủy, tẩy qua hai tay. Tân Lâm buông xuống chậu nước, từ bên người gỗ tử đàn trên kệ cầm lấy một kiện đan hạc bát quái áo khoác, cho Tiêu Phàm mặc lên người, tỉ mỉ chỉnh lý một lần. Bát quái tơ vàng thiêu thùa, kim quang lóng lánh, Tân Lâm lập tức cúi người đem một đôi như ý âm dương trèo lên mây dày cho tiêu phàm mang ở trên chân. Tiêu phàm có chút cúi đầu, tân lâm hai tay bưng một đỉnh tử kim trùng thiên quan, cho tiêu phàm đeo lên, buộc lại kết mang. Cuối cùng, tân lâm đem một thanh thất tinh ngọc như ý hai tay nâng đến tiêu phàm trong tay. Thần sắc trang nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, hắc lân lẳng lặng ghé vào gỗ tử đàn bàn trà một bên. Một đôi lục oánh oánh con mắt chừng phải tròn căng, không chớp mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy tiêu phàm tắm rửa chai giới trong ba ngày này hắc lân cũng không có nhàn rỗi nó một mực tại ăn ăn không phải cá là tiêu phàm tự tay luyện chế đan dược chuyên môn vì hắc lân luyện chế ngay cả tân lâm cũng không biết những đan dược này dùng chính là cái gì nguyên liệu hắc lân là tiêu phàm bản mệnh linh sủng cùng tiêu phàm tâm thần tương thông xa không phải phổ thông sủng vật có thể so sánh tiêu phàm tay cầm ngọc như ý chậm rãi đi tiến vào đan thất quấn đan thất một vòng hướng về đan thất bốn vách tường chắp tay làm lễ, lại hướng đan thất chính giữa huyền vũ tứ tượng đan lô chắp tay, sau đó chân đạp bắt đầu bước, bắt đầu vòng quanh đan lô xoay quanh tử, miệng lẩm bẩm, sắc mặt trong suốt như ngọc, bảo quang lưu chuyển. Nghiễm nhiên cao nhân đắc đạo, lần trước thôi diễn máu tướng gặp trời cơ phản phệ chỗ hao tổn chân nguyên, sớm đã tại cái này hai tháng bên trong tu luyện như lúc ban đầu. Hiện tại tiêu phàm, từ trong ra ngoài, tinh thần sung mãn, thần thái trầm tĩnh đang đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất vòng quanh đan lô chuyển bảy vòng, tiêu phàm tại đan lô hướng chính bắc đứng vững, mặt ngó chính nam, lần nữa chắp tay. Tạo hình cổ phát trừ màu đỏ càn khôn đỉnh bị tế ra, nhẹ nhàng bày ra tại đan lô ngay phía trên bốn cái trụ cột phía trên. Cái này huyền vũ tứ tượng lô, vốn là chuyên môn vì càn khôn đỉnh chế tạo. Tân lâm bưng một cái đen kịt mâm gỗ đi tới tiêu phàm bên người. Mâm gỗ phía trên, song song trưng bày sáu cái cao gần tất dương chi bạch ngọc bình, mỗi cái trắng trong bình ngọc, đều đều chứa tân lâm tự mình đốc xúc thủ hạ luyện chế ra đến linh dịch. Cái này 6 bình linh dịch bên trong, ẩn chứa hơn 100 loại chân quý tinh hoa của dược liệu, là luyện chế cản khôn đại hoàn đan nguyên liệu. Tiêu phàm cầm lấy bình ngọc, nhổ cái nắp, lập tức cả phòng phiêu hương, không phải loại kia cực kỳ nồng đậm mùi thuốc, nhàn nhạt, khiến người vừa nghe phía dưới, liền lại ý chí lớn sướng, nói không nên lời dễ chịu. Tiêu phàm đem trong bình ngọc 6 loại linh dịch, chục một giọt nhập càn khôn đỉnh bên trong, 6 bình linh dịch, vừa vặn đem càn khôn đỉnh đổ đầy. Hàn quang lóe lên, tiêu phàm trong tay nhiều một viên liễu diệp tiểu đao, thân đao đỏ thắm, bên trong có chút thôi độc, một giọt óng ánh huyết châu, nhỏ xuống đến càn khôn đỉnh đủ miệng linh dịch bên trong, lập tức dung hợp đi vào. Đây là lấy từ lão gia tử trên thân máu tươi, lấy lão gia tử máu tươi làm thuốc, càn khôn đại hoàn đan sau khi luyện thành, chỉ đối lão gia tử một người có tác dụng. Đối với những người khác đến nói, cũng chỉ là dược hiệu không sai bổ dưỡng linh dược mà thôi, hiệu quả hoàn toàn không thể đánh đồng tân lâm bưng mâm gỗ lui ra tiêu phàm khoanh chân ngồi xuống tay trái cầm ngọc như ý tay phải bấm quyết hai mắt buông xuống miệng bên trong thì thảo niệm chú tật tiêu phàm kiếm tay phải quyết bỗng nhiên hướng về đan lô chỉ đi huyền vũ tứ tượng trong lò đỏ tươi hỏa diễm bỗng nhiên run lên đi lên nhảy lên đi tiêu phàm cánh tay phải liền huy đạn chỉ thần thông thi triển suy suy âm thanh bên trong đan thất bốn vách tường bắt đầu vang lên ong ong thanh âm bốn cái to bằng chậu rửa mặt hỗn độn đồ án dần dần tại tứ phía trên vách tường hiển hiện ra, ở giữa riêng phần mình khảm nạm lấy một viên trứng bổ câu xử lý lớn nhỏ minh châu. Tật, tiêu phàm lại là một tiếng gào to, bốn cái hỗn độn đồ án đồng thời run lên, bốn đạo cột sáng hiển nhiên châu bên trên bắn ra, chính chính đánh vào huyền vũ tứ tượng lô bốn đầu hộ lô linh quy trên lưng. Tứ tượng trong lò đỏ tươi hỏa diễm hừng hực mà lên. Đứng ở trên đó càn khôn đỉnh lại không phản ứng chút nào chỉ có thân đỉnh hỗn độn quang trạch đang thong thả lưu chuyển, trong đỉnh linh dịch không có chút rung động nào. Tiêu Phàm không ngừng thôi động chân khí, rót vào trong lò đan, đỏ tươi hỏa diễm dần dần chuyển thành màu trắng bạc. Càn Khôn đỉnh thân đỉnh hỗn độn quang trạch cũng dần dần tăng tốc tốc độ lưu chuyển, đan thất bên trong mùi thuốc một chút xíu trở nên nồng nặc lên. Đan thất bên trong thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu chậm rãi tụ tập. Cùng lúc đó, tại cách xa nhau bên ngoài mấy chục dặm nào đó tòa nhà trong tứ hợp viện, Ngô Thạc Sương đồng dạng kim quan áo choàng, chân đạp thất tinh dày ở trong mật thất bắt đầu cách làm cả gian mật thất bố trí thành một cái cự đại tử vi trận, nó cấu tạo chi phức tạp, không cùng luân so. Tật Ngô Thạc Sương ở cửu cung chính giữa, hai mắt buông xuống, miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên chừng mắt hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết tại ngược vẽ ra từng cái kỳ lạ đồ hình, phân hướng bốn phía vào tới. Toàn bộ đại trận lập tức bạch mang lưu chuyển, Ngô Thạc Sương quanh người thiên tinh từng khỏa sáng lên lóa mắt sinh huy, sau một lát, 18 phi tinh đủ sáng, bốn phía thiên địa nguyên khí bỗng nhiên quay cuồng lên. 18 đạo cột sáng phóng lên tận trời, bắn thẳng đến châu đấu. Trên trời tinh tú cũng tại lúc này bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, tử vi tinh chiếu sáng dạng dỡ, cùng tử vi 18 phi tinh đại trận hô ứng lẫn nhau. Loại này to lớn thiên địa dị tưởng, dù coi như ở xa nghìn dặm xa, cũng giống vậy có thể cảm ứng được. Kinh sư Tây Ngoại Ô, một chỗ trang viên biệt thự trong mật thất, một danh chính đang nhắm mắt tính tỏa lão niên nam tử, thân thể chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra đến, lóng lánh thâm trầm hàn quang. chương 71, nửa độ mà kích. Trang viên biệt thự trong mật thất lão niên nam tử, tướng mạo có mấy phân kỳ lạ. Đầu tiên, là hắn kia đầu đầy tóc quăn, màu đen, tự nhiên quyển. Mặt hơi gầy gọt, hốc mắt hãm sâu, con người mang theo màu lam nhạt, mũi ưng, bờ môi tương đối dày, hình miệng cũng tương đối lớn, dâu tua tủa, cùng tóc của hắn đồng dạng, cũng là màu đen, tự nhiên quan xoắn. Chợt nhìn đi, cho người ta một loại cực độ chèn ép cảm giác, giống như đối mặt không phải một người, mà là một đầu tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ mãnh thú. Cái trán nếp nhăn rất sâu, nhìn không ra số tuổi thật sự, nói hắn 60 tuổi có người tin, nói hắn 80 tuổi cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi, thậm chí nói hắn 100 tuổi cũng có khả năng. Lão niên nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng, có điểm giống là Tây vực phong cách rất hiển nhiên, hắn phát giác được loại kia kịch liệt thiên địa dị tượng. Chỉ cần là hiểu được phong thủy thuật pháp người, tạo nghệ cao thâm người, đều có thể phát giác được. Huống chi hắn bên trong ngô thạc xương chỗ nhà cấp 4, thẳng tắp khoảng cách không đến 20 bên trong. Hắn ở căn này mật thất, nhìn qua rất là đơn sơ, bốn vách tường đột nhiên sàn nhà dùng đen trắng hoàng đỏ bốn loại nhan sắc phiến đá hợp lại mà thành, có thể nhìn ra được là nào đó loài thú đồ án, lại không nhận ra là dạng gì thú loại, nhe răng nhếch miệng, là một loại mãnh thú. Lão nhân áo bào trắng tính tọa địa điểm, ngay tại mãnh thú mở ra huyết bồn đại khẩu chỗ, xếp bằng ở mãnh thú bốn cái nanh ở giữa. Lão nhân áo bào trắng đẩy ra cửa mật thất, đi ra ngoài. Sư phụ, vừa ra cửa, cổng liền có hai vị nam tử đang đợi, nhìn thấy lão nhân áo bào trắng, liên tục không ngừng tay phải xoa ngực, cúi người chào, cung cung kính kính kêu lên. Hai vị này chờ đợi tại cửa mật thất nam tử, tay trái vị kia, Tướng mạo cùng lão nhân áo bào trắng có phần giống nhau đến mấy phần chỗ, cũng là màu đen tóc quan, sâu hốc mắt sau bờ môi, hẳn là cùng một chủng tộc người. Làn da ngăm đen, tuổi chừng tại hơn 40 tuổi đến 50 tuổi ở giữa. Đương nhiên, muốn nói hắn 40 tuổi không đến hoặc là đã năm mười mấy tuổi, cũng có người tin. Bên phải vị kia, ước chừng cũng là 50 tuổi khoảng chừng, lại là điển hình hán nhân tướng mạo, nhìn quanh ở giữa, nghiêm nghị có uy, cho thấy phải là một vị tay cầm quyền cao thường xuyên có thể đánh nhịp làm quyết định đại nhân vật. Cứ việc tại lão nhân áo bào trắng trước mặt tất cung tất kính, nhưng cũng che giấu không được cỗ này thượng vị giả khí thế. Bất quá hai vị này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là làn da căng cứng, tràn đầy mà có quang trạch, cùng tuổi của bọn hắn rất không tương xứng. Đơn nhìn ra của bọn hắn, khả năng nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi. Hiển nhiên hai người đều tu luyện nội công có thành tựu, sinh cơ dồi dào, mới có loại tình hình này xuất hiện. Sư phụ, có người tại tác pháp, câu thông tinh tú, dẫn động trời cơ." Làn da ngăm đen dị tộc nam tử trung niên lập tức nói. Ngô Thạc Sương bày ra Tử Vi 18 phi tinh trận, thanh thế to lớn, thiên tượng phản ứng dị thường mãnh liệt. Lão nhân áo bảo trắng âm u gật gật đầu, chậm rãi đi tới biệt thự ban công, ngửa đầu quan sát đến trên trời tinh tú tình hình. Tử Vi tinh hằng gấp bội sáng tỏ, chiếu sáng rạng rỡ. "Các ngươi thấy thế nào?" Chốc lát, lão nhân áo bảo trắng cúi đầu xuống, theo miệng hỏi dị tộc nam tử trung niên trầm ngâm không nói có thượng vị giả khí thế hán nhân nam tử nói sư phụ tử vi tinh hằng rõ ràng như vậy dị tượng hẳn là tinh thông tử vi đấu sổ người tại phát động trận pháp chỉ là dạng này thật lớn thiên tượng người này đến cùng muốn làm gì đâu lão nhân áo bào trắng chậm rãi nói dẫn động như thế thật lớn thiên tượng bình thường đến nói chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất cùng người đấu pháp loại thứ hai nghịch thiên cải mệnh không giống lắm là đấu pháp chỉ có hắn một phương này tại dẫn động thiên tượng. Dị tộc nam tử trung niên lắc đầu, nói, nếu như là đấu pháp, kia nên có đối thủ, muốn cùng loại này đẳng cấp thuật pháp cao thủ chống lại, không dẫn động thiên tượng là khả năng không lớn. Đó chính là, nghịch thiên cải mệnh, hán nhân nam tử nhịn không được giật mình nói, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, dẫn động như vậy thật lớn thiên tượng, hắn nghĩ muốn trợ giúp cải mệnh người, thật không đơn giản. Lão nhân áo bào trắng hỏi, tiêu ra bên kia, tình huống thế nào? hán nhân nam tử bận biểu tức đáp, còn giống như kiểu trước đây, lão đầu tử nằm ở trên giường chờ chết. Tinh thần càng ngày càng kém, dựa theo sư phụ thôi diễn, hắn nhiều nhất còn có một tháng tuổi thọ. Không thể phất lờ, tát so người hôm qua mới từ Hồng Sơn thôn trở về, tiêu ra mộ tổ phong thủy sát trận, đã bị người phá. Dị tộc nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, sư phụ, ta tận mắt đi nhìn qua, toàn bộ mộ viên đều đã trùng tu qua chúng ta bày ra cái kia, năm thánh tỏa long trận, bị người phá phải sạch sẽ, ta nếm thử muốn điều tra một chút, kết quả lập tức liền lọt vào phản phệ. Có người một lần nữa tại tiêu gia mộ tổ bày ra phòng hộ trận, phi thường tinh diệu, lấy tu vi của ta, căn bản là phá không được. Thậm chí hắn bày là cái dạng gì trận, ta đều tra không dò ra tới. Người kia, tuyệt đối là cao thủ, chỉ ít lợi hại hơn ta. Có loại sự tình này, hắn nhân nam tử giật này cả mình tát so ngươi sư huynh tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, hắn là biết rõ, đã rất được sư phụ chân truyền, ngay cả hắn đều tự thẹn không bằng. Hiện tại tát so ngươi lại nói, đối phương bày trận tiêu chuẩn, càng trên mình. Kia rốt cuộc là ai làm, sư huynh cha được chưa? Nghe nói là một cái tên là hình đại sư nam tử trung niên. Hình đại sư, chưa nghe nói qua, hắn nhân nam tử nhíu mày trầm tư một chút, liền là lắc đầu liên tục. Vốn chính là tiêu phàm bịa đặt ra danh tự, nếu là hắn nghe nói qua mới là lạ. Lão nhân áo bào trắng trầm giọng nói, nói như vậy, chỉ ít là đã có người phát giác được chúng ta muốn đối tiêu ra bất lợi. Có thể thanh ta tự tay sáng tạo, năm thánh tỏa long trận, bài trừ phải như vậy triệt để, người này xác thực không đơn giản, tát so người hơn phân nửa không bằng hắn. Sư phụ, kia có nặng lắm không? Hán nhân nam tử khẩn cấp hỏi, tựa hồ đối với này đặc biệt chú ý. Lão nhân áo bào trắng cười lạnh, ngạo nghễ nói coi như hắn phá tà tỏa long trận kia cũng thì đã trễ ứng ừ kiếp chi người đã gặp báo ứng trời cơ đã đổi muốn lại cưỡng ép đổi lại đi nhưng không dễ dàng như vậy kia sư phụ ngài cảm thấy hiện tại cái này thi pháp người có phải là chính là cái kia hình đại sư hắn đã giúp tiêu ra một tổ đổi phong thủy nói không chừng sẽ ân tình làm đến cùng lại giúp tiêu gia thanh xoay chuyển trời cơ cho đổi lại đến lão nhân áo bào trắng từ tốn nói Người đối các người hán nhân phong thủy tướng thuật lưu phái so ta hiểu rõ ràng hơn, người nghe nói qua tử vi đấu đếm được truyền nhân bên trong, có một vị hình đại sư A. Hán nhân nam tử lắc đầu liên tục, nói, sư phụ, đối tử vi đấu số tinh thông nhất, chỉ có ngô thạc xương, danh xương tử vi tiên sư. Thật chưa nghe nói qua hữu tính hình, chẳng lẽ, cái kia hình đại sư chính là ngô thạc xương giả dạng. Tát so ngươi lập tức nói, hẳn không phải là, ta hỏi qua, cái kia hình đại sư nhiều nhất chỉ có khoảng 40 tuổi, Ngô Thạc Sương đều đã qua tuổi lục tuần. Lại nói Ngô Thạc Sương cũng không cần thiết giả dạng A. Hắc hắc, tử vi tiên sư, hắn ngược lại là một điểm không khiêm tốn, rất tự phụ. Nói dưới đối Ngô Thạc Sương có chút không quá chịu phục. Lão nhân áo bảo trắng liếc nhìn hắn một cái, nói tử vi đấu số tinh nhiên đến cực hạn, không kém gì bất luận cái gì phong thủy tướng thuật truyền thừa. Hiện tại xem ra, cái này Ngô Thạc Sương cũng không phải đồ có kỳ danh có thể thôi động tử vi 18 phi tinh trận, trực tiếp câu thông tử vi tinh hằng, đã rất đáng gờm. Tát so người bận biểu tức gật đầu nói phải, không dám phản bác lời của sư phụ. Hán nhân nam tử chú ý khá rõ ràng không tại cái này bên trên, lo lắng nói, sư phụ, nếu là ngô thạc xương thật tại vì tiêu nhưng đức nghịch thiên cải mệnh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể ngồi yên không lý đến a. À. Lão nhân áo bào trắng cười lạnh một tiếng, nói, đó là đương nhiên, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Câu thông thiên địa tinh tú chi lực, cưỡng ép tục mệnh, coi như hắn tử vi 18 phi tinh đại trận lợi hại hơn nữa, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Thời khắc mấu chốt, chúng ta cho hắn lôi đình một kích, ta nhìn hắn làm sao ngăn cản. Tát so ngươi, lập tức bày trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, vị này tử vi tiên sư, đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào. Vâng, sư phụ, tát so ngươi hưng phấn đáp ứng một tiếng, tinh thần đại trấn tựa hồ rất muốn nhìn đến sư phụ đại chiến tử vi tiên sư trò hay hán nhân nam tử liền mặt lộ vẻ cảm kích lão nhân áo bào trắng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngươi không cần lo lắng tiêu ra là chúng ta cùng chung địch nhân ta như là đã xuất thủ liền tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng bất kể như thế nào hiện tại là địch sáng ta tối quyền chủ động tại trong tay chúng ta vâng đa tạ sư phụ hán nhân nam tử cung cung kính kính xoay người hành lễ lão nhân áo bào trắng khoát tay áo, nói, người đi giúp tát sau so người một thanh. Thiên phú của người ở trên hắn, ta vẫn luôn đối người ký thác kỳ vọng. Ta lại ở đây quan sát một chút, các người hán nhân binh pháp bên trong có câu lời nói được rất tốt biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vâng, sư phụ, đệ tử cái này liền đi giúp tát sau so người sư huynh. Được sư phụ khích lệ, hán nhân nam tử tựa hồ rất là vui vẻ, vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vã rời đi ban công mắt nhìn bóng lưng của hắn, lão nhân áo bảo chàng ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài một cái, lấy nhỏ khó thể nghe thanh âm tự nhủ, lòng hành hổ bộ, có làm thịt thần chi tướng. Đáng tiếc a, à, là cái hắn nhân, không thể chuyển y bát của ta. Nói dưới rất là tiếc nuối. Đương nhiên, cái này vẻ u sầu cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức khôi phục hung ác nham hiểm thần sắc, hai tay giấu ra sau lưng, chậm rãi đi ra ban công, đi tới yên tĩnh hoa trong viên, nhấc tay nhìn trời, không ngừng quan sát đến tử vi tinh hằng cùng cái khác tinh tú biến hóa. Đây là một tòa hoàn toàn độc lập biệt thự, xây ở giữa sườn núi, chiếm cực kỳ rộng lớn, bốn phía đều là cao lớn cây cối, cách nơi này gần nhất một ngôi biệt thự, cũng tại 4, 500 mét có hơn. Trước mắt, cùng loại dạng này trong núi biệt thự, hay là rất ít. Mỗi một nhà đều giá cả không ít, có thể có được loại này to lớn trong núi biệt thự, đều là cực kỳ xa hoa phú hào dù coi như tại tàng long Hòa hổ thủ đô trong thành, cũng là một cùng một nhân vật. Ước chừng 2 giờ về sau, tát so ngươi cùng hán nhân nam tử lần nữa cùng nhau mà đến, tát so ngươi khom người nói, sư phụ, đại trận đã bố trí xong, mời sư phụ tác pháp. Trước cùng các loại, còn chưa đến thời điểm, sớm đâu. Hán nhân binh pháp bên trong còn có một câu, gọi là chứa nghênh chi tại trong nước, khiến nửa tế mà kích chi. Hán nhân binh pháp, đều là rất có đạo lý lão nhân áo bào trắng từ tốn nói, nhìn hắn tướng mạo là cái tây vực người hồ, đối hắn ra binh pháp ngược lại là rất quen thuộc. chương 72, Đấu Pháp Nhoáng lên liền đã qua 12 canh giờ, trong tứ hợp viện Ngô Thạc Sương vẫn như cũ rủ bận vẫn ung dung, làm nhẹ nhàng. Hắn thôi động tử vi 18 phi tinh đại trận, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật vẫn chưa tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Dựa theo hắn cùng tiêu phạm ước định, cái này tử vi 18 phi tinh đại trận cho tới bây giờ, hay là cái chủ nghĩa hình thức, thuần túy làm người khác chú ý. Đương nhiên, cái này cái gọi là làm người khác chú ý, tự nhiên là gây nên đồng hành chú mục, người bình thường là một điểm cũng không cảm giác được. Ngô lão gia tử ở nhà cấp 4, tại trái phải hàng xóm trong mắt, cùng hướng ngày không có bất kỳ cái gì khác biệt, vẫn như cũ yên tĩnh. Ngay cả cái kia gầy gò nho nhỏ hài tử ngô khanh, cũng không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào, rất hiểu chuyện một đứa bé. Ngô thạc xương không cần luyện đan chế dược, không cần thôi diễn mệnh cách, càng không cần nghịch thiên cải mệnh, mảy may cũng không cần lo lắng gây nên thiên địa nguyên khí phản phệ. Nói tóm lại, hắn hiện tại làm chính là cái chướng nhãn pháp. Chỉ thủy xem trong mật thất tiêu phàm, nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Đầu đội tử kim trùng thiên quan, người khoác đan hạc bát quái áo khoác tiêu chân nhân, so sánh với 12 canh giờ trước đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần sắc rõ ràng khô tàn rất nhiều, trên mặt lưu chuyển không thôi bảo quang, cũng đã ẩn liếm không gặp, cái chán thấy ẩn hiện vết mồ hôi. Huyền vũ tứ tượng trong lò cháy hừng hực liệt diễm, đã biến thành màu xanh thẳm, cho thấy phải nhiệt độ cực cao. Càn khôn đỉnh bên trong chất lỏng, bất quá khó khăn lắm hạ xuống hai ba phân dáng vẻ, trở nên so một ngày trước muốn sền sệt một chút, thân đỉnh trừ đồ án màu đỏ tốc độ lưu chuyển lại nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có thể so tiêu phàm thôi diễn máu tướng đến tối hậu quan đầu lưu chuyển tốc độ. Đan thất bên trong thiên địa nguyên khí, không ngừng lăn lộn, cuồng loạn không chịu nổi. Hắc Lân không chớp mắt nhìn chăm chú lên đan thất chính giữa tiêu phàm, 12 canh giờ, duy trì cái tư thế này cơ bản không có biến hóa qua, nhưng nhìn qua, tinh lực của nó vẫn như cũ rổi rào vô so, không có nửa điểm vẻ mệt mỏi hiện ra. Tân Lâm đã ngồi xếp bằng xuống, bên người trưng bày một chút hạt thông, hoàng kỳ, củ khoai, nhân sâm phiến loại hình đồ ăn. Tiêu phàm hai tay bấm quyết, liên tục không ngừng mà hướng càn khôn đỉnh bên trong rót vào chân khí, bỗng nhiên thân thể chấn động, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn lên, trước mắt kim tinh bay múa, xuất hiện ảo giác. Cái này là chân khí tiêu hao quá lớn, dần dần bất lực ngăn cản tâm ma phản phệ, gây nên thần hồn chấn động dấu hiệu. Tân lâm mãnh đứng lên, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Đốt hương, tiêu phàm trầm thấp phân phó một tiếng, cách tiêu phàm cách đó không xa, trưng bày một cái lư hương, vẫn luôn đốt lấy đàn hương, chưa từng gián đoạn qua. Tân lâm nghe vậy, lập tức mở ra cái kia chứa trường xuân an thần hương gỗ trầm hương hạp, cẩn thận từng ly từng tí từ đó lấy ra một chi tinh tế hương dây. Trộm vương chi vương từ thảo nguyên cự phách bột nhi thiếp đỏ phòng ngủ kia bên trong trộm được cái này ba chi trường xuân an thần hương, chưa động đậy Tiêu phàm bỗng nhiên phân phó đốt hương, tự nhiên không phải chỉ phổ thông đàn hương. Tân lâm bước nhanh đi đến lư hương trước đó, hai đầu gối quỷ xuống đất, đem một trụ tinh tế trường xuân an thần hương nhóm lửa, đặt trong lò. Chốc lát, một cỗ cực kỳ thanh nhã thanh hương tại đan thất bên trong chậm rãi phiêu giật mà lên. Tiêu phàm hít sâu một hơi, trước mắt bay múa kim tinh, bỗng nhiên biến mất, tâm ma nháy mắt bị áp chế xuống. Trường Xuân chân nhân thân bút mô phỏng đơn, thông huyền đại sư tự mình giam chế trường Xuân An thần hương, công hiệu quả nhiên không hề tầm thường. Thấy tiêu phàm sắc mặt rất nhanh khôi phục, mặc dù vẫn cực kỳ tái nhợt, tân lâm thoáng an tâm. Nhưng tiêu phàm nói qua, luyện chế càn khôn đại hoàn đan, cần 6, 6, 3, 6 canh giờ, hiện tại mới qua một ngày một đêm. Nhìn qua, tiêu phàm thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Kế tiếp còn có 24 canh giờ, lại không biết hắn như thế nào chi chịu đựng được. Trước đó không lâu tiêu phàm nghịch thiên hành sự, cưỡng ép thôi diễn máu tướng, dẫn động thiên địa phản phệ, thổ huyết mấy cái, chọn vẹn điều dưỡng hơn nửa tháng, mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí. Luyện chế càn khôn đại hoàn đan, vì lão gia tử tục mệnh, vì toàn bộ tiêu thị gia tộc miễn họa, dẫn động thiên phạt chi lực hoàn toàn không phải thôi diễn máu tướng có thể chịu được so sánh mà lại tiêu phàm lấy thiên tử mệnh ứng kiếp lại càng không biết thượng thiên sẽ hạ xuống loại nào tai họa nghĩ tới nghiêm kim sơn toàn thân nát giữa chảy mủ khủng bố bộ dáng dù là tân lâm tâm trí quá mức kiên cố cũng kìm lòng không đặng dùng mình một cái dưới mắt cũng chỉ có thể mong đợi tại tiêu phàm cao thâm vô so thuật pháp tạo nghệ cùng nội thức tu vi dù sao nghiêm kim sơn chỉ là cái giang hồ phiến tử hiểu sơ phong thủy ra mau mà thôi, tiêu phàm thì là đường đường vô cực môn trưởng giáo chân nhân, giữa hai bên hoàn toàn không thể đánh đồng. Lại là 12 canh giờ quá khứ, tử vi tinh hằng sáng ngời đại phóng, hơn xa bình thường. Cùng tử vi 18 phi tinh đối ứng tinh tú, cũng lộ đầy vẻ lạ. Tại tây ngoại ô sườn núi biệt thự trong hậu hoa viên mật thiết chú ý thiên tượng biến hóa bạch bào tây vực lão nhân chậm rãi gục đầu xuống, quay người hướng biệt thự bên trong đi đến, tát sau so người cùng hán nhân nam tử lập tức theo sát lão nhân áo bào trắng trở lại mật thất tại thượng cổ mãnh thú miệng thú chỗ ngồi xếp bằng hai tay hòa đưa trước ngực bóp cái cực kỳ cổ quái pháp quyết miệng bên trong thì thảo có âm thanh đọc lên một loại cực kỳ cổ lão tối nghĩa chú ngữ sau một khắc mãnh thú tứ chi cuối cùng sắc bén thú chảo phía trên dâng lên bốn cỗ hắc khí chậm rãi ở trong mật thất tụ tập quấn giao cùng một chỗ không ngừng xoay tròn sau một lát hợp thành một cỗ, tụ tại lão nhân áo bào trắng trước ngực vị trí ha lão nhân áo bào trắng song trưởng bỗng nhiên hợp lại, lại hướng lên vừa nhấc. Hắc khí lập tức phóng lên tận trời, lao thẳng tới tử vi tinh hằng, nháy mắt đem hào quang tỏa sáng tử vi tinh che lấp hơn phân nửa, sau đó theo tử vi tinh bạch quang, nhanh như thiểm điện hướng ngô thạc xương chỗ nhà cấp 4 kích bắn đi. Tát so người cùng hán nhân nam tử liếc nhau, hết sức chăm chú nhìn qua lão nhân áo bào trắng thi pháp, không dám thở mạnh một cái. Oanh, nhà cấp 4 bên trong mật thất, hừng hực giấy lên 18 chi cự hình ngọn nến, ánh nến bỗng nhiên chập chờn ở giữa chi kia lớn nhất ngọn nến dưới ánh nến phải đặc biệt so lợi hại tựa hồ bị gió lớn ảo ạt trong chốc lát tràn ngập nguy hiểm một cỗ thấu xương sát khí nháy mắt ngay tại mật thất bên trong tràn ngập ra đến hay lắm ngô thạc xương sau nghi vén lên cười lạnh một tiếng hai tay liền động ở trước ngực vẽ ra vô số bát quái đồ án lại hai tay một phân lập tức liền đem sát khí xua tan 18 chi cự hình ngọn nến ánh nến lập tức liền ổn định lại 18 phi tinh trận hào quang tỏa sáng, trong chốc lát, liền đem che lấp tử vi tinh hắc khí xua tan hầu như không còn. Lão nhân áo bào trắng nhẹ nhàng ừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới ra tay, chỉ là thăm dò, vẫn chưa dốc hết toàn lực. Nhưng dễ dàng như thế bị đối phương hóa giải mất, vẫn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phong thủy thuật sư loại này đấu pháp, rất khó trực tiếp làm cho đối phương bị thương tổn, chủ yếu là tại đối phương thi pháp thời điểm, nhiễu loạn người thi pháp tâm thần, khiến cho không cách nào toàn lực đối kháng thiên địa lực lượng phản phệ, tiến tới bị nó mình điều động thiên địa nguyên khí tổn thương. Nghịch thiên hành sự, vốn là cực kỳ nguy hiểm, dốc hết toàn lực đối kháng thiên địa nguyên khí phản phệ còn sợ lực có chưa đến, theo lý tuyệt không quá nhiều dư lực đến đối kháng một vị khác người thi pháp quấy nhiễu. Tử vi tiên sư chẳng lẽ công lực cao thâm đến tận đây? Tại nghịch thiên hành sự đồng thời, còn làm nhẹ nhàng đến cùng hắn tiến hành đối kháng. Chốc lát, lão nhân áo bào trắng lần nữa thi pháp, lần này hắc khí, cơ hồ đem tử vi tinh hằng cùng tử vi 18 phi tinh đại trận liên hệ hoàn toàn che đậy. Nhưng mà kết quả lại một lần nữa ra ngoài ý định, vẫn như cũng bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Lão nhân áo bào trắng không khỏi trầm ngâm, tát so người nhịn không được nói, sư phụ, xem ra hắn có người tương trợ. Lão nhân áo bào trắng khẽ lắc đầu, nói tử vi 18 phi tinh đại trận, không phải ai cũng có thể điều khiển được. Tu vi không tới cảnh giới kia, lại nơi nào giúp được một tay hán nhân nam tử nghĩ nghĩ, nói, sư phụ, có lẽ là thời điểm chưa tới. Như thế có khả năng, nghịch thiên cải mệnh, chỉ là 24 canh giờ, đúng là ngắn chút. Vậy chúng ta liền lại chờ đợi xem đi, lão nhân áo bào trắng chậm rãi gật đầu, đối hán nhân nam tử cái này phân tích ngược lại là tương đối tán đồng. Chỉ thủy xem đan thất bên trong, tiêu phàm thần sắc càng thêm khô tàn không chịu nổi, đan hạc bát quái áo khoác hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, ướt lại khô khô lại ướt, kim tuyến thêu thùa mà thành bát quái đồ án, đều trở nên ảm đạm vô quang. Càn khôn đỉnh bên trong linh dịch, so sánh với lúc trước càng thêm sền sệt mấy phân, nhưng huyền vũ tứ tượng trong lò hỏa diễm, lại chuyển thành màu trắng bạc. Càn khôn đỉnh thân đỉnh hỗn độn đồ án chuyển động, tốc độ cũng chậm lại. Nhân sâm, tiêu phàm nhẹ nói, tân lâm bước nhanh tiến lên, đem vài miếng sâm ngàn năm vương cho ăn tiến vào trong miệng của hắn. Tiêu phàm há mồm ngậm lấy, tinh thần thoảng qua tỉnh lại mấy phân, chậm rãi lấy ra xanh biết tạo hóa điểm, mang tại ngón giữa tay phải phía trên. Lập tức một cổ phái nhiên linh khí, cấp tốc tuôn ra nhập thể nội. Tiêu phàm hai tay tại nơi bụng giao nhau gấp lại, hai mắt khép hờ, bắt đầu thổ nạp điều tức, đem tràn trề linh khí từ tạo hóa điểm bên trong cấp lấy ra, lượt hành chu thiên trăm mạch, dần dần hướng đan điền hội tụ. Có lẽ dựa vào tạo hóa điểm tụ tập linh khí, có thể trợ giúp hắn thuận lợi chống nổi sau cùng 12 canh giờ. Nhưng Tiêu Phàm lo lắng nhất còn không phải trạng huống thân thể của mình, hắn lo lắng chính là Hỗn Độn Luân Hồi trận đối thiên cơ che đậy, còn có thể kiên trì bao lâu. Tử Vi 18 phi tinh đại trận cùng người hai lần giao thủ, hắn đều phát giác được. Rất rõ ràng, phân tích của hắn là hoàn toàn chính xác, xác thực có một cái cực mạnh đối thủ ngay tại cách đó không xa thăm dò. Hắn tự tay bố trí Hỗn Độn Luân Hồi trận câu thông chỉ thủy tổ sư bố trí Hỗn Độn vô cực trận cùng Hỗn Độn tứ tượng trận rất tốt đem trời cơ che đậy, đối thủ tạm thời chưa từng phát giác. Nhưng mà ngày cuối cùng, cũng là trời cơ phản phệ chi lực mạnh nhất 12 canh giờ, đưa tới thiên địa dị tượng chi khủng bố, chỉ sợ cái này ba tòa trận pháp đều không có cách nào hoàn toàn che đậy được. Một khi tại thời khắc mấu chốt nhất, đối thủ phát giác được hắn tồn tại, ngược lại toàn lực hướng hắn tiến công, tại nguyên bản liền cường đại đến không cùng luân so thiên phạt chi lực bên trên lại thêm một cỗ lực lượng, tiêu phàm tuyệt đối không có nắm chắc trèo chống phải xuống tới. Vẹn vẹn nghịch thiên cải mệnh thiên phạt chi lực, phải chăng có thể đủ chịu được, đều còn tại cái nào cũng được ở giữa. Nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ có tiến không có lùi. Chọn vẹn thổ nạp vận hơi thở nửa canh giờ, Tiêu Phàm vùng đan điền nội tức một lần nữa tràn đầy, trên mặt mờ mờ ảo ảo lại có bảo quang lưu truyền, bất quá Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm giác được tạo hóa điểm bên trong linh khí đã thiếu nghiêm trọng. Dù sao cái này tạo hóa điểm chỉ là cái hàng nhái cũng không phải thật sự là vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong tạo hóa điểm. Cùng chính tông tạo hóa điểm khách quan mà nói, hiệu quả tự nhiên là kém xa tiết tắp. Tiêu phàm hai tay bấm quyết, tật, huyền vũ tứ tượng trong lò ngọn lửa màu trắng bạc, bỗng nhiên bay lên, rất nhanh liền chuyển hóa thành màu lam nhạt, lao thẳng tới càn khôn đỉnh. Trường 73, Thiên Phạt nói Phạt. Đến ngày thứ ba giờ tuất, lão nhân áo bảo trắng đã cùng ngô thạc xương giao thủ sáu lần. Cứ việc tử vi tiên sư hóa giải hắn thế công thời gian càng ngày càng dài, nhưng mỗi lần đều có thể hóa giải phải rơi. Bạch bào sắc mặt của lão nhân cũng biến thành có mấy phân tái nhợt, song nghi nhíu chặt. Ngô Thạc Sương lại lợi hại như thế, thực tế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như nói Ngô Thạc Sương toàn lực cùng hắn đấu pháp, kiên trì đến lúc này, lão nhân áo bào trắng ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao tử vi đấu sổ đại danh đỉnh đỉnh, Ngô Thạc Sương danh xưng tử vi tiên sư, liệu tất bản lĩnh là rất cao minh, lão nhân áo bảo trắng chưa hề khinh thường qua tử vi đấu sổ chính tông truyền thừa. Sau đó muốn nói ngô thạc xương có thể một bên làm người nghịch thiên cải mệnh, một bên cùng hắn chống lại 6 lần mà không bị triệt để đánh, lão nhân áo bảo trắng nói cái gì cũng không tin. Liền xem như trong truyền thuyết vô cực môn đương đại trưởng giáo chỉ thủy tổ sư, liệu tất cũng khó có thể có như vậy cao thâm thuật pháp tạo nghệ. Nếu như nói ngô thạc xương bày xuống cái này tử vi 18 phi tinh đại trận, là chuyên vì cùng hắn đấu pháp, tựa hồ lại không thể nào nói nổi. Hắn cùng tử vi phái cũng vô nặng tết lớn, thậm chí tử vi tiên sư phải chăng nghe nói qua hắn, đều còn chưa nhất định. Trong lúc này, chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc, lão nhân áo bào trắng rơi vào trong trầm tư, tát so người cùng hắn nhân nam tử đều đều bình tức tĩnh khí, không dám lên tiếng quấy dày. Cái này trầm tư một chút, chính là gần hai canh giờ. Giờ tí, tử vi tinh hằng bỗng nhiên quang mang đại thịnh, cái khác tương ứng tinh tú cũng trở nên cực kỳ sinh động rất hiển nhiên, ngô thạc xương tác pháp đã đến cuối cùng trước mắt. Lão nhân áo bảo trắng hai mắt bỗng nhiên mở ra, vươn người đứng dậy, túc hạ đạp trên một loại cổ quái phương vị, vây quanh giữ tợn mãnh thú đầu thú nhanh chóng du tẩu, miệng bên trong niệm chú thanh âm dị thường vội vàng, kia mãnh thú bốn chảo, răng nanh phía trên, hắc khí lần nữa ngưng tụ mà lên, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nồng nặc nhiều, nhiễm nhiên vật hữu hình. Năm đoàn hắc khí dần dần tại mật thất chính giữa tụ tập, hình thành một cái cùng loại mãnh thú đầu lâu cái khác đồ án. Tử vi tinh bên trên, trói mắt ánh sáng lóa mắt trụ, từ trên trời giáng xuống. Lên, lão nhân áo bảo trắng một tiếng giống to, hắc khí ngưng tụ mà thành mãnh thú đầu lâu phóng lên tận trời, lao thẳng tới từ trên trời giáng xuống lóa mắt cột sáng, nháy mắt cùng cột sáng quấn quyết lấy nhau, vòng quanh cột sáng trên dưới tung bay, cấp tốc hướng ngô thạc xương chỗ nhà cấp 4 đánh tới. Nhà cấp 4 trong mật thất ngô thạc xương, từ lâu đứng dậy, Túc Hạ đạp trên bát đầu bát quái bộ, quay chung quanh 18 phi tinh đại trận cấp tốc du tẩu, trong miệng nói lầm bẩm, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu bạch khí mở mịt, sắc mặt lại tái nhợt vô so, hiển nhiên cũng đã dốc hết toàn lực. Tiêu Phàm đã từng nói cho hắn, sẽ có người xuất thủ công kích quấy nhiễu hắn thi pháp. Ngô Thạc Sương bày xuống tòa này tử vi 18 phi tinh đại trận, chính là vì cùng người đấu pháp. Chỉ là Ngô Thạc Sương chưa từng ngờ tới, đối thủ lại cường đại như thế, liên tiếp 6 lần công kích, một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần khó mà ngăn cản. Ngô Thạc Sương kích phát ra thể nội mỗi một phân tiềm lực, mới có thể đem 18 phi tinh đại trận duy trì đến bây giờ. Ngô Thạc Sương bây giờ không có đầy đủ tự tin, có thể đón lấy lần công kích thứ bảy. Đúng lúc này, tử vi tinh quang cùng màu đen đầu thú quấn quyết nhau, đột nhiên oanh kích mà hạ. Oanh, bên trong mật thất đã khó khăn lắm nốt đến cuối 18 chi cự hình ngọn nến, ánh nến thoảng qua giấy rụa vặn vẹo mấy lần, liền nhao nhao dập tắt, chỉ còn lại có chính giữa chi kia lớn nhất ngọn nến, ngọn lửa còn tại yếu ớt nhảy lên, nhưng cũng ngã trái ngã phải, một bộ lúc nào cũng có thể dập tắt dáng vẻ. Ngô thạc xương sắc mặt trắng bệch, dưới chân đi nhanh, miệng bên trong chú ngữ càng niệm càng nhanh, hai tay bấm quyết, không ngừng đang ánh nến bốn phía đánh ra từng cái bát quái đầu hình, kia ánh nến nhảy vọt mấy lần, lại dần dần ổn định lại. Ngô thạc xương lại phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từ trắng bệch chuyển thành vàng như nến, thân thể không ngừng lay động, đứng không vững. Không đợi ngô thạc xương thở ra hơi, một cái màu đen đầu thú hư ảnh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới duy nhất còn thiêu đốt lên cuối cùng chi kia chủ nến, sắc bén răng nanh trên dưới hợp lại, ánh nến tất ba một tiếng, tuôn ra cái cuối cùng trói mắt hoa đèn, phai mờ mà diệt. Trong phòng lập tức đen kịt một màu, ngô thạc xương quát to một tiếng, thân thể thẳng tắp hướng về phía trước té xuống, miệng bên trong máu tươi không dứt tuôn ra. Sư phụ, sư phụ, chốc lát, đen trong bóng tối sáng lên ánh đèn, tiểu an tử cùng một tên chừng 30 tuổi mùa hoa thiếu phụ cấp tốc hướng vào phòng bên trong, luống cuống tay chân đem ngô thạc xương đỡ lên, tiểu an tử đem một viên màu đỏ thuốc viên nhét tiến vào ngô thạc xương miệng bên trong, liền vội vội vàng vàng vì hắn xoa nắn ngực thuận khí. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, ngô thạc xương lại phun ra một ngụm máu tươi, thấp giọng nói tiểu an tử, nhanh, chúng ta rời đi nơi này. A, à, tốt tốt, tiểu an tử liên thanh đáp ứng, cùng ngô hoa thiếu phụ cùng một chỗ, nâng đỡ lấy ngô thạc xương, gấp nhanh rời đi mật thất. Sư phụ, đi đâu? Về nhà, về chúng ta quê quán đi, nhanh. Đúng đúng, sư phụ. Hai người một bên một cái, đem ngô thạc xương hai tay dựng trên bờ vai, hướng nhà cấp 4 ngoài cửa lớn đi đến, dựa theo sư phụ phân phó, nơi đó cũng sớm đã chuẩn bị tốt một đài xe thương vụ. Sư phụ, mau lên xe, ngô thạc xương đỡ lấy cửa xe, ngửa đầu nhìn trời, thì thào nói nhỏ, tiêu một nhóm, ta đã hết lực, 18 năm tuổi thọ, đổi nhi tử ta 9 năm bình an, nhìn ngươi không muốn nuốt lời. Nếu như giờ phút này ánh đèn sáng tỏ, liền có thể nhìn ra được, trong vòng 3 ngày, ngô thạc Sương phản phất lão mười mấy tuổi, suy yếu phải như là tám mười mấy tuổi gần đất xa trời lão nhân. Bị hai tên đồ đệ đỡ lấy tiến vào xe thương vụ, nhanh chóng đi. Tây ngoại ô lưng chừng núi biệt thự trong mật thất, lão nhân áo bảo trắng cũng là sắc mặt tái nhợt, đầy mặt ủ rũ, xếp bằng ở đầu thú đồ trên bàn, chậm rãi vận hơi thở thổ nạp, điều hòa chân khí. Trọn vẹn 30 phút sau về sau, lão nhân áo bảo trắng mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra. Sư phụ, thế nào? Hán nhân nam tử vội vã không nén nổi mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy vẻ chú ý. Lão nhân áo bảo trắng khóe miệng co giật một chút, trầm giọng nói, tử vi tiên sư danh bất hư truyền, là nhân vật lợi hại. Bất quá, muốn ở dưới mí mắt ta xuyên tạc trời cơ, cũng không tránh khỏi quá coi thường anh hùng thiên hạ hán nhân nam tử lập tức rất là phấn chấn, nói như vậy, hắn tác pháp đã thất bại rồi. Hừ, lão nhân áo bào trắng lạnh hừ một tiếng, tại trời cơ chi lực cùng hắn thi pháp xong trọng trọng áp phía dưới, ngô thạc sương muốn còn có thể làm người nghịch thiên cải mệnh thành công, quả thực chính là thần thoại. Sư phụ ngài vất vả, hai ngày trước có vị bằng hữu đánh phía bắc tới, cho ta đưa khỏa nhân sâm, phẩm tướng vẫn được, ta ngày mai đưa cho ngài tới, bồi bổ nguyên khí. Hán nhân nam tử vội vàng nói, cười rạng rỡ nhìn ra được lão nhân áo bào trắng cùng mô thạc xương đấu pháp nguyên khí bị thương không nhẹ tử vi tiên sư cùng tử vi 18 phi tinh đại trận há lại chỉ là hư danh lão nhân áo bào trắng khẽ vuốt cằm đừng nhìn hán nhân nam tử miệng thảo luận phải nhẹ nhàng linh hoạt viên này nhân sâm nhất định không phải vật tầm thường từ khi hắn không xa nghìn dặm đi tới thành phố này hán nhân nam tử liền chưa hề thiếu qua cung phục mỗi lần đều là cực kỳ hiếm thấy đồ tốt y theo thế tục ánh mắt hắn vị này đồ đệ tại cái này cổ lão đông phương đại quốc, mạnh mẽ là cái đại nhân vật, quyền hành hiển hách, phú giáp một phương. Lão nhân áo bào trắng cũng thích hắn thành tâm, sư phụ, trước nghỉ ngơi một hồi đi, tát so ngươi nói, đối vu sư đệ tại sư phụ trước mặt trùng điệp ân cần biểu hiện, tát so ngươi chỉ ở trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi coi như lại thiên phú siêu quần, lại có tiền có thế, sư phụ y bát cũng sẽ không truyền cho ngươi các ngươi hán nhân không phải có câu ngạn ngữ gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác coi là câu nói này chỉ có các ngươi hán nhân thờ phụng a à. lão nhân áo bảo trắng đi ra mật thất đi tới trên ban công ngẩng đầu xem thiên tượng chỉ thấy tử vi tinh hằng đã ảm đạm vô quang lão nhân áo bảo trắng nhẹ nhàng gật đầu đang chuẩn bị rời đi lại bỗng nhiên xoay người lại một cố cực kỳ mãnh liệt thiên địa nguyên khí bỗng nhiên phóng lên tận trời bắt đầu thất tinh cùng tử vi tinh đồng thời quang hoa đại phóng nhất là tử vi tinh, thậm chí so vừa rồi ngô thạc xương tác pháp lúc còn muốn càng thêm lóa mắt sinh huy. Đế tinh lần nữa bị kích thích, không tốt, mắc lừa, lão nhân áo bào trắng nháy mắt sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Tát so người cùng hán nhân nam tử vội vã chạy tới, cùng một chỗ ngửa đầu, hai người đồng thời biến sắc. Sư phụ, cái này, đây mới thực sự là nghịch thiên cải mệnh a. À. Hán nhân nam tử la hoảng lên, lúc trước tử vi 18 phi tinh đại trận, chỉ là giả tượng dẫn dụ chúng ta mắc lừa muốn ở dưới mí mắt ta đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn nào có dễ dàng như vậy lão nhân áo bào trắng sắc mặt tái xanh khất lên ống tay áo nhanh chân hướng mật thất đi đến tát sau so người cùng hán nhân nam tử liên tục không ngừng đi theo giờ phút này chỉ thủy xem đan thất càn khôn đại hoàn đan luyện chế đã đến cuối cùng trước mắt tiêu phàm gương mặt trắng bệch như tờ giấy tóc đèn đầy đầu ảm đạm tự nhiên nguyên bản bóng loáng như ngọc trên trán thật sâu nếp nhăn tựa như đau khắc, đưa tay trái ra ngón giữa, liễu diệp tiểu đao hàn quang lóe lên, một chuỗi đỏ tươi huyết châu nhỏ xuống tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Trong đỉnh linh dịch, đã chỉ còn lại không tới một, như là thể dính vật, sền sệt vô so. Máu đỏ tươi một giọt rơi tiến đến, càn khôn đỉnh lập tức hồng quang đại phóng, thân đỉnh hỗn độn hoa văn xoay tròn cấp tốc, dần dần hình thành một cái hơn một xích vuông hỗn độn đồ, tại càn khôn đỉnh phía trên không ngừng xoay tròn. Cả gian đan thất, thiên địa nguyên khí như là mây đen đầy trời, lăn lộn nổi giận, không ngừng hướng tiêu phàm đánh tới, lại tại cách hắn quanh người không đến ba tắc chỗ bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, như có một cái vô hình vòng bảo hộ, đem tiêu phàm toàn thân đều bao vây lại. Tân lâm tinh xảo tiểu tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, những này nổi giận thiên địa nguyên khí, ngay tại hướng tiêu phàm từng bước ép sát, ba ngày trước, còn tại hai thước có hơn, 36 canh giờ quá khứ, đã chỉ thua kém không đến ba tắc hắc lân toàn thân lông tóc, cũng dựng đứng, bốn chảo xòe ra, tùy thời chuẩn bị vọt lên. Tiêu phàm dốc hết toàn lực, đang khổ cực trèo trống. Vũ trụ hỗn độn, thiên địa vô cực, đệ tử tiêu phàm, cần này lập thệ, lấy ta thọ lộc, dễ chi tân sinh, thiên phạt nói phạt, nguyện lâm thân ta, lòng son đạo thể, thay đổi hồng trần, luân hồi cước khổ, cử tử vô hối. Tiêu phàm ngồi xếp bằng, hai tay bấm quyết, thấp giọng cầu nguyện, thần sắc trang nghiêm, toàn thân bảo quang bao phủ lưu chuyển như vòng. Trong chốc lát, đan thất bên trong gió tiếng nổ lớn, càn khôn đỉnh phía trên hỗn độn đồ hồng quang lóa mắt, nháy mắt xông phá tiêu phàm tự tay chỗ bố trí hỗn độn luân hồi đại trận đối thiên cơ che đậy, bắn thẳng đến xa xôi trong vòng trời tử vi tinh hằng. Đế tinh sáng rõ, bắt đầu thất tinh đồng thời quang hoa nở rộ, chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ to lớn vô so thiên địa lực lược, bỗng nhiên giáng lâm. Chương 74: Thất bại trong gang tấc. Cùng lúc đó, tổng bệnh viện phòng bệnh lộ ra 10 điểm yên tĩnh, yên lặng như tờ. Ba ngày này, tiêu chạm tự mình canh giữ ở lão gia tử trước giường, trừ trương y tá, những người còn lại các loại, hết thảy không cho phép tiến vào phòng bệnh. Lão gia tử thư ký cùng Tổng Bệnh viện Ninh Viện Phó thì tại bên ngoài trực ban, đem hết thảy trước tới thăm lão gia tử bản cũ bằng hiếu cũ, bao quát một chút cấp bậc cực cao, chức vụ hiển hách cán bộ lãnh đạo, đều một trận lại giá. Lý do là lão gia tử hiện tại cần triệt để tĩnh dưỡng, không thể bị quấy dày lão gia tử hết thảy dùng thuốc, đều từ trương y tá phụ trách hoàn thành. Tiêu lão gia tử đã lâm vào hôn mê, ba ngày ba đêm không có mở mắt. Ba ngày này, đối với tiêu chạm mà nói, là từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất ba ngày. Nhiều lần vây quanh tiêu phàm động đẩy kia mấy khối gạch men xứ đổi tới đổi lui, cũng nhiều lần nhịn không được muốn gọi ninh viện phó mau tới cấp cho lão gia tử trần trị. Tiêu phàm bày ra cái này cái gọi là ngũ hành tiếp dẫn trận, tiêu chạm không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Đối với một cái từ không tin những vật này kẻ vô thần mà nói, tiêu chạm chỉ cảm giác phải sự kiên nhẫn của mình, cơ hồ đến cực hạn. Nếu không phải các loại dụng cụ biểu hiện, lão gia tử sinh mạng thể trinh coi như bình ổn, tiêu chạm thật muốn nhịn không được. Nhưng mà giờ khắc này, tiêu chạm chợt bừng tỉnh, hắn rõ ràng cảm giác được, có một cỗ lực lượng kỳ lạ, tại trong phòng bệnh tuôn ra hiện ra. Tiêu chạm từ trên ghế salon nhảy lên một cái, kinh nghi bất định nhìn chung quanh. Cái gì cũng không có, nhưng là, kia cố nhìn không thấy sờ không được lực lược, lược, tiêu chạm lại hoàn toàn có thể cảm thụ được, tuyệt đối không phải ảo giác. Trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh lão gia tử, nhẹ nhàng một tiếng ho khan, hai mắt chậm rãi mở ra tới. Ba ba, người thế nào? Tiêu chạm bước nhanh tiến lên, cầm phụ thân bàn tay khô gầy, nhẹ giọng hỏi, thần sắc cực kỳ chú ý. Lão gia tử mỉm cười, ngón tay cái tại mờ u bàn tay hắn bên trên nhẹ nhàng gõ đánh một cái, thấp giọng nói, giải phóng, tiểu phàm là con của ngươi, người nhất định phải tin tưởng hắn. Ừm ân, ta tin tưởng ta tin tưởng, tiêu chạm liên tục gật đầu, bên ngoài mấy chục dặm tây ngoại ô sườn núi biệt thự, trong mật thất. Lão nhân áo bào trắng sắc mặt dữ tợn, phải tay nắm lấy một kiện cổ quái pháp khí, tại trước người hắn, trưng bày một cái màu trắng bệnh mẽnh thú xương đầu. Đầu kia xương cũng không cực đại, miệng bên trong răng nhọn um tùm, phần mắt vị trí, hai cái đen ngòm lỗ thủng đối diện lão nhân áo bào trắng hai mắt, mắt động chỗ sâu ẩn ẩn có quỷ như lửa lam diễm đang nhảy vọt không thôi lão nhân áo bảo trắng tay phải vung vẩy cổ quái pháp khí toàn thân run rẩy mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà xuống bỗng nhiên tại tay trái mình trong lòng bàn tay một cắt lập tức máu tươi phun ra ngoài lão nhân áo bảo trắng bàn tay tìm tòi liền đặt tại mảnh thú xương đầu phía trên máu đỏ tươi giò dỉ chảy ra lập tức đem trắng bệch xương đầu nhuộm đỏ bừng nhưng mà những huyết dịch này lại không có một chút một giọt lưu tới mặt đất rất nhanh liền rót vào đến bên trong xương sọ, bị hấp thu phải sạch sẽ. Một cỗ nồng đậm chi cực máu tanh mùi vị, tràn ngập tại cả gian trong mật thất. Nguyên bản trắng bệch ảm đạm xương đầu, dần dần huyết quang ẩn hiện, hai mắt chỗ sâu màu lam ngọn lửa, chậm rãi trở nên sáng lên. Tát so người cùng hán nhân nam tử thân thể run lên, kìm lòng không đặng nằm dạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng. Một đầu màu đen mãnh thú hư ảnh, dần dần tại mật thất giữa không trung thành hình. Đầu này mãnh thú hư ảnh cùng mật thất trên sàn nhà lấy hòn đá khảm nạm ra mãnh thú giống nhau như đúc, chỉ là thân hình thì nhỏ hơn nhiều, giữ tợn chỗ kinh khủng, lại còn hơn. Giờ tí chính, tử vi đế tinh cùng bắt đầu thất tinh tán phát quang hoa, cực kỳ lóa mắt, thiên địa tinh tú chi lực, trùng trùng điệp điệp, hàng lâm xuống, tràn trề không thể chống cự. Tiêu phàm chăm chú nhìn chăm chú càn khôn đỉnh bên trong dần dần ngưng kết linh dịch, khô tàn không chịu nổi trên mặt, rốt cục hiện lên một vòng tiếu dung sắp đại công cáo thành, lên, theo sườn núi biệt thự trong mật thất một tiếng gầm thét, màu đen thú ảnh dương nhanh múa vuốt, bay vút lên mà lên, đảo mắt liền cùng tinh tú chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, hướng chỉ thủy xem đan thất phương hướng đánh tới. Sau một khắc, đan thất bên trong cuồng phong gào thét, một đạo dữ tợn đến cực điểm thú ảnh hướng về tiêu phàm cùng hồng quang trói mắt càn khôn đỉnh tận nhào mà tới. Tiêu phàm cũng là hét lớn một tiếng, vươn người đứng dậy, tay trái bấm quyết, tay phải một chỉ, hướng na nói thú ảnh nghinh kích mà đi nguyên bản tại hắn quanh người ba tắc chỗ lan lộn nổi giận thiên địa nguyên khí nhàn rỗi ở giữa liền sông phá tầng kia vô hình phòng hộ bỗng nhiên đánh vào tiêu phàm trên thân thể tiêu phàm toàn thân kịch chấn trong miệng máu tươi phun ra ngoài tân lâm lại không lo được khác cổ tay rung lên nguyễn kiếm thẳng nhô ra liền muốn hướng màu đen thú ảnh thứ đi meo ô một tiếng hắc lân bỗng nhiên vọt lên động tác nhanh như thiểm điện tại tân lâm đầu vai nhấn một cái trực tiếp phóng tới giữa không trung, lợi chảo vung vẩy, thoáng qua liền cùng màu đen thú ảnh chiến đấu cùng một chỗ, nổi giận thiên địa nguyên khí, lập tức lăn lộn đem Hắc Lân cũng bao khỏa trong đó. Hắc Lân là Tiêu Phàm bản mệnh linh sủng, trong lúc này cùng Tiêu Phàm nguyên thần tương thông, nó vừa gia nhập chiến đoàn, lập tức dẫn phát thiên địa nguyên khí đối công kích của nó. Trời cơ phản vệ chi lực, đem mèo muôn lớn cùng Tiêu Phàm xem làm một thể. Càn khôn đỉnh bên trên không ngừng xoay tròn hỗn độn đồ án tại cự lớn thiên địa lực lượng áp chế xuống, cấp tốc co lại nhỏ, trừ ánh sáng màu đỏ cũng ảm đạm xuống, tràn ngập nguy hiểm. Tân lâm dốc hết toàn lực, phi thân lên, một kiếm đâm ra. Vụt, nguyễn kiếm rời tay bay ra. Ngay sau đó, tân lâm mềm mại thân thể, cũng muốn diều bị đứt dây, ở giữa không trung lật qua lật lại, ngã bay ra mấy mét có hơn. Cảm giác bên trên, nàng vừa rồi cái gì đều không có đâm chúng. Tân lâm không lo được mình, nhảy lên một cái, vội vã hướng trong đan thất hương nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Tiêu Phàm khoác trên người kim quang lóng lánh đan hạc bát quái áo khoác bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh mà ra, như là lửa hồ điệp, tứ tán bay múa, trên đầu tử kim trùng thiên quan cũng từ đó hở ra vì hai, Tiêu Phàm thân thể lay động một cái, chậm rãi khô tàn trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Màu đen mãnh thú hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản lăn lộn nổi giận thiên địa nguyên khí trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đan thất bên trong lập tức trở nên yên tĩnh im ắng, ngay cả huyền vũ tứ tượng trong lò cháy hừng hực chạm lam sắc hỏa diễm, cũng đã dập tắt. Xoạch, một đạo tuyết trắng cái bóng, từ giữa không trung rơi xuống, ngã tại tiêu phàm trước người, cũng là không nhúc nhích. Vậy mà là hắc lân, chỉ là thời khắc này mèo muôn lớn, toàn thân đen nhánh lông tóc đều biến thành tuyết trắng, lại không nhìn thấy nửa điểm màu đen. Lẳng lặng ghé vào tiêu phàm trước người, âm thanh hoàn toàn không có, không biết là chết hay sống. Tiêu phàm, Tân Lâm kêu to một tiếng, lão đảo chạy tới, đem khô tàn trên mặt đất tiêu phàm bế lên. Tiêu phàm sắc mặt trắng bệch, một tia máu tươi không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Tân Lâm không chút do dự, cúi người xuống, cùng Tiêu phàm bốn môi đụng vào nhau, một sợi tinh thuần vô so chân nguyên, chậm rãi độ nhập Tiêu phàm thể nội. Bất quá trong chốc lát, Tân Lâm gương mặt xinh đẹp gương mặt cũng biến thành trắng như tuyết. Bỗng nhiên một cỗ nhu hòa lực đạo từ tiêu phàm thể nội tuôn ra, nhẹ nhàng đem tân lâm đẩy ra. Tiêu phàm mở hai mắt ra, ánh mắt mặc dù dã rời đến cực điểm, nhưng như cũ thanh tịnh. Người tỉnh rồi, tân lâm vừa mừng vừa sợ, hai viên trong trẻo nước mắt, từ tân lâm khóe mắt chậm rãi tràn ra. Tiêu phàm suy yếu cười cười, len keng một tiếng, gác ở huyền vũ tứ tượng lô bên trên càn khôn đỉnh ngã rơi xuống đất. Một đoàn màu đỏ sậm nhựa cây trang vật, từ trong đỉnh rơi ra tới nhìn thấy cái này đoàn màu đỏ sậm thể dính vật tiêu phàm con người bỗng nhiên co vào khe khẽ thở dài thấp giọng nói không nghĩ tới tối hậu quan đầu hay là thất bại trong gang tấc nói một ngụm máu tươi phun tới thân thể run lẩy bẩy làm sao bây giờ tân lâm vội vàng hỏi để sáu cô lập tức đem thuốc này đưa đến bệnh viện cho da da của ta ăn vào ta đã cùng bọn hắn đều nói tốt lắm nhanh đi tiêu phàm nhẹ nói thở dốc không thôi tựa hồ mỗi nói một chữ đều cực kỳ hao phí tâm lực. Cái gọi là sáu cô, là chỉ thủy xem sáu tên đạo cô chi bên trong lớn tuổi nhất vị kia, tuổi gần 40, tiêu phàm bình thường đều rất khách khí xưng hô nàng là sáu cô, làm việc cực kỳ ổn thỏa. Cái này, người không phải nói, thất bại trong gan tất sao. Tân Lâm do dự nói, nàng giờ phút này hận không thể đem linh dược này lập tức liền đút cho tiêu phàm ăn vào. Mặc dù nàng không biết làm như vậy có hiệu quả hay không, nhưng trong lúc này, mắt thấy tiêu phàm suy yếu như vậy, nàng cái gì đều nguyện ý nếm thử. Tiêu phàm tựa tại nàng mềm mại ấm áp trong lồng ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mặc dù thất bại trong gang tắc, càn khôn đại hoàn đan không có thành hình, nhưng hiệu quả vẫn phải có, nhanh để sáu cô đi đưa đi, không muốn lại trì hoãn. Tân lâm nghiến chặt hàm răng, khẽ gật đầu, rất nhanh, ba đài giống nhau như đúc xe nhỏ, lần lượt lái ra chỉ thủy xem, đều là loại kia nửa mới không cũ xe nhỏ, rất thông dụng xe khoản, thậm chí ngay cả bảng số xe đều là giống nhau. Tại cái thứ nhất chỗ ngã ba, một đài xe nhỏ rẽ phải, rất nhanh liền biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm, đến cái thứ hai chỗ ngã ba, lại một đài xe nhỏ rẽ trái, cũng rất nhanh biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Thứ ba đài xe nhỏ là Tân Lâm tự mình điều khiển, ghế lái phụ vị ngửa ra sau, tiêu phàm lẳng lặng nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng như nến, hô hấp cực kỳ yếu ớt. Tân Lâm khóe mắt mang theo nước mắt, hai tay lại vững vàng cầm tay lái, mở phải cẩn thận vô so. Tiêu Phàm vẫn còn đang hôn mê bên trong, Tân Lâm không thể ngồi cùng địch nhân đánh tới cửa. Cứ việc Tân Lâm rất tự tin, đối thất diệu cung truyền thừa cũng rất tự tin, nhưng lần này đối thủ thực tế quá mức cường đại, thậm chí cùng thời kỳ toàn thịnh Tiêu Phàm tại cùng một cái cấp bậc phía trên, Tân Lâm biết đơn dựa vào bản thân lực lượng một người, tuyệt đối không cách nào ứng đối được. Cái này ba đài xe nhỏ cùng ve sầu thoát xác kế sách, cũng là Tân Lâm sớm liền chuẩn bị tốt, để phòng vạn nhất. Hiện tại nhất định phải nhanh rời đi kinh thành ước chừng sau nửa giờ, xe nhỏ lên xa lộ đường cái. Xác định không người theo dõi, Tân Lâm âm thầm thở phào một cái. Ra, tiêu phàm chậm rãi tỉnh lại, người đang làm cái gì? Chúng ta rời đi trước kinh thành, đi địa phương an toàn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, người cần phải thật tốt dưỡng thương. Tiêu phàm nỗ lực ngồi thẳng người, nhẹ nhàng lắc đầu trở về. Bây giờ không phải là dưỡng thương thời điểm, Tân Lâm giật nảy cả mình trở về. Vì cái gì, người kia, Người kia lúc nào cũng có thể tìm tới cửa, người bây giờ quá hư nhược. Không sao, hắn bây giờ tình huống, khả năng so với ta tốt điểm, nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cho tới bây giờ, ta không biết hắn là ai, hắn cũng không biết ta là ai. Bất quá ta lo lắng hắn hẳn là còn có giúp đỡ. Bây giờ rời đi, bọn hắn rất nhanh liền có thể tra được. Ta đoán chừng, hiện tại tiêu ra mỗi một cái thành viên trọng yếu, đều tại bọn hắn mật thiết chú ý bên trong lập tức trở lại, tiêu phàm thở hào hển nói, ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Thanh tịnh hai con ngươi, vẫn thâm thúy như biển. chương 75, tóc vàng mắt xanh buổi chiếu phim tối hoàng hậu. Tinh vũ quán ba đến một vị tóc vàng mắt xanh nữ ca sĩ. Vị này tên là A Kiệt Lina trắng nga Mỹ nữ một gia sân, lập tức liền tại tinh nữ quán ba nhấc lên một cỗ truy phủng chiều dâng. A Kiệt Lina xinh đẹp liền không cần phải nói, kia lóng lánh vàng quang trái tóc dài xóa vai, xanh thẳm đôi mắt, ngạo nhân dáng người, vừa đúng cao ngất hai ngọn núi, mềm mại bờ eo thon, thon dài thẳng tắp đùi, bơ làn da, tăng thêm kiều mị tận xương dị vực phong tình, vô một không khiến nam nhân mê muội, gặp một lần phía dưới liền là ý nghĩ kỳ quái, khó mà tự kiềm chế. A Kiệt Lina tại tinh ngữ quán ba lộ diện trước đó, quán ba lão bản bao sư hoa liền sớm đã thả ra phong thanh, nói là muốn cho mọi người một kinh hỉ. Sau đó liền muốn làm quảng cáo, mỗi ngày tuyên bố một lần, cách cực kinh nghỉ lớn tiến đến còn có mấy ngày, đem mỗi người khẩu vị đều cao cao treo lên tới. Bao sư hoa cái tên mập mạp này, cứ việc tự thân hình tượng rất bình thường, nhưng đối với hắn nói ra lời này, tất cả mọi người hay là rất tin được. Làm làm thủ đô đẳng cấp cao nhất quán ba một trong, bao sư hoa tại chế tạo quán ba đẳng cấp, tăng lên buổi chiếu phim tối bầu không khí phương diện này, khá là đạo hạnh. Trước trước sau sau đẩy ra ba vị đại mỹ nữ, đều đều thành công chế tạo thành thủ đô ngu nhạc giới nghe tiếng xa gần buổi chiếu phim tối hoàng hậu, mỗi một vị mỹ nữ tại tinh nữ quán ba biểu diễn trước đó, bao sư hoa đều làm đủ tiền hí. Bất quá giống như kia ba vị mỹ nữ ra sân tiền hí, đồng đều không giống lần này làm như vậy phải 10 phần thêm một, tình hình cũng hơi có sự khác biệt. Kia ba vị buổi chiếu phim tối hoàng hậu ra sân trước đó, trước một vị buổi chiếu phim tối hoàng hậu đã ẩn lui, quán ba đang đứng ở không người kế tục thời tiết. Đương nhiên, tinh ngữ quán ba dạng này lớn chàng tử, tuyệt không chỉ một vị đại mỹ nữ. Các loại khác biệt phong tình mỹ nữ, không phải lấy cái đến luận, mà là lấy chồng làm đơn vị. Nhưng đầu bài lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, từ đầu đến cuối khó mà bị cái khác mỹ nữ thay thế. Càng là một đống lớn mỹ nữ, càng là cần một vị diễm áp quần phương nhân vật thủ lĩnh. Lần này, tinh ngữ quán ba đương nhiệm buổi chiếu phim tối hoàng hậu vẫn còn, vẫn chưa lấy chồng, cũng không đổi nghề, diễm danh lan xa, như mặt trời ban trưa là các đường công tử ca nhi hoàn khố nha nội tranh nâng đối tượng. Bởi vậy, bao sư Hoa thả ra dạng này phong thanh, chẳng những đem tất cả giống được ra xúc khẩu vị sâu phải 10 phần, ngay cả rất nhiều nữ khách đều tràn đầy chờ mong. Ai nói kinh nghỉ lớn liền nhất định nhất định phải là mỹ nữ, soái ca không được sao? Quán ba có buổi chiếu phim tối hoàng hậu, vì cái gì liền không thể bưng ra một vị buổi chiếu phim tối tiên sinh đến, thỏa mãn một chút rộng rãi sắc nữ. Bất quá cuối cùng rộng rãi sắc nữ hay là thất vọng tinh nữ quán ba bưng ra đến, vẫn như cũng là một vị nữ tính. Chỉ là tất cả mọi người không hề nghĩ tới, bao sư hoa lúc này thế mà đánh chính là quốc tế bài. Từ khi mở ra biên giới, rộng nghênh năm châu tân khách bắt đầu, nhiều năm như vậy, dị quốc Mỹ nữ không phải không tại thủ đô các loại chỗ ăn chơi xuất hiện qua, mà lại không chỉ một, cũng là từng đống. Đông Doanh, châu Mỹ, châu Âu, Phi châu, Nam Á, quần phương tranh diếm, cái gì cần có đều có tứ cửu thành bên trong công tử ca nhi, hoàn khố nha nội, kia tầm mắt cũng không phải bình thường, bình thường dị tộc nữ tử, không nhất định có thể đi vào những này ta phát nhãn. Ra môn cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, nhưng A Kiệt Lina một xa sân, vẫn như cũng đem tất cả ra đều chấn trụ. Mặc kệ là đại gia còn là tiểu gia, cũng mặc kệ là lão đại hay là nhị ca, nhìn thấy A Kiệt Lina nháy mắt, đều kìm lòng không đặng chừng to mắt, ngừng thở. Kia định lực kém điểm, tại chỗ liền muốn chảy nước miếng chảy ngang. Nhất diệu chính là, A Kiệt Lina chẳng những sẽ tiếng Nga, sẽ còn hán ngữ. Không phải bình thường hiểu một chút xíu, là tinh thông, tinh thông đến có thể dùng tiếng phổ thông biểu diễn độ khó cao ca khúc. Đương nhiên, âm điệu thoảng qua có như vậy một chút cổ quái, cái này là người ngoại quốc học tiếng phổ thông thường có mau bệnh. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải mau bệnh, đây là vận vị. Chính là một chút âm điệu bên trên cổ quái, càng lộ ra vận vị đặc biệt mê người đến cực điểm. Như là bao sư hoa dự tính như thế, A Kiệt Lina biểu diễn chưa từng có anh động, bao tổng quảng cáo marketing sách lược lại một lần nữa đạt được thành công lớn. Liên tục vài ngày, tình ngữ quán ba hàng đêm bạo mãn, sinh ý tốt đến bạo dạp. Hơi chậm đến một điểm khách nhân, thậm chí cần phải xếp hàng, chờ trước một nhóm khách nhân rời sân mới có thể tiến nhập quán ba tiêu phí. Một gian buổi chiếu phim tối, làm được dạng này đỉnh tiêm nhân khí, bao sư hoa đủ để tự ngạo nhưng mà có câu nói rất hay vui quá hóa buồn mọi thứ có lợi thì có hại a kiệt lina gia nhập liên minh cố nhiên cho tinh ngữ quán ba mang đến cực kỳ sôi động sinh ý buôn bán ngạch liên tục tăng lên bao sư hoa mỗi ngày kiếm tiền đếm tới nương tay hưng phấn đến thậm chí đi ngủ đều không nỡ ngủ nằm mơ đều cười tình nhưng một trận không tưởng được đại phiền toái cũng theo đó mà tới trận này đại phiền toái không phải tới từ bao sư hoa đối thủ cạnh tranh Bao sư hoa cho tới bây giờ đều chưa từng sợ hãi qua cạnh tranh, tinh ngữ quán ba càng làm càng náo nhiệt kia đoạn thời gian bên trong, cái khác đồng hành không phải không cho hắn đi ra yêu thiêu thân, đều bị bao sư hoa hữu kinh vô hiểm hóa giải, thậm chí đa số thời điểm còn có thể quay giáo một kích để những cái kia lòng mang đố kỵ đồng hành chịu không nổi. Lão bao tại cái này tứ cử thành bên trong trên đài dưới đài giao thiệp quan hệ, không phải nói chơi vui. Thế nhưng là lần này đại phiền toái là đến từ tinh ngữ quán ba nội bộ không phải bao sư hoa nhân viên tạo phản, mà là hai đám công tử ca nhi trực tiếp đòn khiêng bên trên. Hai vị nhị ca, một bên là tiêu thiên tiêu nhị ca, một bên khác thì là uông thuật phan uông nhị ca. Tiêu thiên cùng uông thuật phan nguyên vốn cũng không thích hợp, cho tới bây giờ liền chưa từng nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi. Khi còn đi học, hai vị thế gia nhị thiếu tựa như hai con ô mắt gà, cơ hồ vừa thấy mặt liền không có sắc mặt tốt, cách không được bao lâu liền muốn bóp một lần. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi đến xã hội, riêng phần mình phân phối đơn vị làm việc, loại tình hình này vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Tăng thêm hai nhà trưởng bối cũng không đối đường, tiêu trạm cùng Uông Vĩ Minh chấp chính lý niệm không nhất trí, các chính sách quan trọng chỉ phe phái đều tại trong âm thầm đem tiêu ra cùng Uông ra xem là đối thủ. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, tiêu thiên cùng Uông thuật văn liền càng không khả năng hòa giải. Chỉ là từ trường học đi tới, hai vị nhị ca cấp tốc trưởng thành vì hoàn khố vòng tròn bên trong nhân vật thủ lĩnh, bên người riêng phần mình tụ lại một bang tiểu đệ, ngày bình thường tự trọng thân phận, động thủ đối bóp tình huống ngược lại là ít đi rất nhiều. Dù sao lẫn nhau còn phải để ý cá thể thống mặt mũi không phải. Trừ cái đó ra, Uông Thuật Văn chủ động nhượng bộ cũng là một nguyên nhân. Uông Thuật Văn tính tình, cùng hắn ca ca Uông Thuật đều giống nhau, tương đối âm trầm, thích chơi tụ lý càn khôn, không yêu lắm động thủ động cước. Mấu chốt luận đến quyền cước, Uông Thuật Văn xác thực không phải tiêu thiên đối thủ. Tiêu Thiên rất thích thể dục thể thao, trong trường học là đội bóng rổ cùng nghiệp sư võ thuật đội chủ lực đội viên, lại cùng lão gia tử vệ sĩ học không ít công phu quyền cước, thân cao lực lớn, dũng mãnh hơn người. Đơn thuần đấu lực, 3 năm cái Uông Nhị Ca trồng cùng một chỗ cũng không đủ Tiêu Nhị Ca đánh. Khét thầy người thông minh đều giảng cứu cái Dương Trường tránh đoạn. đương nhiên, Uông Nhị Ca chủ động né tránh, chỉ là tận lực tránh cùng Tiêu Thiên động thủ, phương diện khác nhưng nghiêm túc. Lại nói lẫn nhau đều là người trưởng thành cũng đều là có thân phận có địa vị hoàn khố đại lão, mọi thứ đều lấy quyền cước đến luận thắng bại, không khỏi gây người chê cười. Từ khi lần trước nghe đại ca khuyến cáo, Tiêu Thiên đã có vài ngày không lên buổi chiếu phim tối pha trộn, lần này là chuyên hướng về phía A Kiệt Lina đến. Nghe tiểu hoa quế bọn người miêu tả cái kia trắng nga mỹ nữ diễm mỹ về sau, Tiêu Thiên cũng kìm nén không được, lập tức liền chạy tới tinh nữ quán ba đến tìm tòi hư thực. Kết quả phát hiện tiểu hoa quế bọn hắn hình dung năng lực quả thực chính là cặn bã. Mỹ nữ như vậy, há lại vẻn vẹn đủ kinh, đẹp như thiên tiên có thể hình dung được. Thật có thể mê chết người không bồi thường mệnh, tiêu nhị ca đối mặt A Kiệt Lina trợn mắt hốc mồm, uông nhị ca cũng không khá hơn chút nào. Hai vị nhị ca đồng loạt nhìn chúng cái này trắng nga đến gái Tây, bao sư hoa đại phiền toái cũng liền dáng lâm. Ngay từ đầu, mọi người vẫn còn giả bộ thân sĩ, thay phiên mời A Kiệt Lina uống rượu nói chuyện phiếm, khoác lác biển trò chuyện, dần dần, lệ khí liền bạo phát đi ra mỹ nữ như thế nam nhân đều nghĩ âu yếm cái này đương nhiên không gì đáng trách mấu chốt là ai đến nhổ thứ nhất cái này liền rất có giảng cứu nguyên bản việc này a kiệt lina bản nhân nhất có quyền nói chuyện nàng nhìn chúng người đó là ai dù sao hiện tại là xã hội pháp trị lớn hơn nữ hoàn khố công tử cũng không thể công nhiên chơi vương lão hổ cướp cô dâu trò chơi chí ít trên mặt mũi là như vậy nếu như vương lão hổ chỉ có một cái cái kia ngược lại là không quan hệ cứ việc đoạt, người khác không phục, cũng không dám thả cái rắm Vấn đề tinh ngữ quán Ba Vương lão hổ không ít, quả thực nhiều như cá giết sang sông. Cùng loại tiểu hoa quế loại này thủ đô cục thành phố phó cục trưởng công tử Hoàn Khố nha nội, tinh ngữ quán ba mỗi ngày không nói 10 cái, 8 cái là nhất định có thể đếm ra được. Người cho đoạt, người ta làm sao bây giờ? Chơi không chết ngươi nha. Như là Tiêu Thiên huông thuật văn dạng này một cùng thế gia nha nội, đều có hai cái ở đây hết lần này tới lần khác A Kiệt Lina chậm chạp không chịu tỏ thái độ, tại một đống lớn công tử ca ở giữa quần nhau, huy sái tự nhiên. Đây cũng là một cái hợp cách buổi chiếu phim tối hoàng hậu nhất định muốn có được cơ bản kỹ năng. A Kiệt Lina mới vừa vặn tại quán ba lộ diện không lâu, liền vội vội vàng vàng tỏ vẻ ra là đối nào đó vị khách nhân đặc biệt tốt cảm giác, người khác đáp ứng, bao sư hoa còn không đáp ứng đâu. Bưng ra dạng này một vị diễm ép kinh hoa dị tộc đầu bài, há lại dễ dàng như vậy nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích vừa mới bắt đầu tạo nên, A Kiệt Lina liền có thuộc về, kia còn chơi cái giam A. A Kiệt Lina thái độ mập mờ, cuối cùng dẫn phát xung đột gấp gáp thăng cấp. Tiêu nhị ca cùng Uông nhị ca trực tiếp đối mặt, nguyên bản những cái kia còn đang sắn tay áo lên đặt mưu đồ hoàn khố công tử ca, thấy tiêu thiên cùng Uông thuật văn vén lên tay áo mình trần ra trận, lập tức liền cả đám đều ỉu xìu đi. Hai vị này, phổ thông công tử ca là thật không thể trêu vào bất quá đoàn người cũng tịnh không đặc biệt uể oải đã thứ nhất nhổ không đến như vậy chuyển cái ghế dựa xem náo nhiệt cũng là có thể hai vị đỉnh cấp hoàn khố sát người vật lộn trận này long hổ đấu nhất định phi thường đặc sắc ở một bên xem kịch cũng có thể đáng về giá vé duy chỉ có bao sư hoa khổ nhất bức hắn không thể trêu vào cũng không trốn thoát còn không thể cùng người khác đồng dạng tọa sơn quan hổ đấu vô luận vị nào nhị ca kinh ngạc hắn bao sư hoa đều muốn đi theo không may Bao sư hoa tận đến giờ phút này, mới rốt cuộc minh bạch, đánh giá thấp một đại mỹ nữ đối giống được ra xúc lực sát thương, hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 5